Tối cường phản phái hệ thống chương 2643, chiến đấu đến chết, lần này hắn lại dám đến tạo hóa đạo môn ta làm càng, vậy thì khiến cho hắn có đi mà không có về. Trong tạo hóa đạo môn ta tích lũy gần vạn năm, vô số con ác chủ bài, lẽ nào đánh không lại tô tính sao? Tạo hóa đạo môn chúng ta lấy cái gì chống địch? Chưởng giáo đi rồi, trong tông môn chúng ta lại không tìm ra được một tên cường giả thần kiều cảnh, cho dù có con ác chủ bài vậy thì ít nhất cũng phải có người có thể phát huy ra uy năng của con ác chủ bài này chứ. Húng hồ lúc trước tô tính tiến công Hoàng Thiên Vực, kết quả làm sao? Hoàng Thiên Vực thân là hậu duệ nhân hoàng, còn không phải là bị tô tính trực tiếp công phá, ở dưới tình huống có Phạm Thiên Vực bị già đa la nhúng tay, lúc này mới đổi được kết cục chịu thua nhận lỗi. Trong cái nhìn của ta, tạo hóa đạo môn chúng ta vẫn là sớm suy nghĩ đến chuyện thất bại đi, đỡ phải thật sự bị tô tính công phá mạch truyền thừa của tạo hóa đạo môn chúng ta thật sự bị cắt đứt, đánh rắm. Ngươi đây là làm giảm chí khí của người khác, diệt uy phong của mình, hai vị không cần lại ầm ỉ, Trần Sư Huynh nói rất đúng, trước mắt chúng ta thật sự không đánh lại tên tô tính kia, còn không bằng tạm thời di tản, tạm gác lại thân thể hữu dụng, chờ sau khi trưởng giáo trở về lại dẫn chúng ta đi báo thù, bằng không mạng người cũng chỉ có một cái, chết rồi, vậy thì coi như cái gì cũng không còn nữa, hừ hạng người ham sống sợ chết. Tạo hóa đạo môn chính là tổ tiên lưu lại, cũng là vị trí sơn môn của chúng ta. Sơn môn còn, người liền còn, sơn môn không còn, tạo hóa đạo môn vẫn là tạo hóa đạo môn sao? Nếu như cần phải từ bỏ sơn môn mới có thể tham sống sợ chết, vậy thà rằng ta quyết một trận tử chiến với tô tính kia. Một đám người nói nhau nhau gây huyên náo, cái gì cũng nói, kỳ thực đại khái trong này cũng chia làm hai phái, một phái muốn liều mạng mạnh mẽ chống đỡ một phái lại muốn tạm thời tránh lui. Nói tóm lại vẫn là người trước chiếm thượng phong, dù sao thì đều là đệ tử tinh anh được tạo hóa đạo môn bồi dưỡng, tuy rằng không phải mỗi người đều coi thường cái chết, nhưng cũng không có nhiều hạng người ham sống sợ chết như vậy. Kỳ thực những người quyết định muốn tạm thời tránh lui kia cũng không phải rất sợ chết, trong bọn họ có lẽ có người thật sự sợ chết, nhưng trong đó phần lớn vẫn là muốn tạm thời bảo toàn thực lực của tạo hóa đạo môn, đợi sau khi Lý Bá Dương trở về lại đi báo thù bởi vì huyền khổ đã trở về, dưới cái nhìn của bọn họ, ngay cả thực lực không bằng Lý Bá Dương là huyền khổ cũng đã trở về, vậy thì trưởng giáo của bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở về, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể tính toán một lần với tô tính. Trong lúc bọn hắn vô cùng hỗn loạn, trương bá đoan quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta, gầm lên một tiếng, trực tiếp chấn động đến mức toàn bộ đại điện nghị sự ầm ầm vang vọng, những tạo hóa đạo môn kia ở đây lúc này mới ngậm miệng lại, nhìn mọi người trong đại điện, Trương Bá Đoan thở dài một cái, nói, cũng không cần tranh luận, ta đã có quyết định, lần này mặc kệ thế lực tô tính mang đến mạnh bao nhiêu, tạo hóa đạo môn ta đến cuối cùng có thể không chống đỡ được, ngược lại lần này tạo hóa đạo môn ta sẽ không lùi, cho dù chết, cũng phải chết ở trong tạo hóa đạo môn này. Nhìn chung quanh, Trương Bá Đoan quay về những võ giả tạo hóa đạo môn kia ở đây trầm giọng nói, thiếu lâm tự ngày xưa lúc tô tính đánh tới sơn môn, huyền minh cùng huyền chân đều có thể quyết tâm liều mạng với tô tính lẽ nào hiện tại tạo hóa đạo môn ta không có sao ở lại chỗ này chúng ta có thể không giữ được tạo hóa đạo môn nhưng chúng ta lại có thể bảo vệ được cội nguồn của tạo hóa đạo môn linh hồn của tạo hóa đạo môn cho dù trận chiến này chúng ta đều chết ở nơi này nhưng chỉ cần có sư huynh ở đây hắn liền có thể xây dựng lại tạo hóa đạo môn lần nữa tái hiện huy hoàng của tạo hóa đạo môn ta ngược lại nếu như chúng ta chạy trốn vậy thì linh hồn của tạo hóa đạo môn chúng ta sẽ không còn dũng khí sẽ không còn như vậy cho dù chúng ta có thể sống tạm bồi dưỡng ra được chẳng qua cũng chỉ là một đám người ham sống sợ chết mà thôi những đệ tử tạo hóa đạo môn kia ở đây đều im lặng bất luận lúc này bọn họ đến cùng là quyết định tử thủ tạo hóa đạo môn hay là muốn tạm thời tránh mũi nhọn thoát thân cũng đều đồng ý với lời nói này của trương bá đoan gặp phải tình huống như thế có lẽ người khác có thể vứt bỏ tông môn thoát thân Tỷ như nếu là cửu ngục tà ma làm ra chuyện như vậy, người giang hồ khác sẽ không kỳ quái, nhưng chỉ có tạo hóa đạo môn bọn họ không được, không có lý do gì, chỉ bởi vì bọn họ là tạo hóa đạo môn. Trương Bá đoan thở dài một tiếng nói, tuy nói như vậy, nhưng tạo hóa đạo môn chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, liền như thế mà chờ chết, chọn lựa ra 100 tên đệ tử thể hệ trẻ tuổi đi ra, tốt nhất đều là cảnh giới tiên thiên cùng hậu thiên, do người mang theo bọn họ đi thái nhất đạo môn, một bên tìm thái nhất đạo môn cầu viện một bên để những đệ tử này tạm thời ở tại thái nhất đạo môn cũng coi như là vì tạo hóa đạo môn ta lưu lại một tia hương hỏa cuối cùng phía dưới có người chần chờ nói nhưng thái nhất đạo môn lần này sẽ xuất thủ sao tuy rằng thái nhất đạo môn cùng tạo hóa đạo môn đều là một trong tứ đại đạo môn nhưng thái nhất đạo môn là đức hạnh gì đệ tử tạo hóa đạo môn lại rất rõ ràng đừng nói là tạo hóa đạo môn bọn họ bị diệt e là cho dù là đại nạn của giang hồ đến gần phỏng chừng thái nhất đạo môn đều không sẽ ra mặt đám người kia tu luyện đạo quá mức cực đoan đối với đám người tạo hóa đạo môn mà nói bọn họ có lúc còn điên hơn cả ma đạo trương bá đoan lắc đầu nói các ngươi hiểu rõ phương thức làm việc của thái nhất đạo môn đối phương sẽ xuất thủ hay không thì ta cũng không chắc có điều cho dù đối phương không ra tay nhưng ít nhất mọi người đều là mạch đạo môn Nhờ bọn họ thu nhận giúp đỡ một số đệ tử cuối cùng của Tạo Hóa Đạo môn ta hẳn là bọn họ sẽ không từ chối, dù sao điều này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trương Bá đoan xoay người rồi nói với một tên đệ tử, ngươi dẫn người đi Huyền Thiên vực đi một chuyến, cầu vực chủ Huyền Thiên vực triệu cửu lăng ra tay giúp đỡ, sau đó Tạo Hóa Đạo môn ta đồng ý lấy ra tất cả bí điển công pháp của Tạo Hóa Đạo môn hai bên cùng hưởng. Lời vừa nói ra, đông đảo đệ tử ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh dùng ánh mắt không dám tin tưởng chỉ nhìn trương bá đoan bọn họ cũng không nghĩ tới trương bá đoan lại nói ra mấy câu nói như thế điển tịch công pháp của một tông môn đối với tông môn này quan trọng bao nhiêu cũng không cần nhiều lời hiện tại trương bá đoan lại đồng ý đem lấy ra dùng chung với huyền thiên vực có thể tưởng tượng được trương bá đoan hiện tại áp lực lớn bao nhiêu nhìn đến phía dưới còn có một chút ồn ào trương bá đoan khẽ quát tất cả tâm miệng công pháp truyền thừa chỉ cần ở trong tay chúng ta Vậy thì tạo hóa đạo môn ta vẫn là tạo hóa đạo môn, cho dù Huyền Thiên vực cầm công pháp của tạo hóa đạo môn ta, không có chỉ điểm của những võ giả thế hệ trước của tạo hóa đạo môn, bọn họ cũng vẫn khó có thể nhập môn, điều bọn họ có thể làm nhiều hơn chỉ là dựa vào công pháp của tạo hóa đạo môn đi dung hợp với công pháp của Huyền Thiên vực, suy luận, tăng cường bản thân, liền tỷ như hiện tại nếu như tạo hóa đạo môn chúng ta có được công pháp của Thái Nhất đạo môn chúng ta còn có thể đi chuyên tu công pháp của thái nhất đạo môn hay sao vậy đến cùng chúng ta là tạo hóa đạo môn hay là thái nhất đạo môn chớ xem công pháp xem quan trọng quá chỉ cần tạo hóa đạo môn ta có thể tránh được tai nạn này chuyện gì đều có thể nói nghe được trương bá đoan vừa nói như thế mọi người ở đây cũng chỉ gật đầu thừa nhận mà trương bá đoan cũng bắt đầu lần lượt phân công từng nhiệm vụ ngược lại chỉ cần thủ đoạn hắn có thể nghĩ được trên căn bản đều được hắn nghĩ ra rồi có thể tránh được tai nạn này hay không tất cả những thứ này đều là ẩn số mà lúc này ở trong huyền thiên vực bên triệu cửu lăng này vừa tiếp đón người của tạo hóa đạo môn đối với yêu cầu của tạo hóa đạo môn triệu cửu lăng cũng là một lời đáp ứng thứ tình nghĩa đạo môn này đối với tạo hóa đạo môn cùng huyền thiên vực mà nói chỉ là lời nói trên đầu môi mà thôi không thể coi là thật vì lẽ đó trước đó trương bá đoan cũng là rất thức thời lấy ra điển tịch công pháp của tạo hóa đạo môn làm điều kiện bằng không triệu cửu lăng cũng sẽ không đáp ứng lưu loát như vậy chờ sau khi đuổi người của tạo hóa đạo môn đi xong một tên chân vũ của huyền thiên vực đi tới hỏi vực chủ ngươi thật sự chuẩn bị đi giúp tạo hóa đạo môn triệu cửu lăng thở dài một tiếng nói môi hở răng lạnh nha đều là mạch đạo môn nói thứ tình nghĩa gì đó đúng là có vẻ hơi dối trá có điều ước nguyện ban đầu của ta là thành lập liên minh đạo môn lại là thật lòng thật dạ vì toàn bộ tốt đẹp của đạo môn mạch đạo môn ta đã vượt qua phật tông thành đại phái đệ nhất thiên hạ nhưng không biết tại sao chi nhánh quá nhiều mặc kệ là tạo hóa cũng được hay là thái thượng cũng được nếu như những tông môn này có thể tụ tập cùng một chỗ vị trí võ lâm chí tôn này còn có ai có thể ngồi lên được đáng tiếc cuối cùng vẫn là giả tràng xe cát nhưng lại không thể gạt bỏ cánh cửa liên minh này hiện tại tạo hóa đạo môn gặp nạn tô tính kia cũng là hạng người lòng môn dạ thú cũng có xung đột giống như vậy với huyền thiên vực ta lần này nếu như ta không đi giúp tạo hóa đạo môn trong tương lai ai sẽ giúp huyền thiên vực ta huống hồ lần này ta cũng sẽ làm theo khả năng sẽ không đã thương đến toàn bộ sức mạnh của huyền thiên vực lần này huyền thiên vực ta ra tay kỳ thực chỉ là vì một thái độ chứng minh liên minh đạo môn không phải tồn tại trên đầu môi mà thôi tương tự cũng là vì kết một thiện duyên với tạo hóa đạo môn tên chân vũ kia nghi ngờ nói thiện duyên tạo hóa đạo môn cũng sắp bị diệt còn có thiện duyên gì để kết Triệu cửu lăng lạnh nhạt nói, đừng quên Lý Bá Dương, vị đệ nhất thiên hạ ngày xưa này còn chưa có xuất hiện đâu. Mảnh vỡ tiên vực kia chính là lúc trước thoát ly từ tiên vực, trong đó lại ẩn chứa một ít cơ duyên cùng dị bảo do tiên vực sinh ra lúc đầu. Có những thứ đồ này, huyền khổ về sớm nhất thực lực cũng đại tiến, đồng thời còn mang về một khối căn nguyên thế giới, mà sau khi trở về Lý Bá Dương lại sẽ mang về món đồ gì? Thực lực của hắn lại sẽ đến mức nào? Những thứ khác không dám hứa chắc ít nhất sẽ mạnh hơn so với huyền khổ mới đúng. Đối với Tô Tín, Triệu Cửu Lăng rất kiên kỵ, mấy lần giao thủ, mỗi một lần thực lực của đối phương đều sẽ đại tiến một bước, lúc này mới mấy năm trôi qua, thực lực của Tô Tín cũng đã từ bị hắn áp chế, đến hiện tại Triệu Cửu Lăng đã không chắc chắn thành công khi đi giao thủ với Tô Tín. Thiên hạ này ngoại trừ lý bá dương vị ngày xưa đệ nhất thiên hạ kia trở về, hắn thực sự là không nghĩ tới có ai có thể kiềm chế được tô tính này. Thanh Châu Đạo bên ngoài tạo hóa đạo môn, phía trên núi xanh nối tiếp nhau, từng tòa đạo quán sắp hàng ở sườn núi hoặc là trên đỉnh núi, này chính là vị trí sơn môn của tạo hóa đạo môn, có thể nói là non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Có điều lúc này bầu không khí của toàn bộ tạo hóa đạo môn lại tràn ngập sơ sát tiêu điều cùng bi tráng, bởi vì bên ngoài tạo hóa đạo môn, Tô Tính đã dẫn đầu hơn trăm ngàn võ giả tinh nhuệ đến đây, bao vây toàn bộ tạo hóa đạo môn bọn họ đến mức nước chảy không lọt. Sắc mặt của Trương Bá Đoan không hề thay đổi, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Thái Nhất Đạo môn không có người nào đến sao?" Một tên đệ tử cẩn thận nói: "Không có, người chúng ta phái đi thậm chí ngay cả trưởng giáo Huyền Trần Tử cũng không thấy, tuy rằng Thái Nhất Đạo môn thu nhận đám đệ tử của Tạo Hóa Đạo môn chúng ta, có điều lại nói Huyền Trần Tử bế quan sinh tử, vì thế không thể nào quấy rối." Trương Bá Đoan bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết sẽ là một loại kết cục như thế nhưng hắn cũng không thể đi chỉ vào thái nhất đạo môn không để ý tình nghĩa giữa đạo môn đồng đạo bởi vì điều này cũng không có tác dụng gì thái nhất đạo môn từ trước đến giờ đều không thèm để ý những thứ này bên huyền thiên vực kia nói thế nào trương bá đoan lại hỏi lần này tên đệ tử kia lại mang theo vẻ vui mừng nói bên huyền thiên vực kia đúng là sáng tỏ nói rồi mọi người đều là mạch đạo môn đều là thành viên liên minh đạo môn huyền thiên vực là sẽ bỏ mặt tạo hóa đạo môn xảy ra chuyện vì thế vực chủ Triệu Cửu Lăng nhất định sẽ ra tay. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ vui mừng, dù sao hiện tại trên giang hồ này, có thế lực cường giả thần kiều cảnh cùng không có thế lực cường giả thần kiều cảnh vốn là hai khái niệm, hiện tại lúc bọn hắn biết có Triệu Cửu Lăng ra tay, đông đảo đệ tử của Tạo Hóa Đạo môn cũng là an tâm không ít. Trong mắt Trương Bá đoan lóe ra một tia tàn khốc nói, nếu như vậy, vậy thì đều chuẩn bị kỹ càng quyết một trận tử chiến với Tô Tính đi muốn diệt tạo hóa đạo môn ta chẳng cần biết hắn là ai cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được đệ tử còn lại của tạo hóa đạo môn cũng lộ ra một mặt sát khí cùng ý chí chết tuy rằng tạo hóa đạo môn những năm gần đây vẫn luôn nằm ở vị trí cách biệt giang hồ nhưng điều này cũng không đại biểu bọn họ thật sự sẽ rất sợ chết một khi quyết định muốn đi liều mạng với tô tính một lần vậy thì sức mạnh bọn họ có thể phát huy ra cũng cực kỳ kinh người mà lúc này ở ngoài tạo hóa đạo môn thủ hạ ám vệ của Tô Tín, Tây Bắc quân, huyết thần giáo đã triệt để bao vây vị trí sơn môn của tạo hóa đạo môn đến mức nước chảy không lọt, quy thế lớn như vậy, thậm chí khiến cho một số môn phái nhỏ gần kề tạo hóa đạo môn ở Thanh Châu đạo kia đều không thể không di chuyển, chỉ lo ở trong trận chiến này từ cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, Tô Tín nhìn vị trí sơn mạch của tạo hóa đạo môn, miên khí thiên địa nồng đậm cực kỳ. Phía trên dãy núi cũng là cây cối cao to sinh trưởng xanh ung tươi tốt, một ít đạo quán an vị ở sườn núi hoặc là trên đỉnh núi giống như được cảnh sắc tiên cảnh vây quanh lữ trường khanh ở một bên chà chà than thở tạo hóa đạo môn lúc trước đúng là thật biết chọn chỗ đây chính là một vùng đất trù phú nguyên khí thiên địa còn nồng đậm hơn so với thiếu thất sơn của thiếu lâm tự tô tính lắc đầu nói ngươi nói sai rồi vị trí của tạo hóa đạo môn kỳ thực vốn cũng không phải vùng đất trù phú gì thậm chí ngay cả tên cũng không có chính là một dãy núi có chút hoang vu là sau khi tạo hóa đạo môn đi tới nơi này, mỗi ngày sẽ dùng tạo hóa chân khí của bản thân đến uẩn nhưỡng thổ địa này, lúc này mới khiến nơi này biến thành là một vùng đất trù phú. Đáng tiếng, hiện tại vùng đất trù phú này, lại sắp nhún máu. Lữ phá thiên liếc mắt nhìn tô tính, cười hắc hắc nói, sư đệ, lời này của ngươi đủ dối trá, khiến tạo hóa đạo môn nhún máu, lại là ngươi đó. Tô tính nhìn tạo hóa đạo môn trước mắt, lạnh nhạt nói, nếu như ta nói ta bị bức ép, ngươi có tin hay không? người trong giang hồ thân bất do kỹ ngươi không giết người khác người khác liền muốn giết ngươi ngươi không trở nên mạnh mẽ người khác liền kinh người cùng với chờ người khác tới giết ngươi người khác tới bắt nạt ngươi ngươi cũng chỉ có thể buộc chính mình trở nên mạnh mẽ buộc chính mình đi giết người khác mãi đến khi chính mình thành kẻ mạnh nhất không ai dám đến giết ngươi không ai dám đến bắt nạt ngươi mới thôi bước vào giang hồ thời gian dài như vậy lúc đầu tô tính vẫn cho là là hệ thống đang ép mình nhưng sau đó tô tính mới phát hiện, kỳ thực vẫn đang ép mình, cũng không phải hệ thống, mà là giang hồ này. Nhiệm vụ hệ thống tuyên bố tuy rằng có trừng phạt, nhưng chút trừng phạt này xưa nay đều không muốn tính mạng của tô tính, chỉ là suy yếu thực lực của hắn. Nhưng vấn đề là ở trong giang hồ này, không có thực lực, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt nạt, kim bàn rửa tay, quy ẩn núi rừng. Không tồn tại, thái nhất đạo môn có thể an tâm bế quan ở trong rừng sâu, không ai dám đi trêu chọc, không ai dám đi quấy rối đó có thể không phải là bởi vì thái nhất đạo môn thanh tịnh vô vi mà là bởi vì thực lực của thái nhất đạo môn mạnh mẽ là bởi vì thái nhất đạo môn có một nguyên thư tán nhân huyền trần tử tồn tại ngay cả lý bá dương cũng không nhìn ra sâu cạn không có thực lực còn muốn thoái ẩn giang hồ khả năng to lớn nhất chính là bị người lôi tiên thi ra một bên lữ phá thiên hơi kinh ngạc nhìn tô tính tự hồ hắn không nghĩ tới tô tính dĩ nhiên có thể nói ra như thế một triết lý như thế có điều lữ phá thiên tự mình nghĩ, cũng là rất tán thành gật đầu nói, vẫn đúng là rất có đạo lý, nhớ lúc đầu lão tử cũng không trêu không chọc ai, cũng là bởi vì bị một đám ngu ngốc liên lụy mới đến bước đường bị người người kêu đánh. Lúc trước nếu như lão tử lựa chọn biết điều quy ẩn giang hồ, phỏng chừng sẽ chết càng nhanh hơn. Tô tính trầm giọng nói, được rồi, xúc động cũng đủ rồi, hiện tại cũng nên đi giết người. Dứt tiếng, tô tính trực tiếp vung tay lên, đám người do lý phôi dẫn đầu, võ giả tây bắc đạo trực tiếp tiếp cận sơn môn đạo quán của tạo hóa đạo môn lúc này trước sơn môn tạo hóa đạo môn trương bá đoan đã dẫn theo một đám đệ tử tạo hóa đạo môn ở nơi đó tâm tức chờ người của tô tính tuy rằng biết rõ đánh không lại nhưng khí thế trên người bọn họ lại không suy giảm một chút nào tô tính nhìn trương bá đoan chờ người trên mặt lộ ra một vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nói chà chà không hổ là võ lâm chí tôn ngày xưa một trong tứ đại đạo môn quả nhiên là có cốt khí đã đến trình độ như thế này, các ngươi vẫn không có chạy. Trương bá đoan mặt không chút thay đổi nói, tạo hóa đạo môn ta tuy rằng không muốn quan tâm tranh chấp giang hồ, nhưng cũng không phải không có tâm tự chiến. Tô tính, lần này cho dù ngươi có thể diệt tạo hóa đạo môn ta, Tây Bắc đạo dưới trướng ngươi chắc chắn cũng sẽ đại thương nguyên khí. Tô tính xem thường lắc đầu nói, tạo hóa đạo môn không muốn quan tâm tranh chấp giang hồ. Trương bá đoan, bản thân ngươi có tin lời này không? ta cũng không có thù hận với tạo hóa đạo môn ngươi nhưng khi đó ở trong thành bạch đế lý bá dương lại muốn giết ta nguyên nhân cũng chỉ vì một ân tình bắt tính mạng tô tính ta đến trả một ân tình mạng của tô tính không đáng giá như vậy ta không tin thứ nhân quả báo ứng này ta chỉ tin có thù báo thù có oán báo oán lúc trước lý bá dương muốn giết ta hiện tại ta là không tìm được hắn báo thù vì thế ta trước cơn giận giữ lên tạo hóa đạo môn các ngươi hợp lý không phải sao tất cả mọi người của tạo hóa đạo môn lặng lẽ không nói từ đạo lý mà nói tô tính vẫn đúng không sai dù sao cũng là lý bá dương động thủ trước bọn họ hiện tại chỉ hận vì sao lúc trước lý bá dương không thể giết tô tính bằng không hiện tại cũng sẽ không gây ra nhiều sự cố như vậy nhưng vào lúc này một thanh âm lại bỗng nhiên truyền đến lời ấy của tô đại nhân có sai lầm có thù báo thù có oán báo oán là không sai nhưng tô đại nhân nên còn nghe một câu nói đó chính là quan quan tương báo tự khi nào. Lúc trước Lý Bá Dương muốn giết ngươi, ngươi diệt tạo hóa đạo môn là không sai, nhưng Tô Đại Nhân ngươi cũng đừng quên, Lý Bá Dương có thể còn chưa có chết đâu, trong tương lai Lý Bá Dương trở về, nhìn thấy ngươi diệt tạo hóa đạo môn, hắn sẽ không đến tìm ngươi báo thù giống như thế à. Như vậy tuần hoàng lập đi lặp lại, cho dù cuối cùng Tô Đại Nhân ngươi thắng, nhưng Tây Bắc Đạo tất nhiên cũng sẽ đại thương nguyên khí, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy, dứt tiếng, Triệu Cửu Lăng đạp không mà đến, đáp xuống bên tạo hóa đạo môn. Lần này huyền thiên vực chỉ có một mình hắn đến đây, những người khác đều không đến. Hắn chỉ muốn giúp tạo hóa đạo môn, mà không phải là muốn đi trở mặt hoàn toàn với tô tính, dẫn hết những người khác tới vậy thì coi như thành hai thế lực đại chiến sinh tử rồi. Tô tính nhìn Triệu Cửu Lăng cười gần một tiếng nói, lúc trước người lấy đồ vật của huyền khổ muốn giết ta còn có Triệu Cửu Lăng ngươi, đúng chứ? Chuyện kia ta vẫn chưa tìm ngươi, ngươi bây giờ lại còn muốn đến ra mặt cho tạo hóa đạo môn triệu cửu lăng lắc đầu nói được làm vua thua làm giặc huyền khổ không thể giết được ngươi người bại đương nhiên là chúng ta có điều nếu như tô đại nhân ngươi vì chút chuyện như thế liền muốn lần lượt chiến đấu một mất một còn với thế lực bọn ta sức mạnh của tây bắc đạo ngươi có thể còn lại bao nhiêu cuộc chiến diệt môn không phải một người liền có thể đánh coi như thực lực của tô đại nhân ngươi siêu tuyệt cũng không thể một người tiêu diệt một tông môn kỳ thực lần này ta đến đây cũng không muốn làm địch với tô đại nhân ngươi không bằng như vậy song phương đều lùi một bước tô đại nhân ngươi buông tha tạo hóa đạo môn một lần sau đó tạo hóa đạo môn đưa ra điều kiện khiến tô đại nhân ngươi thỏa mãn không biết như vậy thế nào triệu cửu lăng nói như vậy kỳ thực chính là để tạo hóa đạo môn kinh sợ giống như hoàng thiên vực lúc trước đưa ra cái giá hài lòng để tô tính buông tha bọn họ một lần nghe được triệu cửu lăng nói như thế bên tạo hóa đạo môn kia ngược lại cũng không ai nói cái gì đều là một vẻ mặt im lặng đối với tạo hóa đạo môn mà nói tuy rằng những đệ tử này cũng đã chuẩn bị tốt muốn chiến đấu một mất một còn với tô tính có điều có thể không chết đương nhiên không ai muốn đi chết ngày xưa thiếu lâm tự ở dưới áp lực của tạo hóa đạo môn bọn hắn có thể nhẫn nhịn mấy chục năm hiện tại tạo hóa đạo môn bọn hắn lại có cái gì là không thể nhẫn nhịn huống hồ địa vị của hoàng thiên vực lại lớn hơn so với tạo hóa đạo môn kết quả hoàng thiên vực cũng kinh sợ ở trước mặt tô tính cam nguyện lấy ra đồ vật để đổi được tô tính rút đi hiện tại đổi thành tạo hóa đạo môn bọn họ đương nhiên bọn họ cũng đồng ý triệu cửu Lăng nhìn tô tính hắn phỏng chừng tô tính sẽ đáp ứng có hắn nhúng tay hơn nữa có con ác chủ bài của tạo hóa đạo môn cho dù tô tính có thể tiêu diệt tạo hóa đạo môn chính hắn lại sẽ tổn thất bao nhiêu người lần trước tiến công hoàng thiên vực là tô tính gài bẫy chống lại trước mặt đại chu kết quả đại chu giết địch 1.000, chính mình cũng là tổn thất 500, 600, tô tính hắn không hề tổn thất, mà lần này người ra tay lại là người Tây Bắc đạo thủ hạ của tô tính, thật sự bắt đầu đánh, tổn thất thủ hạ của tô tính không thể nhỏ hơn so với đại chu. Đối mặt với kẻ địch đạt tới cảnh giới cường đại nhất định như tô tính, có thể không động thủ thì triệu cửu lăng thật sự cũng không muốn động thủ, tạo hóa đạo môn cũng không phải ngu ngốc, bọn họ cũng biết sự chênh lệch của mình với tô tính, có thể nhận thua để đổi được tô tính tạm thời rút đi khoản buôn bán này rất đáng giá kỳ thực nếu như tạo hóa đạo môn nói như vậy trước khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tô tính chắc chắn sẽ đồng ý giống như hoàng thiên vực lúc trước nhưng hiện tại lại có nhiệm vụ hệ thống ở bên người nếu như không diệt tạo hóa đạo môn gặp xui xẻo chẳng phải là tô tính hắn sao vì thế tô tính trực tiếp cười lạnh nói muốn nhận thua nhưng các ngươi có biết cho dù là chủ động nhận thua vậy thì cũng cần biểu hiện ra đủ thực lực. Lúc trước Hoàng Thiên Vực có thể nhận thua, nhưng thực lực của Hoàng Thiên Vực ra sao? Một vị thần kiều bốn vị chân võ, còn có một dấu vết của nhân hoàng có thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng tồn tại, ngoài ra còn có một phạm thiên vực bị già đa la ra tay giúp đỡ, nhưng tạo hóa đạo môn các ngươi thì sao? Các ngươi lại có thực lực ra sao? Chỉ bằng một người triệu cửu lăng ngươi sao? Thứ ta nói thẳng, chư vị ở đây hiện tại ngay cả tư cách chịu thua cũng không có. lời vừa nói ra, nhất thời sắc mặt của mọi người ở đây trở nên cực kỳ khó coi. bất luận là trương bá đoan hay là triệu cửu lăng đều là như vậy. bọn họ tốt xấu cũng là cường giả hùng bá một phương, kết quả bây giờ lại bị tô tính coi rẻ như vậy, cho dù là tượng đất cũng có ba phần tức giận. triệu cửu lăng trực tiếp đứng ra lạnh lùng nói, tô đại nhân muốn thực lực, cốt lắm, ta liền tranh tài một phen với tô đại nhân ngươi xem thực lực đến tột cùng có đủ yêu cầu của tô đại nhân ngươi hay không. Kỳ thực đối với thực lực của tô tính, triệu cửu lăng cũng là có chút đoán không được. Lúc trước từ lúc hắn áp chế tô tính đến sau khi tô tính vượt qua hắn, triệu cửu lăng đều biết những điều này. Nhưng sau đó hắn được huyền khổ cho căn nguyên thế giới của hắn, món chí bảo này khiến tu vi của bản thân triệu cửu lăng cũng càng tiến lên một bước, nhưng không biết tô tính này lại được cơ duyên gì, thực lực của bản thân dĩ nhiên cũng tiến nhanh, vậy nên khiến triệu cửu lăng có chút nhìn không thấu thực lực của tô tính đại tiến sau khi giao thủ với khương viên trinh có điều đó là ba người vây đánh một khương viên trinh vốn là đang bắt nạt người cũng nhìn không ra thực lực chân chính của tô tính mà sau đó tô tính lại đánh một trận với bì già đa la lần này đúng là thế lực ngang bằng với bì già đa la thậm chí còn bị bì già đa la áp chế nhưng từ điểm đó triệu cửu lăng cũng là không nhìn ra mức độ của tô tính bởi vì hắn cũng như thế không nhìn ra mạnh yếu của bì già đa la lúc trước triệu cửu lăng có thể khẳng định thực lực của bì già đa la hẳn là không kém mình nhưng sau đó hắn gặp bì già đa la một lần triệu cửu lăng lại kinh ngạc phát hiện thực lực của bì già đa la dĩ nhiên cũng biến thành sâu không lường được lúc trước huyền khổ phân căn nguyên thế giới thành ba cho bọn họ lẽ nào huyền khổ xem bì già đa la với hắn đều là mạch phật tông vì thế lại lặng lẽ cho hắn bí bảo gì đó dù sao thì thực lực như thế nào đi nữa chung quy phải đánh trước mới biết mỗi bước nhỏ tiến lên thần kiều cảnh đều vô cùng khó khăn lần này sau khi triệu cửu lăng luyện hóa căn nguyên thế giới kia lại tương đương với đi một bước dài hắn cũng muốn nhìn một chút sức mạnh của chính mình đến tột cùng đã đến trình độ nào bước ra một bước thân hình triệu cửu lăng trực tiếp vọt lên giữa không trung một tòa tử phủ đạo cung sương mù mông lung hiện lên phía sau hắn một chưởng hạ xuống đạo ẩn mạnh mẽ tràn ngập trấn áp thiên địa có vẻ khủng bố cực kỳ Công pháp đạo môn vốn là chú trọng căng cơ nhất, càng đến hậu kỳ căng cơ liền càng thâm hậu. Sau khi luyện hóa căn nguyên thế giới kia, bản thân triệu cửu lăng đã tích lũy thâm hậu vô cùng, một trưởng đơn giản này đạo ứng nội liễm, thông cảm chỉ là sức mạnh cực hạn. Cô tính cười dài một tiếng, để lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên phía sau hắn, bản thân càng là thần mang vàng ống đại thịnh, đấu chiến kim thân được hắn triển khai đến cực hạn, một quyền hạ xuống, đơn giản giống như thế thông cảm cũng có thể nói sức mạnh cực hạn, điều này làm cho ánh mắt trương bá đoan nhất thời co rụt lại, tô tính dám so đấu sức mạnh với hắn, hoặc là chính là ngông cuồng, hoặc là chính là có lòng tự tin tuyệt đối, tự tin hắn có thể đánh thắng mình trên phương diện sức mạnh, quyền trưởng đối lập, trong nháy mắt chân khí nổ tung vô tận. Chấn động khủng bố kia khiến sắc mặt của những võ giả tạo hóa đạo môn ở đây đều trở nên trắng bệch, mà võ giả Tây Bắc Đạo lại có vẻ bình thường hơn nhiều lúc trước khi lý bá dương còn ở thì tạo hóa đạo môn duy trì địa vị siêu nhiên bọn họ cũng sẽ không dễ dàng động thủ với những tông môn khác vì thế loại tình cảnh cường giả chân vũ thậm chí là thần kiều cảnh giao thủ cũng thật sự là rất hiếm khi có thể nhìn thấy mà trái lại những võ giả tây bắc đạo kia bọn họ đúng là quanh năm theo tô tính nam chinh bắc chiến thường có thể nhìn thấy cường giả chân vũ cảnh giao thủ đúng là không cảm thấy kinh ngạc một chiêu hạ xuống sắc mặt triệu cửu lăng nhất thời trắng bệch của sức mạnh to lớn này hạ xuống dĩ nhiên khiến trương bá đoan có một loại không chống đỡ được sức mạnh của tô tính trở nên mạnh mẽ như thế từ khi nào vậy trong lòng triệu cửu lăng kinh hãi hắn quả thực không thể nào tiếp thu được chính mình bước vào thần kiều mấy chục năm nhưng ở dưới sự tích lũy sức mạnh nhưng còn không bằng tô tính tu luyện võ đạo mấy chục năm vẻ mặt tô tính bất biến duy ngã đạo kiếm trong tay hắn trực tiếp tục tay mà ra một chiêu kiếm thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm tử khí đoạt mệnh tiên ma chi kiếm lưỡng phân thiên hạ, giống như là dòi trong xương chém tới triệu cửu lăng, trực tiếp khóa chặt thân thể nguyên thần của triệu cửu lăng. Triệu cửu lăng hừ lạnh một tiếng, đạo bào trên người cổ động, ống tay áo phất ra, trong nháy mắt trời đất đảo ngược, một tay áo che trời, tay áo bào rộng lớn giống như che kín bầu trời, trực tiếp bao phủ tiên ma chi kiếm này của tô tính ở bên trong, như muốn cắn vết tan rã. Nhưng vào lúc này, mặt trên của tiên ma chi kiếm kia lại sản sinh một luồng biến hóa kỳ dị, Bên trên đạo kiếm ý Thiên Ngoại Phi Tiên kia hiện ra vô số xích diễm, đốt trời cắn đất, thiêu đốt hư không, đây là xích hỏa kiếm ý xích hỏa thần công phát huy đến mức tận cùng, mà trên Tử vong kiếm ý 15 chiêu kiếm đoạt mệnh kia cũng hiện ra 12 kiếm ý sương mù mông lung, đó rõ ràng là huyền âm kiếm ý, một kiếm hai phần, hai kiếm bốn phần, bốn kiếm ý hoàn toàn không giống cắn vết bên dưới, tay áo bào của Triệu Cửu Lăng vỡ vụn tại chỗ, thậm chí bản thân hắn cũng bị đánh bay hơn 10 trượng sắc mặt hơi tái nhật, kiếm trong tàn kiếm, trong mắt triệu cửu lăng lộ ra một tia kinh sợ. Loại thủ đoạn kiếm trong tàn kiếm này không phải kiếm đạo, chỉ là một loại kiếm kỹ, bất kỳ võ giả nào triển khai hai loại kiếm ý này đến mức tận cùng cũng có thể dùng một chiêu này, chính là thủ đoạn kiếm tu cấp thấp hay dùng. Dùng một chiêu kiếm pháp có thể nói là bình thường cất giấu một chiêu kiếm pháp tàn nhẫn đến cực điểm, hành động khi người ta không đề phòng, thường sẽ rất có hiệu quả nhưng căn bản trên dương thần cảnh không ai sẽ đi dùng chiêu này, bởi vì đến dương thần cảnh, chủ tu của mọi người đều là kiếm đạo, dùng một loại kiếm đạo đến che giấu một loại kiếm đạo khác, có thể giấu được hay không trước tiên không nói, lại có mấy võ giả kiếm đạo như tô tính, dĩ nhiên trên người mang vài loại kiếm đạo, đồng thời còn tu luyện những kiếm đạo này tới cực hạn, cho dù là võ giả kiếm thần sơn, thông thường cũng đều là chủ tu một loại, phụ tu kiếm đạo khác có thể sử dụng kiếm kỹ đơn giản nhất để điều động kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng tô tính không phải chuyên môn kiếm tu, nhưng trên con đường kiếm đạo này của hắn, đã là thông thần, thu hồi duy ngã đạo kiếm, tô tính rất hài lòng đối với tu vi hiện tại của mình ở trên kiếm đạo, lúc trước hắn luyện hóa huyền quy yêu đan của đại chu, lại luyện hóa tạo hóa đan sinh linh của hoàng thiên vực, cũng coi như là cân bằng một chút sinh tử âm dương chi lực trong cơ thể mình, như vậy mới có thể khống chế hoàng mỹ sức mạnh kiếm đạo chỉ có điều có chút đáng tiếc loại thủ đoạn kiếm trong tàn kiếm này nói đến vẫn là một loại kiếm kỹ lúc hắn không dùng rất hữu dụng nhưng chỉ cần hắn dùng ở trước mặt mọi người bị người chú ý tới vậy tương lai kẻ thù của hắn nhất định sẽ phòng bị một chiêu này triệu cửu lang nhìn tay áo bào bị xé rách kia của mình sắc mặt có chút âm trầm cũng chỉ có hai chiêu nhưng hắn đã rơi vào hạ phong thậm chí về phương diện thực lực hắn cũng có thể cảm giác được áp lực kinh khủng kia của tô tính mà tô tính lại không hề dừng lại, Phật quan kim sắc tỏa ra quanh người hắn, uy năng của đấu chiến kim thân bị hắn triển khai đến cực hạn, cộng thêm sức mạnh của huyền âm kiếm giáp, trên thân thể hiện tại của tô tính hầu như giống với vô địch, đương nhiên bị già đa la rất khả năng là một ngoại lệ, đối phương khả nghi là Phật tổ đoạt sát, một quyền hạ xuống, dường như núi sông vỡ vụn, tô tính trực tiếp cận chiến sát thân, phát huy uy năng đấu chiến đến cực hạn, đồng thời lúc này liệt diễm còn thiêu đốt hừng hực quanh người hắn cho dù uy năng xích hỏa thần công còn chưa diễn biến đến mức tận cùng, nhưng cũng hoàn toàn có thể thiêu đốt hư không, thiêu đốt chân khí thậm chí là nguyên thần. Lúc này đối với mọi người ở bên dưới, thân hình tô tính quả thực giống như là ma thần thời thượng cổ trong truyền thuyết kia, chân đạp liệt diễm, đốt trời cắn đất, mang đến hủy diệt cùng tai ương vô tận. Công pháp đạo môn cũng có phương diện cận chiến này, dù sao thì ngày xưa huyền công của đạo môn huyền công đủ để sánh vai với công pháp luyện thể của Phật môn nhưng đáng tiếc đạo môn trải qua vô số lần phân chia công pháp truyền thừa của bản thân cũng đã không được đầy đủ nữa rồi hiện tại chỉ có long hổ đạo môn còn có các đạo môn huyền công tồn tại triệu cửu lăng đương nhiên là không thể sau khi bị tô tính áp chế đến cực điểm đạo uẩn cường đại hiện lên quanh thân triệu cửu lăng âm dương nhị khí ngưng tụ tử phủ cung điện một trên một dưới bên trong đang dệt bùng nổ ra bài xích chi lực cường đại lập tức kéo dài khoảng cách với tô tính hai tay triệu cửu lăng kết ấn đạo ẩn vô tận tràn ngập trong mắt, tử phủ đạo cung hiện lên phía sau hắn, đạo ẩn trong hai mắt của hắn càng ngày càng dày, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một bức vẽ to lớn che kín bầu trời, to lớn vô cùng, tử phủ đạo cung, càng không đạo đồ, sau khi thực lực đại tiến, càng không đạo đồ của triệu cửu lăng thu nạp thiên địa, ở trong phạm vi của càng không đạo đồ, tất cả sức mạnh đều bị áp chế. Tô tính nhất thời cảm giác được dường như có từng tòa từng tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của chính mình không cấm sức mạnh trong cơ thể hắn một thanh trường kiếm màu đen kịch. mặt trên mang theo phù văn màu vàng hiện lên trong tay triệu cửu lăng này đúng là thần binh tru ma kiếm của huyền thiên vực bọn họ trường kiếm rời tay miệng triệu cửu lăng tụng cửu tự chân ngôn mỗi một chữ phun ra tru ma kiếm liền phân hóa ra một kiếm ảnh theo cửu tự chân ngôn hạ xuống toàn bộ chính đạo kiếm ảnh hiện lên mang theo tru tà phá ma chi lực hướng về phía tô tính nghiền ép tru ma kiếm đáng tiếc kiếm này của ngươi có thể tru được ma, nhưng cũng không tru được tô tính ta. Nhìn chính đạo kiếm ảnh, ở trong hai mắt của tô tính dĩ nhiên hiện ra một đạo kiếm khí kinh thiên, vô hình vô chất, nhưng cũng khiến triệu cửu lăng cảm giác được một luồng hải hùng khiếp vía. Thứ tô tính dùng chính là kiếm, thứ khương viên trinh dùng cũng là kiếm, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, hai người kia cũng không tính là kiếm tu. Kiếm tu chân chính thứ theo đuổi chính là xá kiếm, ngoài ra không còn vật gì khác, nhưng điểm ấy bất kể là tô tính hay là khương viên trinh đều không làm nổi đối với bọn hắn mà nói kiếm chỉ là một loại binh khí một loại binh khí có thể để cho bọn họ sử dụng vũ lực tốt nhất chỉ bất quá đối với tô tính hiện tại mà nói bất kỳ võ đạo đến tay tô tính hắn đều chắc chắn phát huy đến mức tận cùng bao gồm kiếm đạo cũng như thế thiên hạ ngày nay ngoại trừ mạnh kinh tiên ra ai lại dám nói kiếm đạo của chính mình nhất định mạnh hơn so với tô tính không ai dám nói ra câu nói này trước mắt ở trong mắt tô tính ngưng tụ kiếm ý đơn thuần không bao hàm bất kỳ tạp chất nào chính là kiếm ý đơn giản không phải kiếm tu tô tính nhưng cũng ngưng tụ ra này cổ kiếm ý mạnh mẽ đủ để kiếm chém thương khung dưới sự dẫn động của cổ kiếm ý mạnh mẽ này tru ma kiếm chợt bắt đầu bắt đầu run rẩy một đạo kiếm ảnh vỡ vụn đạo thứ hai đạo thứ ba chín đạo kiếm ảnh nhất thời liền vỡ vụn tám đạo chỉ có một đạo cuối cùng còn chém về phía tô tính trương đạo lăng biến sắc Tô tính vậy mà lại lấy một đạo kiếm ý đơn thuần nhất dẫn động tru ma kiếm của hắn, làm tan rã toàn bộ dấu vết kiếm đạo ở bên trên. Tu vi kiếm đạo của tô tính rốt cuộc mạnh đến cảnh giới gì? Đồng dạng là võ giả sử dụng kiếm, một kiếm tu mới ra đời sau khi một tông sư kiếm đạo tỏa ra kiếm ý thậm chí ngay cả kiếm cũng không dám rút. Hiện tại tô tính dùng kiếm ý của chính mình đi dẫn động kiếm chiêu của tru ma kiếm tan vỡ, đạo lý cũng giống như vậy. Nhưng này há không phải nói rõ chỉ cần ở phương diện tu vi kiếm đạo này, triệu cửu lăng thậm chí không bằng cả vỏ giả mới ra đời tô tính cười gằn một tiếng trực tiếp tiến lên trước một bước dĩ nhiên nắm tru ma kiếm kia trong tay kiếm không ngừng kêu len ken. lấy thần binh sắc nhọn dĩ nhiên cũng tránh thoát không khỏi bàn tay tô tính một tay trực tiếp vung một cái tru ma kiếm trên rỉ một tiếng trực tiếp bị tô tính quăng bay qua một bên triệt để chặt đứt liên hệ giữa tru ma kiếm với triệu cửu lăng mạnh mẽ chặt đứt liên hệ với thần binh sắc mặt triệu cửu lăng hơi trắng bệch có điều hắn vẫn là toàn lực điều động càng khôn đạo đồ cắn giết tô tính, chỉ thấy giữa không trung, trong phạm vi nghìn trượng đã bắt đầu vặn vẹo, đạo ứng phiêu tán, thế giới này hoàn toàn bị phân cách, mà trung tâm vặn vẹo kia chính là tô tính, liệt diễn bốc lên, sức mạnh quanh thân tô tính bạo phát đến mức tận cùng, để lâm cửu tiêu pháp tướng hiện ra, giống như người khổng lồ khai thiên, dĩ nhiên trực tiếp xé rách càng khôn đạo đồ kia. Triệu cửu lăng phun ra một ngụm máu tươi trong giây lát, cho tới giờ khắc này hắn đã có thể xác định, về mặt sức mạnh, tô tính xác thực là đã vượt qua hắn một đoạn dài. Phía dưới trương bá đoan và những người khác của tạo hóa đạo môn nóng ruột, bọn hắn không phải thần kiều, chưa có tiếp xúc qua sức mạnh của thần kiều cảnh, nhưng đối với bọn hắn, triệu cửu lăng tu luyện mấy trăm năm thế nào cũng không hẳn liền thua tô tính như thế mới đúng. Nhưng trên thực tế triệu cửu lăng xác thực là thất bại, hơn nữa còn bại rất thê thảm, từ đầu đến cuối đều bị tô tính áp chế, hầu như không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. lẽ nào lần này tạo hóa đạo môn bọn họ thật sự không hy vọng sao? lúc này trương bá đoan nhìn cảnh tượng giữa không trung đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một diện trận bàn, trên diện trận bàn còn cắm vào hai thanh tiểu kiếm. thiếu lâm tự có ngày xưa phật đà lưu lại phật châu, hoàng thiên vực cũng có nhân hoàng lưu lại chiến giáp. dĩ nhiên tạo hóa đạo môn cũng có con ác chủ bài thuộc về cường giả thông thiên cảnh thời thượng của lưu lại. trước mắt diện trận bàn chính là Vi năng thậm chí còn mạnh hơn so với Phật Châu kia của Phật Đà. Hai thanh tiểu kiếm kia chỉ có cánh tay nhỏ dài ngắn, một đen một trắng, màu đen toàn thân đen kịch, tỏa ra một luồng khí tức âm u cực hạn, mà cái màu trắng kia lại ống ánh long lanh, tràn ngập tạo hóa chi lực nồng đậm. Hai thanh tiểu kiếm này chính là lúc trước đạo tổ tự tay luyện chế, tên là lưỡng nghi đạo kiếm, đương nhiên đạo kiếm này không có quan hệ với đạo kiếm của thanh thành kiếm phái, kiếm không phải chủ yếu chủ yếu chính là sinh tử âm dương chi lực ở trong thái cực lưỡng nghi kia lúc trước bản thể của bảy đại thánh yêu tộc ở trong trấn hải đại thánh chính là một vị long quy giáp lưng cứng rắn cực kỳ cường giả cùng cấp bậc thông thiên cảnh không người nào có thể công phá vì lẽ đó đạo tổ liền muốn lấy sinh tử âm dương chi lực phá vỡ phòng ngự liền luyện chế ra trận bàn này chỉ có điều đợi được đạo tổ mới vừa luyện chế ra một mô hình của trận bàn này vẫn chưa chân chính thành công nhân hoàng cũng đã bắt đầu động thủ đối với yêu tộc lúc đối chiến ở Trấn Hải Đại Thánh, lấy trưởng lực mạnh mẽ xuất liên tục 18 trưởng, trực tiếp chấn động thân thể Trấn Hải Đại Thánh thành thịt nát, thậm chí ngay cả lưng giáp Long Quy cũng bị đánh nứt, triệt để báo hỏng. Vì thế nghiêm chỉnh mà nói, lưỡng nghi đạo kiếm này kỳ thực chỉ là một bán thành phẩm, có điều cho dù lưỡng nghi đạo kiếm này chỉ là bán thành phẩm, cái này cũng là bán thành phẩm ngày xưa dùng tới đối phó Đại Thánh yêu tộc. Vi năng mạnh hơn so với Phật châu kia của Phật Đà nhiều, trương bá đoan vương tay ra, trực tiếp vuốt một đường trên lưỡng nghi đạo kiếm trong nháy mắt máu tươi phun trào hai thanh trường kiếm kia quả thực dường như có sinh mệnh sau khi hấp thụ máu tươi của trương bá đoan dĩ nhiên để lộ ra vài tia cảm giác kỳ lạ theo vần sáng của diện trận bàn hai kiếm ý trắng đen đang xen vào nhau múa lên trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khí tức cực mạnh đám người lý phôi ở phía sau kỳ thực đã cảm giác được có chút không đúng bất quá bọn hắn lại không phản ứng lại bất kể là lý phôi hay là lữ phá thiên hay là thanh ly trốn ở trong đám người chuẩn bị phối hợp tác chiến ba người chân vũ bọn hắn cũng không phản ứng lại trương bá đoan vậy mà lại âm thầm ra tay đánh lén cái này cũng là quán tính cho phép dù sao thì danh tiếng nhiều năm của tạo hóa đạo môn bày ra như vậy trước cũng là triệu cửu lăng chủ động muốn đánh một trận với tô tính song phương cũng không phải hỗn chiến kết quả hiện tại trương bá đoan vậy mà lại ra tay đánh lén ở thời điểm này chuyện như vậy đừng nói là tạo hóa đạo môn đặt ở bất luận tông môn chính đạo nào còn muốn lăn lộn ở trên giang hồ cũng không có khả năng nhưng hiện tại trương bá đoan lại làm như vậy vì thế mãi đến khi trương bá đoan ở bên kia đã lấy ra trận bàn bọn họ mới phản ứng được nhưng lúc này lại đã chậm nếu như ở thời điểm bình thường trương bá đoan xác thực là không làm được chuyện như vậy hắn còn muốn mặt mũi tạo hóa đạo môn cũng là muốn mặt mũi ở thời điểm người khác một chọi một chính mình ở bên cạnh đánh lén chuyện như vậy đừng nói hắn là vị cường giả chân vũ cảnh, cho dù là một số võ giả hậu thiên và tiên thiên làm cũng sẽ khiến người ta khinh bỉ, nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm bình thường, mà là cuộc chiến diệt môn, có thể nói chỉ cần có thể giết tô tính, đừng nói là làm ra loại chuyện bỉ ổi, coi như là khiến trương bá đoan hắn để tiếng xấu muôn đời, trương bá đoan cũng là nguyện ý làm. Lúc này lưỡng nghi đạo kiếm kia đã bị trương bá đoan kích hoạt, trường kiếm hai màu đen trắng chỉ là nhẹ nhàng chấn động một chút, cũng đã biến mất không còn tâm hơi cho dù đám người lý phôi muốn cản nhưng phát hiện mình căn bản sẽ không tìm được mục tiêu chờ đến lúc lưỡng nghi đạo kiếm kia xuất hiện lần nữa thì đã xuất hiện ở phía sau tô tính trực tiếp chém tới hắn hậu tâm trong nháy mắt lưỡng nghi đạo kiếm xuất hiện tóc gáy quanh thân tô tính nhất thời liền dựng nên cảm giác được một luồng uy hiếp cực mạnh truyền đến ở trong nháy mắt đó phật quan kim sắc quanh người hắn đại thịnh triển khai đấu chiến kim thân đến cực hạn đồng thời 12 đạo huyền âm kiếm khí ngưng tụ thành huyền âm kiếm giáp ngăn ở phía sau, mặc kệ là công kích gì, đều không thể dễ dàng công phá tô tính nằm trong loại trạng thái phòng ngự này. Nhưng lưỡng nghi đạo kiếm này chính là ngày xưa đạo tổ vì chém giết yêu tộc chân thân Long Quy Trấn Hải Đại Thánh mà chuẩn bị, sinh tử âm dương chi lực, đủ để cắn giết bất kỳ phòng ngự trong thiên hạ, hầu như là trong nháy mắt, dưới lưỡng nghi đạo kiếm kia, huyền âm kiếm giáp của tô tính cũng đã vỡ vụn trong nháy mắt này trong lòng tô tính căng thẳng, trực tiếp thân hóa liệt diễm, muốn lấy liệt diễm vô tướng chạy trốn. Ngay cả huyền âm kiếm giáp được xưng là có thể không đếm xỉa bất kỳ công kích vật lý gì cũng không ngăn nổi lưỡng nghi đạo kiếm này, đấu chiến kim thân của tô tính cũng tương tự. Nhưng ai thường nghĩ coi như tô tính đã thân hóa liệt diễm, làm cho hai kiếm này chém không khí, nhưng cổ sinh tử âm dương chi lực lại ầm ầm bạo phát ở trong liệt diễm, trực tiếp khiến tô tính ở bên trong bị thương. Sau khi hắn khôi phục chân thân, trong giây lát một nguồn máu tươi phun ra, này vẫn là lần đầu tiên tô tính sau khi tiến vào trạng thái liệt diễm vô tướng vẫn có thể bị thương, lưỡng nghi đạo kiếm này thật không hổ là thần khí ngày xưa đạo tổ luyện chế ra, uy năng lại mạnh như thế, nhìn trương bá đoan phía dưới, khóe miệng tô tính lộ ra một ý cười lạnh lẽo nói, được được được. Rất tốt, ngược lại ta đã nhìn thấy thủ đoạn của tạo hóa đạo môn, không hổ là tông môn truyền thừa vạn năm, thủ đoạn này chính là quả quyết. Tôi tính trực tiếp quát với đám người lý phôi, giết cho ta. Toàn bộ tạo hóa đạo môn, chó gà không tha. Dứt tiếng, bên kia đám người lý phôi cũng đã xông lên trên. Đối với bọn hắn mà nói, trương bá đoan vậy mà lại dám đánh lén đại nhân bọn hắn, coi như tôi tính không nói, tạo hóa đạo môn lần này cũng chắc chắn máu chảy thành sông. Sắc mặt trương bá đoan không hề thay đổi, quay qua đệ tử bên cạnh quát lên, mở trận pháp. Trình độ của đạo môn ở trên phương diện trận đạo cũng không kém trong tạo hóa đạo môn có nhiều vô số các loại trận pháp mạnh mẽ, lúc trước hoàng thiên vực có thể lấy ra trận pháp mạnh mẽ chống đỡ thần kiều cảnh, chớ nói chi là tạo hóa đạo môn hiện tại. Vì thế cho dù hiện tại tạo hóa đạo môn chỉ có một tên chân vũ là Trương Bá Đoan, hắn cũng là không sợ những thủ hạ này của Tô Tính. Luận về sức chiến đấu, một Tô Tính có thể giết toàn bộ tạo hóa đạo môn, nhưng luận số lượng cùng thực lực của võ giả cấp thấp khác Tạo hóa đạo môn là tông môn truyền thừa gần vạn năm, vĩnh viễn không phải Tây Bắc đạo mới phát triển hơn 10 năm có thể so sánh. Trong nháy mắt này, trận pháp lóng lánh hiện lên, mang theo sức mạnh to lớn bảo vệ toàn bộ Tạo hóa đạo môn. Một kiếm tràn ngập tử vong chi lực của Lý Phô chém lên trên trận pháp, nhất thời bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, nhưng cũng không thể đánh nát trận pháp. Sau đó Lữ Phá Thiên cũng là lấy ra trường đao, một đao chém ra, huyết lãng ngập trời, hắn hiện tại đã sắp khôi phục lại thần kiều cảnh thậm chí chỉ nửa bước cũng đã đạp ra, có thể nói thực lực vô hạn tiếp cận thần kiều, nhưng đòn đánh này vẫn cứ không phá tan được trận pháp của Tạo Hóa Đạo môn. Xem tới đây lòng Trương Bá Đoan không khỏi thả lỏng một chút, hai tên chân vũ, trận pháp của Tạo Hóa Đạo môn bọn họ hoàn toàn có thể chống lại, nhưng vào lúc này, Tây Bắc Đạo bên kia lại có một khí tức chân vũ cảnh phóng lên trời. Đối với Trương Bá Đoan, trong toàn bộ Tây Bắc Đạo kỳ thực người kinh khủng nhất chính là Tô Tím, nhưng tương tự Tây Bắc đạo to lớn một khi thoát ly khỏi Tô Tính, vậy thì sẽ lập tức sụp đổ. Hiện tại Triệu Cửu Lăng đang giao thủ với Tô Tính, cộng thêm lưỡng nghi đạo kiếm của hắn phụ trợ ở đó, hiện tại đã khiến Tô Tính bị thương, vậy chỉ cần hắn ở bên này ngăn cản thủ hạ của Tô Tính, nói không chắc thật sự có thể khiến Tô Tính trọng thương rút đi. Đương nhiên Trương Bá Đoan đúng là cũng nghĩ tới muốn giết Tô Tính, có điều sau đó hắn cũng nghĩ rõ ràng, điều ấy có vẻ như không thực tế lắm cường giả thần kiều cảnh không phải dễ giết như vậy, tô tính càng là như thế, vì thế chỉ cần lần này có thể làm cho tô tính trọng thương tạm thời rút đi, trương bá đoan cũng rất hài lòng. Nhưng trương điều duy nhất bá đoan không nghĩ tới chính là thực lực của Tây Bắc Đạo hơi vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Toàn bộ Tây Bắc Đạo vừa mới mới vừa thành lập hơn 10 năm, số lượng võ giả ở hóa thần cảnh tuyệt đối không bằng tạo hóa đạo môn, cho dù có học cấp tốc công pháp đại pháp di thần hoán huyết cũng giống như vậy hơn nữa ở sức lực chiến đấu của chân vũ cảnh, lữ phá thiên đó chỉ là thuộc về trường hợp đặc biệt, hắn không phải là thủ hạ tô tính bồi dưỡng được, chỉ có một người lý phôi có thể lên cấp chân vũ, này đã khiến trương bá đoan rất kinh ngạc, nhưng ai muốn thừa nhận Tây Bắc Đạo trước mắt vậy mà lại hiện ra một tên chân vũ, chân vũ bỗng nhiên xuất hiện này dĩ nhiên chính là Thanh Ly, Thanh Ly đột phá chân vũ cũng được một khoảng thời gian rồi, có điều nàng cũng không tính là người giang hồ, cũng không có ý nghĩ muốn nói toạc ra vì lẽ đó chuyện này cũng chỉ có một ít cao tầng trong Tây Bắc đạo biết, những người khác không biết. Lần này bởi vì việc diệt sạch tạo hóa đạo môn liên lụy quá lớn, vì thế lúc này tô tính lúc này mới dẫn Thanh Ly tới, chính là vì có thể bảo đảm một ít, hơn nữa thực lực của Thanh Ly cũng không yếu, bản thân nàng chính là yêu hồn, sau khi tu luyện thiên yêu đồ thần pháp quả thực như hổ mọc thêm cánh vậy, tu vi tiến bộ hết sức kinh người. Lúc này sau khi Lý Phôi cùng Lữ Phá Thiên đồng loạt ra tay, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ dương lên nhất thời một luồng yêu khí mạnh mẽ xông lên tận trời hư ảnh của một vị cửu vĩ yêu hồ hiện lên ở phía sau nàng có điều được bao phủ ở trong yêu khí màu xanh u ám so sánh với bản thể của nàng hiện ra vẻ dữ tận vô cùng cửu vĩ yêu hồ kia luân phiên đánh lên trên trận pháp dĩ nhiên uy thế tạo thành không kém chút nào so với lý phôi cùng lữ phá thiên thấy cảnh này trương bá đoan nhất thời giật mình kinh nhạc nói yêu tộc lần trước tô tính đầu tiên là liên thủ với yêu tộc, sau đó lại trở mặt với yêu tộc, giết chết ngân dực lan vương một trong ngũ đại yêu vương của yêu tộc tại chỗ, mọi người đều biết chuyện này, hiện tại tô tính này lại liên thủ với yêu tộc, có điều trương bá đoan nhìn kỹ lại cảm giác thấy hơi không đúng, bởi vì tuy rằng công pháp cô nương trước mắt này triển khai ra nhìn qua rất giống với yêu tộc, cũng là yêu khí ngút trời. Nhưng thứ nàng ngưng tụ ra không ngờ là pháp tướng của võ giả nhân tộc, hơn nữa bản thể của nàng cũng là loài người có điều hiện tại trương bá đoan đã quản không được những chuyện này hai tên chân vũ công kích trương bá đoan có thể không để ý nhưng ba tên chân vũ đồng loạt ra tay lại đã khiến trận pháp của tạo hóa đạo môn cảm giác được một tia áp lực mà lúc này ở giữa không trung triệu cửu lăng nhìn thấy tô tính bị đánh lén bị thương lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì hắn lại không phải loại người cổ hủ kia nhất định phải chính diện đánh bại tô tính mới được bây giờ nhìn đến tô tính bị thương Hắn nếu là không thừa cơ hội này ra tay, còn muốn chờ tới khi nào, nhưng cơ hội này, đạo ứng đột ngột sinh ra ở trong hai mắt của triệu cửu lăng, tử phủ đạo cung nghiền ép mà xuống, đạo ứng vô tận xoay quanh tô tính, giam cầm sức mạnh của hắn, tử phủ đạo cung không còn là trấn áp chi lực, trái lại như đỉnh núi Thái Sơn hạ xuống, mà lưỡng nghi đạo kiếm kia căn bản không cần trương bá đoan điều khiển, có trận bàn, lưỡng nghi đạo kiếm này chỉ cần khóa chặt tô tính liền sẽ không từ bỏ ý đồ trong nháy mắt tử phủ cung điện kia hạ xuống lưỡng nhi đạo kiếm trực tiếp hóa thành hai vệt cầu vòng trắng đen mang theo tốc độ cực hạn chém tới tô tính giống như hai tia chớp trong mắt tô tính lóe ra một vệt tàn khốc trong nháy mắt tử phủ đạo cung kia hạ xuống dĩ nhiên tô tính không né không tránh vô số kiếm ý mạnh mẽ bạo phát ầm ầm quanh thân có xích hỏa kiếm ý cũng có huyền âm kiếm ý trong nháy mắt này dĩ nhiên tô tính lựa chọn dùng phương thức cồng kềnh nhất để chống chọi thế tiến công của triệu cửu lăng mà lúc này lưỡng nghi đạo kiếm kia đã chém tới, trước người tô tính cũng hiện lên hai con cự long trắng đen, triển khai nghịch âm dương tán thiên đại pháp, nghịch âm dương chi lực cùng chính âm dương chi lực cuốn quít trắng giết lẫn nhau, hầu như là trong nháy mắt, hai con cự long trắng đen trước người tô tính cũng đã bị trắng giết mất đi. này cũng không phải nghịch âm dương chi lực không bằng chính âm dương chi lực, mà là sức mạnh trên lưỡng nghi đạo kiếm kia quá mạnh, lúc này mới trực tiếp mất hẳn một đòn của tô tính có điều tuy rằng nghịch âm dương tán thiên đại pháp bị phá nhưng sức mạnh trên lưỡng nghi đạo kiếm cũng bị suy yếu không ít phật quan kim sắc lấp lóe quanh thân tô tính hắn vậy mà lại trực tiếp duỗi hai tay ra nắm lấy lưỡng nghi đạo kiếm kia thấy cảnh này triệu cửu lăng không khỏi hừ lạnh một tiếng ngông cuồng triệu cửu lăng đã lĩnh giáo qua sức chống đỡ của thân thể tô tính xác thực là cường hãn kinh người nhưng vấn đề là cho dù cơ thể hắn mạnh hơn thì cũng là thân thể mà thôi cố gắng đón đỡ lưỡng nghi đạo kiếm này bằng tay không chẳng phải là đang tìm cái chết hay sao. Đừng xem lúc nãy tô tính tiếp được tru ma kiếm của hắn đồng thời trực tiếp quăng đi bằng tay không, nhưng giữa tru ma kiếm cùng lưỡng nghi đạo kiếm có thể không giống nhau. Tru ma kiếm mặc dù là thần binh, nhưng bản thân cũng không sắc bén như vậy, tru ma kiếm chỉ mạnh ở trên đặc tính tru tà phá ma, chất liệu trái lại không phải sắc bén như vậy, nhưng lưỡng nghi đạo kiếm thì lại không giống, bản thân lưỡng nghi đạo kiếm chính là kiếm trận rèn ra để phá tan phòng ngự của trấn hải đại thánh tuy rằng không có khí linh không tính là thần binh chỉ có thể nói là một cái tiêu hao phẩm nhưng bởi vì tác dụng to lớn nhất chính là phá giáp vì thế chất liệu lưỡng nghi đạo kiếm này sử dụng sắc bén cực kỳ tuyệt đối là chất liệu sắc bén nhất đạo tổ tìm được ở thời kỳ thượng cổ hơn nữa đặc tính khẳng định cũng là có hiệu quả phá giáp đặc biệt tô tính đang nghe truyện trên tv audio cv lấy hai tay cố gắng đón đỡ lưỡng nghi đạo kiếm này cuối cùng sợ là sẽ phải bồi tán hai tay của chính mình có điều tình cảnh tiếp theo lại khiến người ta cảm thấy hơi kinh ngạc sau khi lưỡng nghi đạo kiếm kia tới người tô tính trực tiếp lấy hai tay nắm chặt lưỡng nghi đạo kiếm mỗi bên một cái nhưng hầu như là trong nháy mắt hai tay của tô tính cũng đã đầy máu lưỡng nghi đạo kiếm sắc bén trực tiếp đâm thủng hai tay tô tính vết thương sâu thấy được cả xương chỉ có điều cho dù là như vậy tô tính nhưng là vẫn chưa hề ném lưỡng nghi đạo kiếm trong tay xuống trái lại là cố chấp nắm trong tay dường như không cảm giác được đau đớn triệu cửu lăng nhíu mày tô tính đây rốt cuộc là muốn làm gì hắn lẽ nào là ngu ngốc hay sao có điều hiện tại trong thiên hạ không ai sẽ xem tô tính là ngu ngốc tuy triệu cửu lăng không biết tô tính muốn làm gì nhưng hắn vẫn là hai tay kết ấn trực tiếp trong nháy mắt đạo ủng bạo phát mạnh mẽ lần thứ hai ngưng tụ ra càng không đạo đồ ở giữa không trung. Nhưng càng không đạo đồ của triệu cửu lăng càng không chưa kịp ngưng tụ thành công hoàn toàn, hắn nhìn tô tính phía dưới, con mắt nhất thời trừng lớn, chỉ thấy tô tính rất cao nắm lưỡng nghi đạo kiếm kia, cho dù máu tươi không ngừng chảy xuống cũng như vậy, nhưng bản thân lưỡng nghi đạo kiếm chính là trận bàn vật chết, sau khi gặp phải lực cản nó nhất định sẽ lựa chọn bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất, lúc sức mạnh lưỡng nghi đạo kiếm vừa bộc phát, tô tính bỗng nhiên buông lỏng tay, hai thanh tiểu kiếm kia trực tiếp đâm vào trong cánh tay tô tín trong nháy mắt máu tươi bắn nhanh nhưng lưỡng nghi đạo kiếm này giống như bị giam cầm trên cánh tay tô tín dĩ nhiên không có cách nào xuyên thấu được trong nháy mắt này tô tín ngưng tụ uy năng của nghịch âm dương tán thiên đại pháp ở trong hai cánh tay của hắn một cánh tay của hắn đã đen thui cực kỳ tỏa ra tự ý nồng đậm mà một cánh tay khác lại giống như lưu ly tỏa ra một luồng sinh cơ nồng đậm hắn nhấc lên hai cánh tay đang săn đuổi lẫn nhau của chính mình Ngịch chuyển âm dương chi lực mạnh mẽ bộc phát ra, hầu như là trong nháy mắt, liền triệt để chém nát liên hệ giữa lưỡng nghi đạo kiếm cùng trận bàn kia. Phía dưới trận bàn ở trước sơn môn tạo hóa đạo môn cũng trong nháy mắt này, trực tiếp vỡ vụn. Từ nay về sau, lưỡng nghi đạo kiếm này liền trở thành vật vô chủ. Hơn nữa vẫn chưa xong, liệt diễn thiêu đốt hừng hực trên hai cánh tay của tô tính, dường như có thể thiêu đốt hư không, luyện hóa cánh tay của chính mình đỏ chót. Bất kể là sinh tử chi lực hay là âm dương chi lực đều dùng dập bị tô tính luyện hóa ở trong liệt diễm này. Mà cùng lúc đó, càng không đạo đồ của triệu cửu lăng đã ngưng tụ xong, hướng về phía tô tính, tô tính không có xuất kiếm, mà là đạo kiếm ở hai bên chỉ điểm ra, nhất thời kiếm ý mạnh mẽ màu trắng đen bạo phát trong nháy mắt, âm dương chi lực cường hãn cực kỳ, dĩ nhiên trực tiếp xé rách một miệng vết thương trên càng không đạo đồ. Triệu cửu lăng không dám tin tưởng nhìn tô tính, ngươi vậy mà lại luyện hóa lưỡng nghi đạo kiếm tiến vào trong cơ thể mình. Tô Tính không trả lời hắn, nhưng vẫn điên cuồng tấn công không ngớt, mà lưỡng nghi đạo kiếm kia cũng thật sự giống như biến thành lưỡng nghi đạo kiếm của Tô Tính, ngoại trừ không thể hiện ra bản thể, quy năng của kiếm khí dĩ nhiên không khác gì với lưỡng nghi đạo kiếm chân chính cả. Kỳ thực một chiêu này vẫn là Tô Tính học từ yêu tộc Ngân Dực Lan Vương kia. Lúc trước Ngân Dực Lan Vương có thể luyện hóa trường kiếm thành một bộ kiếm dực ở trên người mình, hiện tại Tô Tính chỉ là muốn hòa hai thanh không phải trường kiếm của thần binh vào trong cơ thể chính mình đây cũng không được tính là quá khó nhỉ. Tuy rằng phương thức này nhìn qua có chút tự mình hại mình, nhưng so với thiếu lâm tự kim cương tịnh thể lưu ly quyết xem bản thân thành công pháp luyện binh khí thì đơn giản hơn nhiều. Đồng thời bản thân xích hỏa thần công của tô tính có đặc tính luyện vạn vật, còn có vạn đạo xâm la có thể cân bằng các loại sức mạnh, gộp những thứ này lại, khiến cho tô tính hầu như trong nháy mắt cũng đã khống chế hoàn toàn lưỡng nghi đạo kiếm này, luyện hóa vào trong cơ thể mình. Lúc này nghe được lời của triệu cửu lăng, tô tính cũng cười gần một tiếng, trực tiếp một đạo kiếm chỉ điểm ra, thế nhưng trong một đạo kiếm chỉ điểm này lại mang theo hai loại sức mạnh nghịch âm dương cùng chính âm dương. Quy năng của loại tổ hợp sức mạnh có thể nói là quy dị này bộc phát ra lại khiến da đầu triệu cửu lăng có một loại cảm giác tê cả da đầu. Tô tính vẫn luôn đang đeo đuổi sự cân bằng của hai sức mạnh sinh tử âm dương trong cơ thể mình, tuy rằng hiện tại sức mạnh trong cơ thể hắn còn chưa đạt được cân bằng chân chính nhưng tác dụng của lưỡng nghi đạo kiếm này ở trong tay tô tính có thể phát huy ra lại mạnh hơn nhiều so với trận bàn kia. Âm dương kiếm khí bài xích, hấp dẫn lẫn nhau, sức mạnh trong đó ngưng tụ thành bảo tác bé nhỏ, kiếm ý bên ngoài sắc bén cực kỳ, cùng với âm dương chi lực không ngừng bài xích mà lại dung hợp kia dĩ nhiên đạt đến một sự cân bằng rất vi diệu. Trước đó lưỡng nghi đạo kiếm chỉ là dựa vào cổ âm dương chi lực mạnh mẽ trong đó đến cắn giết đối thủ, nhưng hiện tại đổi thành tô tính sử dụng, hắn có thể đem nguồn sức mạnh này chuyển hóa thành âm dương kiếm ý chân chính. Đối mặt với chiêu kiếm này, Triệu Cửu Lăng thật sự có chút sợ hãi, trước đó hắn còn muốn mượn sức mạnh của lưỡng nghi đạo kiếm để đánh bại Tô Tính, không nghĩ tới vật này vậy mà trong nháy mắt liền biến thành bí bảo trong tay Tô Tính. Liếc mắt nhìn những võ giả tạo hóa đạo môn phía dưới kia, Triệu Cửu Lăng trắng răng, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh mây khói, cấp tốc tung bay mấy trăm trượng, trực tiếp xoay người ngự không mà đi, trốn không thấy hình bóng trong nháy mắt triệu cửu lăng thoát đi đám người tạo hóa đạo môn nhất thời đều sững sờ ở nơi đó bọn họ cũng không nghĩ tới triệu cửu lăng là một cường giả thần kiều cảnh chủ của huyền thiên vực trước đó còn luôn miệng nói muốn bảo vệ người đứng đầu liên minh đạo môn của bọn họ vậy mà lại chạy thoát vào lúc này kỳ thực triệu cửu lăng cũng là không muốn chật vật rời đi như thế thực sự là lúc nãy khi tô tính ra tay hắn thật sự cảm giác được một luồng nguy hiểm mạnh mẽ kéo tới nếu như tiếp tục đánh nói không chắc hắn thật sự sẽ bị tô tính cho ở lại chỗ này mặc dù nói triệu cửu lăng hiểu hơn ai hết đạo lý môi hở răng lạnh nhưng thế gian này thật sự có thể bồi thường tính mạng của chính mình vì một đám người ngoài lại có mấy người ít nhất triệu cửu lăng hắn không làm được mà chính là bởi vì triệu cửu lăng thoát đi làm cho trương bá đoan ở bên dưới hơi đang phân thần tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng vào lúc này trận pháp lại bị đám người lý phôi liên thủ công phá Trương bá đoan nhất thời cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ kéo tới trong nháy mắt, một thanh thanh đồng cổ kiếm hiện lên trong tay hắn, trường kiếm rung động, nhất thời mang ra một mảnh tạo hóa trường hà, tạo hóa chi lực vô tận bao phủ tới, thân hình của hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng lúc này lại có một đạo kiếm ảnh màu đen kịch hiện lên từ trong tạo hóa trường hà kia, một chiêu kiếm khủng bố đến cực điểm của lý phôi trực tiếp chém tạo hóa trường hà kia ra, đánh tới trương bá đoan, trương bá đoan song trưởng, đạo ứng mờ ảo. Bát quái đạo đồ liên tiếp hạ xuống đạo uẩn xoay chuyển không ngừng làm hao mòn sức mạnh chiêu kiếm này của lý phôi nhưng vào lúc này huyết lãng vô tận kéo tới ma đao trong tay lữ phá thiên chém ra trong phút chốc huyết lãng cuồn cuộn âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên vô tận một đao bá đạo vô cùng hạ xuống huyết lãng vô biên phong tỏa không gian nhất thời khiến trương bá đoan không thể trốn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng luận cùng tu vi Trương Bá Đoan chỉ là dựa vào cơ duyên Lý Bá Dương cho hắn mới lên cấp chân vũ, mà Lữ Phá Thiên lại đã đến cấp độ nửa bước thần kiều cảnh, huống hồ lúc hắn đỉnh cao thì cũng như thần kiều, sức mạnh song phương chênh lệch quá nhiều, căn bản không phải võ kỹ có thể bù đắp, hắn trực tiếp bị một đao này của Lữ Phá Thiên oanh thổ huyết mà bay, trọng thương ngay tại chỗ, hơn nữa vẫn chưa xong, Thanh Ly đã tới từ phía sau, triển khai thiên yêu đồ thần pháp đến cực hạn, một vị yêu hồ màu xanh lục triết gào giơ móng vuốt trực tiếp đánh tới trương bá đoan đối mặt loại tuyệt cảnh này trương bá đoan trực tiếp thiêu đốt tinh huyết tạo hóa chi lực vô biên ngưng tụ thành một thanh tru tà chi kiếm chém tới yêu hồ nội công của đạo môn vốn có đặc tính tru tà phá ma thêm một đòn thiêu đốt tinh huyết của trương bá đoan rốt cục cũng tiêu diệt hoàn toàn yêu hồ mà thanh ly biến ảo ra từ thiên yêu đồ thần pháp có điều nhưng vào lúc này một thanh trường kiếm nhiễm tử khí nồng nặc lại bỗng nhiên xuyên qua ngực trương bá đoan Lý Phôi cầm trường kiếm trong tay, mặt không hề cảm xúc đứng phía sau Trương Bá Đoan, kiếm của hắn rất nhanh, nhanh tới mức chỉ cần Trương Bá Đoan sơ sẩy, liền có thể lấy mạng của hắn, rút trường kiếm ra, trên chui trường có ngọn nguồn thần binh không dính chút máu tươi nào, trong mắt Trương Bá Đoan mang theo một tia không cam lòng, ngã trên mặt đất, đối mặt ba tên chân vũ có thực lực đều mạnh hơn hắn, coi như là Trương Bá Đoan cố gắng dùng thế võ cả cơ thể, cũng không thể cứu vãn. Hơn nữa Trương Bá Đoan vừa chết, những võ giả còn lại của Tạo Hóa Đạo môn kia lại càng thêm không thể tả, khí thế cũng đã mất sạch, vốn dĩ lúc Triệu Cửu Lăng vừa mới đào tẩu, khí thế của bọn họ cũng đã giảm xuống hơn nữa. Sau đó đại trưởng giáo duy nhất của bọn họ bị giết, tinh khí thần của những võ giả Tạo Hóa Đạo môn cũng đã giảm xuống đến mức cực hạn, thậm chí chuyển biến thành biểu hiện tuyệt vọng hoàn toàn. Tiếng trống thứ nhất làm tăng lòng dũng cảm, tiếng trống thứ hai làm giảm lòng dũng cảm, tiếng trống thứ ba làm kiệt quệ dũng khí trước đó có lẽ bọn họ có dũng khí liều mạng một lần đáng tiếc theo phía bên mình liên tiếp thất bại chút dũng khí của bọn họ sớm đã tiêu hao hết rồi nhìn những đệ tử kia của tạo hóa đạo môn bị tàn sát trong mắt tô tính không khỏi lóe ra vẻ khác thường tông môn to lớn của hai phái phật đạo bị diệt hoàn toàn trong tay hắn điều này cũng đại diện cho tô tính đã triệt để cùng hai mạch phật đạo không chết không ngừng chỉ có điều hiện tại tô tính hơi nghi hoặc một chút đạo tổ đến tột cùng là ở phương nào nếu như nói trước Tô Tính chỉ là hoài nghi, vậy hắn hiện tại có thể khẳng định, Phật Đà cùng đạo tổ tuyệt đối không có chết, bọn họ khẳng định đều lưu lại người kế nhiệm cho chính mình chuẩn bị hiện thế một lần nữa. Trước mắt bì già Đa La biểu hiện khả nghi cực kỳ, Tô Tính có thể chắc chắn 8 phần 10 đối phương chính là Phật Đà. Vì lẽ đó theo lý mà nói, người kế nhiệm đạo tổ lưu lại cũng có thể ở bên trong tạo hóa đạo môn, có điều đáng tiếc, coi như là đám người lý phôi tàn sát toàn bộ tạo hóa đạo môn, cũng không tìm được tung tích cùng kẻ khả nghi nào. Nếu không tìm được vậy thì tô tính đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ. Tuy rằng lấy lối làm việc của tô tính, hắn vẫn là thích nhất là lấy nguy hiểm ra trước, cuối cùng bóp chết ở trong nôi, nhưng hiện tại không tìm ra được nguy hiểm, vậy hắn cũng lười lại mất công sức suy nghĩ. Nhìn đại cục trước mắt đã định, tô tính trực tiếp nói với Lý Phôi, nơi này giao cho ngươi xử lý trước, đem đạo bao ủng bảo bình ta cần giao tới tay, những thứ đồ khác dựa theo quy củ Tây Bắc Đạo để phân phối. Tô tính nhất định phải cầm trong tay đạo ủng bảo bình chí bảo của tạo hóa đạo môn, loại chí bảo cấp bậc này mỗi một dạng đều có thể giúp tô tính cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể mình, khiến chính mình đạt đến cảnh giới âm dương cộng tể. Về phần những thứ khác, đối với tô tính hiện tại mà nói đã có chút không hợp mắt, những võ giả kia chỉ cần dựa theo thông lệ ngày trước của Tây Bắc Đạo, phân phối theo lao động, bọn họ cũng có thể kiếm được nhiều tiền, đặc biệt lần này đối tượng còn là tạo hóa đạo môn tích lũy phong phú hơn gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần so với tông môn thông thường ngay lúc tô tính bên này đại cục đã định cùng lúc đó bên trong mảnh vỡ tiên vực sấm mây gió lốc vô tận ngưng tụ lại những kia chớp thấp bầu trời kia cũng đã ngưng tụ thành hình cầu ầm ầm nổ tung đủ để giết dương thần cảnh mà ở trong sấm mây gió lốc chỉ có năm người lần lượt là thiên đế địa tàng vương lý bá dương mạnh kinh tiên và diêm la thiên tử lúc này ở trong năm người bọn họ diêm la thiên tử cùng mạnh kinh tiên rõ ràng đã có thực lực của thần kiều cảnh mà ba người lý bá dương với tư cách thần kiều tuy rằng không thể thăng cấp thông thiên nhưng thực lực của bản thân đã bước một bước dài lúc này năm người tụ hội ở đây ở trong sấm mây gió lốc này đương nhiên chính là vì muốn rời khỏi nơi này có điều này lúc này thiên đế lại hơi kinh ngạc nói huyền khổ và lão hòa thượng đâu sau khi tiến vào trong mảnh vỡ tiên vực này Đương nhiên mọi người đều tách ra từng người tìm kiếm cơ duyên, có điều cũng mơ hồ chia làm mấy nhóm nhỏ. Lý Bá Dương cùng Thiên Đế quen biết đã lâu, giữa bọn họ không coi là bằng hữu, nhưng bởi vì giữa hai bên từng có liên hệ, vì thế ở trong mảnh vỡ Tiên vực Liên Thủ cũng rất bình thường, mà Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử đương nhiên cũng là muốn đi cùng nhau. Còn lại hai người Huyền Khổ cùng Mạnh Kinh Tiên ở nơi đó tìm kiếm cơ duyên một mình. Mạnh Kinh Tiên không liên thủ với người khác là bởi vì tính cách của hắn chính là như vậy bởi vì quan hệ của tô tính còn có địa phủ với hắn cũng không có xung đột thù hận vì lẽ đó lập trường của hắn sẽ hơi đứng bên địa tàng vương nhiều hơn chút mà nguyên nhân huyền khổ không liên thủ với người khác đơn giản hơn bởi vì hắn không tìm được người liên thủ lý bá dương chính là đại địch sống chết của hắn đạo phật không cùng tồn tại trước khi tiến vào trong mảnh vỡ tiên vực này huyền khổ cũng đã bị tô tính làm trọng thương vì thế huyền khổ dám cam đoan nếu như lý bá dương có cơ hội nhất định sẽ ra tay với hắn đi đầu đem giết hắn, mà Huyền Khổ cũng không có mặt mũi đi tìm Địa Tàng Vương Liên Thủ. Sau khi Địa Tàng Vương công khai thân phận của chính mình, giữa Thiếu Lâm Tự cùng Địa Tạng Vương cũng đã cắt đứt hoàn toàn, từ đây trên giang hồ cũng không còn Huyền Đàm của Thiếu Lâm Tự, chỉ có Địa Tàng Vương của Địa phủ, phần tình nghĩa huynh đệ này cũng biến mất hoàn toàn. Vì thế Huyền Khổ cũng chỉ tìm kiếm cơ duyên một mình trong mảnh vỡ tiên vực này. Chỗ này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại cũng không nhỏ mấy người bọn họ những năm này ở đây đúng là cũng từng đụng phải mấy lần thậm chí còn ra tay đánh nhau mấy lần bất quá đối với bọn họ mà nói tìm kiếm cơ duyên mới là quan trọng nhất vì thế cũng không có trực tiếp lấy mạng nhau sau khi hơi phân được thắng bại cảm giác được không địch lại đối phương tự nhiên cũng sẽ lập tức rút đi ngược lại nơi này nhiều cơ duyên như vậy không cần thiết liều chết giữ một chỗ vốn dĩ sau khi bọn họ tìm thấy lại con đường hạ giới liền ước định thời gian tập hợp ở đây chuẩn bị mấy người đồng loạt ra tay phá tan kết giới kia rời khỏi mảnh vỡ tiên vực này không nghĩ tới năm người lần này tụ hội nhưng chỉ thiếu một huyền khổ diêm la thiên tử lắc đầu nói đã rất lâu rồi ta cũng chưa thấy huyền khổ lẽ nào hắn là được cơ duyên lớn gì bế quan ở nơi nào rồi tuy rằng diêm la thiên tử nói như vậy nhưng hắn nhưng cảm giác được có chút không thể sức mạnh của kết giới này rất mạnh một tên thần kiều tuyệt đối không cách nào phá mở nếu như huyền khổ thật sự vì cơ duyên gì đó vẫn trốn ở chỗ nào bế quan vậy hắn có còn muốn đi ra ngoài hay không mà lúc này mạnh kinh tiên lại bỗng nhiên nói huyền khổ hẳn đã hạ giới lúc trước ta nhìn thấy một chỗ tiên vực có dấu vết bị tàn sát xem công pháp trong đó là huyền khổ ra tay mà chỗ tiên vực kia dĩ nhiên nghiên cứu ra một tòa trận pháp có thể phá giới có điều có chút không hoàn chỉnh tác dụng phụ hơi lớn tòa trận pháp kia có dấu vết bị động qua nếu như ta không đoán sai hẳn chính là huyền khổ ra tay nghe được mạnh kinh tiên nói như thế mọi người ở đây đều có chút sửng sốt bởi vì điều mạnh kinh tiên nói vậy mà lại là huyền khổ tàn sát thế lực dân bản xứ của một tiên vực chuyện như vậy nếu như là thiên đế làm mọi người sẽ không hoài nghi nhưng vấn đề là đó chính là huyền khổ phương trượng của thiếu lâm tự hắn làm như thế lẽ nào không sợ nhập ma sao ngược lại cơ duyên tới tay sớm muộn gì bọn họ cũng có thể đi ra ngoài huyền khổ sốt ruột hạ giới như thế lại là vì cái gì có điều lúc này sắc mặt Lý Bá Dương lại trở nên hơi âm trầm, hắn cũng không biết huyền khổ hạ giới là vì cái gì, nhưng việc này đối với hắn mà nói hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Đạo Phật không cùng tồn tại, thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn đã là tử thù mấy ngàn năm, hiện tại huyền khổ đi đầu hạ giới, vì thế của thiếu lâm tự chắc chắn tăng mạnh, lại trái lại tạo hóa đạo môn có cái gì. Nếu như là huyền khổ của lúc trước Lý Bá Dương cũng không lo lắng, Bên trong tạo hóa đạo môn có một ít con ác chủ bài cùng bố trí đủ để ngăn trở thần kiều tầm thường, nhưng vấn đề là Lý Bá Dương biết mọi người thu hoạch lớn bao nhiêu ở trong mảnh vỡ tiên vực này, cho dù là Huyền Khổ muốn hạ giới sớm so với bọn họ, thực lực của hắn cũng là tăng vọt một đoạn dài. Vì lẽ đó cứ như vậy, Huyền Khổ lấy thực lực của bản thân liền có thể nghiền ép tạo hóa đạo môn bọn họ, đợi đến lúc hắn hạ giới, nói không chắc tạo hóa đạo môn sẽ biến thành dáng dấp gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt lý bá dương liền càng thêm không dễ nhìn vì lẽ đó hắn nói thẳng nếu huyền khổ đã hạ giới vậy chúng ta liền động thủ đi chớ trì hoãn mấy người ở đây đều không phải ngớ ngẩn bọn họ tự nhiên có thể đoán được hiện tại lý bá dương nghĩ cái gì bất quá bọn hắn cũng không có làm rõ đều là gật đầu chuẩn bị phá tan kết giới này dù sao thì sớm muộn bọn họ đều phải hạ giới hiện tại huyền khổ cũng đã trở lại lấy thực lực của hắn phỏng chừng muốn nghiền ép hết thảy võ giả ở hạ giới, ai cũng lo lắng thực lực huyền khổ có thể tạo thành một ít ảnh hưởng đối với vận mệnh võ lâm ở hạ giới hay không. Kết quả là năm người đồng loạt ra tay, sức mạnh cường đại ngưng tụ thành một khu vực to lớn ở trong sấm mây gió lốc kia, khu vực kia tích càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp bao vây đám sấm mây gió lốc này, ầm ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung ra một hắc động lớn, có điều lúc này hắc động kia còn đang không ngừng khép lại mắt thấy càng ngày càng nhỏ mấy người lý bá dương cũng không có trì hoãn trực tiếp nhảy vào trong đó trong nháy mắt gió lốc vô tận ở chung quanh lôi kéo bọn họ điều này cũng là cường giả thần kiều cảnh nếu là đổi thành chân vũ tầm thường đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này chờ đến lúc lý bá dương mở mắt lần nữa dưới chân của hắn dĩ nhiên là một tòa hoang đảo thanh châu đạo gần đông hải xem khí hậu nơi này hẳn là đông hải hải vực lý bá dương trực tiếp đạp không mà đi hướng về tạo hóa đạo môn ở thanh châu đạo có điều một đường đi tới thanh châu đạo lý bá dương lại bỗng nhiên nhíu nhíu mày bởi vì hắn phát hiện thế lực võ lâm thanh châu đạo giống như ít hơn một chút so với lúc trước nguyên lai like vũ phong thanh châu đạo cũng là phồn vinh vô cùng bên trong toàn bộ thanh châu đạo cũng là không ít thế lực võ lâm tồn tại tuy rằng những thế lực võ lâm không tính là dựa vào tạo hóa đạo môn nhưng cũng tuyệt đối là lấy tạo hóa đạo môn làm trụ cột kết quả hiện tại thế nào nguyên lai những tông môn lý bá dương rất quen thuộc lại đều không thấy bóng dáng điều này làm cho trong lòng lý bá dương nhất thời hiện lên một bóng ma điều hắn suy đoán trở thành sự thật lẽ nào thật sự chính là huyền khổ ra tay tấn công tạo hóa đạo môn nghĩ tới đây lý bá dương không dám trì hoãn hắn trực tiếp một đường đi tới bên trong tạo hóa đạo môn có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến hai mắt lý bá dương tối sầm lại toàn bộ vị trí sơn mạch tạo hóa đạo môn đã là tĩnh mịch một mảnh sơn môn vốn dĩ tràn ngập sinh cơ lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bên trên đổ nát thê lương còn có dấu vết võ giả giao thủ. Cho dù Lý Bá Dương đã có dự tính xấu nhất, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến trong mắt của hắn lộ ra một vệt sát cơ dày đặc. Lúc này tâm thần Lý Bá Dương bỗng nhiên hơi động, hắn một bước đã xuất hiện ở trong núi rừng phía dưới tạo hóa đạo môn, mà lúc này bên trong ngọn núi này, chỉ có một tên võ giả tiên thiên cảnh đang ở nơi đó quan sát, nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người này, hắn nhất thời trợn to hai mắt trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi vô tận trung lập tập nói lý 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 khí thế cường giả thần kiều cảnh đối với võ giả tiên thiên cảnh như hắn mà nói quả thực không giống với tiên phật ở trước mặt lý bá dương tên võ giả tiên thiên này thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được lý bá dương lạnh lùng nói ngươi biết ta ngươi là người nào tên võ giả tiên thiên cảnh kia vội vã gật đầu để nhất thiên hạ lý bá dương ngày xưa ai mà không biết huống hồ hắn thân là phong môi giang hồ, thứ căn bản nhất chính là phải ghi chép rõ ràng tướng mạo thậm chí là tính cách của một ít cường giả trên giang hồ. Lúc này hắn thật vất vả mới bình tĩnh lại, Trung Lập Cập nói, tại hạ là đệ tử của quan tinh lâu thuộc tổ chức phong môi ở Đông Thất Đạo, mặt lý bá dương không hề cảm xúc, cái gọi là Đông Thất Đạo chỉ nên chính là phong môi hoạt động ở phía Đông Thất Đạo, có điều phong môi giang hồ vốn là thứ không ra gì, ngoại trừ một thiên cơ cốc, cũng không được việc gì. Lý Bá Dương cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ngươi ở đây làm gì? Tên phong môi giang hồ kia vội vàng nói, sau biến cố của tạo hóa đạo môn, quan tinh lâu liền phái ta tới nơi này chờ đợi quan sát, xem có còn đệ tử tạo hóa đạo môn may mắn còn sống sót trở về hay không? Nghe được hai chữ may mắn còn sống sót, trong lòng Lý Bá Dương nhất thời căng thẳng, vốn dĩ nhìn thấy tạo hóa đạo môn xảy ra chuyện, hắn còn tưởng rằng nhất định sẽ có lượng lớn đệ tử tạo hóa đạo môn thoát đi, có điều bây giờ nghe ý tứ của tên phong môi giang hồ này, trước mắt trên giang hồ thậm chí ngay cả đệ tử tạo hóa đạo môn bọn họ còn may mắn sống sót hay không cũng không dò rõ, này không phải diệt môn triệt để thì là cái gì. Trong mắt Lý Bá Dương lóe ra một tia phẫn nộ, hắn thấp giọng nói, huyền khổ. Ta đến đúng là không nghĩ tới, cao tăng Phật môn ngươi ra tay đúng là đủ tàn nhẫn. Lúc trước sau khi nghe đến mạnh kinh tiên nói huyền khổ đã từng tàn sát dân bản xứ của một khu vực, Lý Bá Dương liền cảm giác thấy hơi không đúng, bởi vì huyền khổ không giống như có thể làm ra chuyện như vậy. Kết quả hiện tại huyền khổ lại thật sự làm ra chuyện như vậy, vậy lúc hạ giới, huyền khổ làm sao có khả năng lưu thủ đối với tạo hóa đạo môn có sinh tử đại thù với thiếu lâm tự. Có điều lúc này Phong Giang Hồ lại bỗng nhiên nói, lý trưởng giáo hiểu lầm, tiêu diệt tạo hóa đạo môn ngươi không phải huyền khổ, huyền khổ đại sư mấy năm trước cũng đã chết rồi, lý bá dương nghe vậy nhất thời sững sờ, chết rồi. Huyền khổ vậy mà lại chết rồi. Hơn nữa còn là chết mấy năm trước, đây chẳng phải là nói Huyền khổ vừa mới hạ giới cũng đã chết rồi sao?" Lý Bá Dương trầm giọng hỏi, "Người diệt tạo hóa đạo môn ta đến tột cùng là ai?" "Là Tô Tín, Tô Tín." Trong mắt Lý Bá Dương lóe ra một tia nghi hoặc, lúc trước trước khi tiến vào mảnh vỡ tiên vực kia Tô Tín cũng đã triển lộ ra thực lực mạnh mẽ của hắn, lấy chân vũ cảnh trọng thương thần kiều cảnh Huyền khổ, mặc dù là dùng một chút thủ đoạn cộng thêm liều mạng, có điều ở trong chân vũ cảnh có thể làm đến một bước này cũng không có mấy người mà khi lý bá dương đi giết tô tính vì trả lại ân tình cho mạc vô vi song phương cũng coi như là kết làm sinh tử đại thù tô tính cũng có lý do ra tay với tạo hóa đạo môn nhưng vấn đề là lúc này mới thời gian mấy năm coi như tô tính lên cấp thần kiều hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt tạo hóa đạo môn lý bá dương nhìn tên phong môi giang hồ kia lạnh lùng nói người nếu biết ta là ai vậy chắc hẳn rất rõ ràng đối với chuyện xảy ra ở trong bạch đế thành lúc trước, đem hết thảy đều tỉ mỉ nói cho ta, nếu là đổi thành người bình thường, đối với những ân oán tranh cãi trên giang hồ này có lẽ sẽ nói không rõ ràng, khẳng định là thành phần lời truyền miệng chiếm đa số, nhưng người trước mắt này lại xuất thân phong môi giang hồ, thứ am hiểu nhất chính là phương diện này, vì lẽ đó nghe được Lý Bá Dương hỏi như vậy, hắn cũng là lập tức dường như đến nơi đến chốn. Nói ra tất cả, từ lúc trước khi Tô Tính rời khỏi Bạch Đế Thành, Đến khi tiên vực hạ giới vân vân, tỉ mỉ cực kỳ, sau khi Lý Bá Dương nghe xong không khỏi nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, mấy năm trên giang hồ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, quả thực là nhiều hơn so với một trăm năm trước, thiên hạ đã loạn, dựa theo tin tức bọn họ tìm được ở trong mảnh vỡ tiên vực, hay là đây chính là điềm báo đại kiếp nhân tộc? Thậm chí là đại kiếp nhân tộc đã bắt đầu rồi, có điều rất hiển nhiên, bất kể là điểm nào. Tạo hóa đạo môn bọn họ đều là vật hy sinh dưới thế gian tranh đoạt, tạo hóa đạo môn đã không còn nữa. Lý Bá Dương mở mắt ra, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Tô tính". Ngữ khí của hắn mặc dù nhạt, có điều trong đó lại ẩn chứa sát khí vô tận, làm cho phạm vi mười mấy trượng quanh người hắn trong nháy mắt gió lạnh thấu xương, cây cỏ héo tàn, vô cùng khủng bố. Thiếu Lâm tự đối nghịch với Tạo hóa đạo môn bọn hắn mấy ngàn năm không thể diệt được Tạo hóa đạo môn kết quả nhưng là bị một hậu bối giang hồ không có chút căn cơ nào tiêu diệt chuyện như vậy nghe tới quả thực thật, thật giống như là nói mơ giữa ban ngày kết quả lại thật sự phát sinh buồn cười nhất chính là thiếu lâm tự vậy mà cũng thua ở trong tay tô tính thiếu lâm tự bị diệt huyền khổ cũng chết đạo phật tranh chấp mấy ngàn năm thiếu lâm tự là đỉnh tông môn của phật tông cùng tạo hóa đạo môn đỉnh tông môn của đạo môn cũng đấu đá lẫn nhau mấy ngàn năm kết quả cuối cùng hai tông môn này lại bị diệt trong tay một người này không thể không nói là một loại trào phúng thiên đại. Đang lúc này, tên phong môi giang hồ kia cẩn thận nói, lý trưởng giáo, kỳ thực tạo hóa đạo môn hẳn vẫn còn lại một ít đệ tử. Tại hạ từng nghe người khác nói, lúc trước tạo hóa đạo môn đã từng cầu viện thái nhất đạo môn, thỉnh cầu thái nhất đạo môn ra tay giúp đỡ. Lần đó có hơn trăm tên đệ tử tạo hóa đạo môn trẻ tuổi đồng thời đi vào, nhưng thái nhất đạo môn lạ nói trưởng giáo, nguyên thư tán nhân, huyền trần tử của bọn họ đang lúc bế quan. Vì thế không cách nào ra tay giúp đỡ, người của Tạo Hóa Đạo Môn không thể làm gì khác hơn là rời đi, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ có mấy vị trưởng bối trở về, những đệ tử trẻ tuổi kia đều không thấy bóng dáng, hẳn là tất cả đều ở lại trong Tạo Hóa Đạo Môn. Thế nên chúng ta hoài nghi những đệ tử trẻ tuổi này có phải là trưởng giáo trương bá đoan của Tạo Hóa Đạo Môn cố ý phái đi, chính là muốn vì là Tạo Hóa Đạo Môn lưu lại một ít hương hỏa. Cảm tình với tông môn của bản thân mỗi người khác nhau ngày xưa huyền khổ có thể vì sự yên ổn của thiếu lâm tự mà chọn cách đứng ở phía đối lập với địa tạng vương sư huynh đệ của hắn đến mấy thập niên hắn cũng có thể vì báo thù mà chọn cách điên cuồng không để ý đến tất cả mọi người cùng nhau liên hiệp mà chém chết tô tính so với huyền khổ lý bá dương bây giờ còn lý trí hơn nhiều nhưng cũng thế mối thù oán này không hề nhỏ hơn so với thù giết cha đoạt vợ lý bá dương cũng nhất định phải giết tô tính chỉ có điều bây giờ nghe được tin tức này lý bá dương vốn chuẩn bị đến thái nhất đạo môn lại liếc mắt nhìn dẫu sao những đệ tử này có thể chính là một tia hương hỏa sau cùng của tạo hóa đạo môn bọn họ năm đó trương bá đoan giữ bọn họ lại không phải là vì chấn chỉnh lại tạo hóa đạo môn hắn cũng chỉ muốn để lại một chút suy tính cho tạo hóa đạo môn mà thôi thân hình lý bá dương động một cái ngay lập tức biến mất trước mắt tên giang hồ phong môi kia mà lúc này Tên giang hồ phong môi nọ trong nháy mắt Lý Bá Dương rời đi liền ngã ngay xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu đi. Hai chân hắn run rẩy, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một tên võ giả tiên thiên nho nhỏ, đứng đối mặt với loại cường giả đứng đầu giang hồ như Lý Bá Dương, hắn có thể nói chuyện mạch lạc rõ ràng đã khó lắm rồi. Có điều, sau đó, trên mặt tên giang hồ phong môi này liền lộ vẻ mừng rỡ như điên, lẩm bẩm nói, ông đây sắp phát tài rồi, tin tức Lý Bá Dương trở về, hắn là người đầu tiên được biết. Mà bây giờ, nhìn sắc mặt của Lý Bá Dương, hiển nhiên cũng là chuẩn bị đi tìm tô tính báo thù, cái này chẳng lẽ còn không tính là tin tức lớn à, giang hồ phong môi không so thực lực mà so tin tức. Hắn mang tin tức này về quan tinh lâu, địa vị của hắn ắt sẽ tăng lên một đoạn lớn, mà lúc này, tô tính dĩ nhiên còn chưa biết tin tức đám người Lý Bá Dương đã trở về. Sau khi diệt tạo hóa đạo môn, hắn vẫn luôn bế quan trong Tây Bắc đạo. Lần diệt tuyệt tạo hóa đạo môn lần này cũng khiến cho nhiệm vụ đồ Phật diệt đạo sắp hoàn thành. Bên phía Phật môn đã yên ắng, nhưng tạo hóa đạo môn hãy còn một lý bá dương. Chỉ có chém chết lý bá dương thì nhiệm vụ này mới tính là thực sự hoàn thành. Vì thế tô tính cũng không vội. Bởi bây giờ Lý Ba Dương không xuất hiện, hắn có sốt ruột cũng vô ích, vì thế, trong khoảng thời gian này, tô tính vẫn luôn luyện hóa đạo uẩn bảo bình có được từ trong tạo hóa đạo môn cái thứ này thế mà cũng có thể nói là một món dị bảo tạo hóa lực trong đó giống như lấy hoài không hết được tô tính luyện hóa đã qua thời gian lâu như vậy mà cũng không thể hoàn toàn luyện hóa hết được có điều tuy chưa luyện hóa hết nhưng công hiệu có thể bị động hút lấy sinh cơ trong thiên địa xung quanh đã mất hiển nhiên chắc là có liên quan đến việc tô tính luyện hóa quá độ sức mạnh trong đó gây nên nếu tô tính bị người thường phát hiện hắn đối xử với một chí bảo có thể truyền thừa tiếp như vậy, nhất định sẽ mắng tô tính là phí của trời. Xong, tô tính lại thấy không vấn đề gì. Một thế lực giang hồ, việc đầu tiên là phải đứng ở đỉnh cao tột cùng, như thế mới có thể cân nhắc đến chuyện truyền thừa tự thân. Vào thời điểm bản thân còn chưa đứng được vững thì tất cả đều phải lấy việc tăng thực lực của bản thân làm chủ. Tuy nhiên, vào lúc này, hai luồng sức mạnh thần kiều cảnh bỗng nhiên giáng xuống chân mày tô tính thoạt tiên nhíu một cái rồi lập tức giãn ra. Từ khí tức này hắn liền cảm nhận được là người nào đến đây, chính là Diêm La Thiên Tử cùng Địa Tạng Vương. Cửa bị đẩy thẳng ra, Diêm La Thiên Tử cùng Địa Tạng Vương hạ xuống từ giữa không trung. Tô tính chấp tay với hai người họ, cười nói, chúc mừng hai vị trở về từ tiên vực, thực lực tăng lên nhiều. Diêm La Thiên Tử thấy thực lực của Tô Tính, khóe miệng hắn giật một cái, cười khổ một tiếng, nói, so sánh với ngươi thì chẳng có gì để chúc mừng hết chúng ta ở trong mảnh vỡ tiên vực liều sống liều chết tìm cơ duyên mới được đến cảnh giới bây giờ còn ngươi ở hạ giới tiến bộ không ít hơn chúng ta thậm chí có khi còn nhiều hơn nữa cái này có gì để chúc mừng chứ tô tính cũng cười lắc lắc đầu nói không thể nói như vậy ta ở hạ giới cũng là liều sống liều chết mức độ tàn khốc cũng không ít hơn so với mảnh vỡ tiên vực địa tạng vương cùng diêm la thiên tử đều gật đầu một cái trước khi đến chỗ tô tính bọn họ đã quay về địa phủ sau khi biết được mọi chuyện rõ ràng mới đến chỗ tô tính những năm gần đây tô tính ở hạ giới cũng có thể nói là trải qua vô số phong ba cũng sát phạt trên giang hồ trình độ xuất sắc của hắn bọn họ thật không cách nào tưởng tượng nổi có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng mới có mấy năm mà giang hồ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tô tính mời hai người vào trong nhà hỏi trong mảnh vỡ tiên vực không ai bị thương chứ, Diêm La Thiên Tử lắc lắc đầu nói, ai cũng là vì cơ duyên mà tìm đến. Dĩ nhiên cũng sẽ không giống khi ở hạ giới đánh sống đánh chết. Mọi người cũng tương đối kiềm chế, có điều, bây giờ đều đã quay về thì dĩ nhiên sẽ không kiềm chế như vậy nữa. Giờ, thiên đế cũng hẳn đã về đến thiên đình. Song chắc có khi bây giờ tâm tình hắn đoán chừng không tốt lắm, tô tính cười một tiếng, hắn cũng ít nhiều có thể tưởng tượng được bây giờ thiên đế sẽ có bộ dạng gì. Thật sự là những năm gần đây thiên đình có chút thê thảm, vốn, thiên đình vẫn còn hai người chân vũ bảo vệ. Nhưng vấn đề là với cục diện hiện tại ở hạ giới, thực lực của chân vũ cảnh rõ ràng có chút không đủ, đặc biệt là mặc dù địa tạng vương cùng diêm la thiên tử của địa phủ, bên luôn luôn đối đầu với thiên đình cũng đã đi, song lại lưu lại tô tính lẽ có thực lực kinh khủng ở lại hai người đông cực thanh hoa đại đế và bắc cực tử vi đại đế của thiên đình dù có hợp chung lại cũng không địch lại được tô tính cho nên sau khi thực lực của tô tính càng ngày càng mạnh hai người này cũng dẫn theo người của thiên đình ẩn tu không dám bước ra ngoài sợ bị tô tính bắt được rồi chém chết không có thiên đế đám người kia của thiên đình hành sự rất cẩn thận mà bây giờ khó khăn lắm mới đợi được thiên đế trở về nhưng thiên đình bọn họ vẫn phải tiếp tục thận trọng như trước nguyên nhân rất đơn giản lần này địa phủ có đến hai vị thần kiều quay về tính luôn tô tính thì địa phủ đã có đủ ba tên thần kiều rồi thiên đình còn lấy cái gì đi đối đầu với địa phủ nữa ngày trước lúc địa phủ mới thành lập thực lực của thiên đình hoàn toàn có thể nghiền ép được địa phủ kết quả chưa đến trăm năm địa phủ đã hoàn toàn vượt qua thiên đình cứ như vậy tâm tình của thiên đình mà tốt mới là lạ lúc này địa tạng vương lắc lắc đầu nói Hôm nay chúng ta đến tìm một mình ngươi là muốn nói cho ngươi biết bọn ta đã quay về. Còn một việc chính khác là mấy người chúng ta có tìm được vài thứ tại mảnh vỡ tiên vực kia. Chuyện liên quan đến bí mật thượng cổ cũng liên quan đến hiện tại. Ngươi nghe một chút đi. Cái này có liên quan đến cục diện sau này trên giang hồ. Bí mật thượng cổ. Tôi tính nhớ mày một cái. Những thứ này tôi tính hắn cũng tiếp xúc không ít ở hạ giới tại sao bây giờ lại có quan hệ liên hệ đến mảnh vỡ tiên vực bên kia địa tạng vương hỏi trước lịch sử có liên quan đến thời kỳ thượng cổ ngươi hẳn đều biết ban đầu truyền thừa nhân tộc chúng ta là từ đâu tô tính nói đương nhiên là từ lúc nhân hoàng thành lập đời hoàng triều đầu sau khi đánh bại yêu tộc trước đó hẳn còn một đoạn lịch sử trong bóng tối khác song không thấy ghi chép lại địa tạng vương lắc lắc đầu nói không đúng trước nhân hoàng có thể không chỉ có một đoạn lịch sử mà là một đoạn lớn võ đạo nhân tộc ta chẳng lẽ là bắt chước yêu tộc mà có à ngày xưa lúc nhân tộc ta yếu ớt chẳng lẽ không phản kháng chút nào thực ra không phải vậy lịch sử nhân tộc chúng ta không thể ngắn hơn so với yêu tộc được trong mảnh vỡ tiên vực đó chúng ta tìm được rất nhiều thứ trong đó quan trọng nhất chính là bổ sung vào thời kỳ lịch sử trước thượng cổ đó ta gọi nó là thời kỳ thái cổ vào thời kỳ Thái Cổ, vị trí thế giới của chúng ta và tiên vực kỳ thật là một thế giới. Căn bản không có cái gọi là ngoại vực. Hai cái chính là một, lời vừa nói ra, Tô Tính cũng rất kinh ngạc. Dẫu sao, từ sau khi hắn biết tin tức liên quan đến tiên vực, hắn thuận đó mà xem tiên vực là một thế giới khác, ai nào ngờ bây giờ địa tạng vương lại nói chúng là một thế giới. Địa tạng vương trầm giọng nói, vào thời kỳ thái cổ, nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau tranh đấu ở vùng đất đó, có thể nói, sức mạnh của hai bên là tương đương. Khi đó, kẻ chí cường ở yêu tộc chính là Yêu Hoàng, là nhân vật áp đảo đại thánh yêu tộc, mà người mạnh nhất ở nhân tộc lúc đó được tôn thành nhân tổ. Khi đó, nhân tộc vẫn chưa có sự xuất hiện của hoàng triều, cái có chỉ là một thị tộc tạo thành bộ tộc thế gia mạnh mẽ, mà càng đánh về sau, hai bên không ai làm gì được ai. Cuối cùng, nhân tộc cùng Yêu Hoàng quyết định liều chết đánh một trận, nhưng trước khi quyết chiến Hai bên lại hợp lực đánh cho cả thế giới phân thành hai nửa chia ra cho hai chủng tộc ở, một nửa là chỗ thế giới của chúng ta, một nửa kia chính là tiên vực, trong đó, tiên vực mới thực sự là địa bàn thuộc về nhân tộc. Chỗ thế giới bây giờ chúng ta ở thật ra là phân cho yêu tộc, sau này, nhân tổ cùng yêu hoàng tiến vào hư không đánh một trận. Cảnh tượng của trận chiến đó không một ai biết. Dù sao, sau cùng thì bất kể là yêu hoàng hay nhân tổ cũng không ai quay về. Tất cả đều không rõ sống chết, chỉ có điều, trong này xảy ra một chút sơ suất. So sánh với yêu tộc lúc đầu, số lượng của nhân tộc thực ra quá lớn, trong đó, có vài người vì đủ loại nguyên nhân, ví như xuất thân đê hèn, hoặc là vài tội nhân đắc tội với một số những thế lực nên không tiến vào tiên vực mà ở lại trong thế giới bây giờ, bị yêu tộc bắt làm nô dịch. Nhân tộc ta lúc bắt đầu cũng không tu luyện võ đạo mà là nguyên thần pháp môn tương tự với tiên vực, như thế mới có thể kéo dài tuổi thọ cùng đối đầu với yêu tộc có tuổi thọ lâu dài, mà nhân tộc lưu lại ở đây, bản thân họ tương đương với bị vứt đi rồi. Bởi vì thế, về mặt tu luyện ngược lại không có khuôn sáo gì để nói, bọn họ lấy đặc tính thân thể cường tráng của yêu tộc làm gương, chuyển sang phát minh võ đạo. Nội tu chân khí, nguyên thần. Ngoại tu nhục thân cảnh giới. Hai cái này kết hợp khiến cho tốc độ tiến bộ của thực lực võ giả nhanh hơn so với phương thức chủ tu nguyên thần trước kia võ đạo mới phát minh cũng khiến năng lực sinh sản của họ mạnh mẽ lên, dẫn đến trước khi nhân hoàng xuất thế, nhân tộc thực ra cũng đã dựa vào những nô lệ bị coi là vứt đi kia mà tích lũy được lực lượng cường đại. Chỉ có điều, đám yêu tộc kia quá mức cao ngạo, không mảy may để ý mà thôi, chuyện tiếp sau đó giống như trong sử liệu ghi lại, nhân hoàng xuất thế, ngay lập tức giấy lên đại kỳ phản kháng yêu tộc, hoàn chỉnh lại hệ thống võ đạo, đánh bại yêu tộc, khiến nhân tộc hưng thịnh võ đạo cũng theo đó mà hu bảy tờ thịnh lời nói của địa tạng vương khiến cho tô tính có cảm giác thông suốt sáng tỏ trước đó hắn luôn có cảm giác lịch sử trong đoạn thời gian đó có chút không hoàn chỉnh không chỉ riêng nhân tộc ngay cả yêu tộc cũng thế hóa ra là còn có nguyên nhân to lớn như vậy nhân hoàng có thể hoàn toàn đánh bại yêu tộc không chỉ vì bản thân hắn mạnh mẽ mà là bởi nhân tộc lúc đó đã có một số cơ sở để phản kháng yêu tộc bằng không nhân tộc cũng sẽ không cho ra đời được tới chính vị cường giả thông thiên cảnh. Tô tính gõ bàn một cái, nói, nhân tộc ở tiên vực sau đó thế nào, địa tạng vương nhàn nhạt nói, bên phía tiên vực không có gì đáng nói. Vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều, lúc nhân hoàng xuất thế, tiên vực cũng có chút không may, khiến tiên vực bị chia ra. Một mảnh vỡ tiên vực rơi vào trong khu vực thành bạch đế, cửa vào cũng xuất hiện ở thành bạch đế. Hơn nữa, vì tiên vực vỡ vụn nên khiến cho thực lực của toàn bộ tiên vực hạ xuống. Thời điểm đó, thực lực của nhân tộc ở tiên vực thậm chí cũng không mạnh bằng đạo môn hoặc Phật tông ở hạ giới, chuyện sau đó ngươi hẳn biết rồi. Nhân hoàng phát hiện ra mảnh vỡ tiên vực, lấy ra được một thứ từ bên trong đó. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra được bí mật của tiên vực, sau đó, hắn ngay lập tức đánh vỡ hư không, dẫn theo một nhóm đông đảo võ giả tiến vào trong tiên vực tàn sát thổ dân hậu duệ nhân tộc ở tiên vực, cuối cùng chiếm cứ tiên vực biến thành nó 12 vực tiên vực như bây giờ. Nghe địa tạng vương nói nhiều như thế, tô tính nhất thời có cảm giác thế sự vô thường. Năm đó, nhân tộc lựa chọn tiên vực thực ra là thua thiệt. Bởi đến sau cùng, tiên vực xảy ra chuyện khiến nó vỡ vụn, mà cái này cũng khiến cho quy tắc tiên vực xảy ra biến hóa khiến toàn bộ tiên vực đều tan vỡ tại đây. Thực lực hậu duệ nhân tộc trong đó suy giảm nghiêm trọng nhưng nhìn từ góc độ của cả nhân tộc thì lại không phải là thiệt. Bởi vì những người ở lại hạ giới cũng là nhân tộc. Song không biết đã mất bao lâu để phát triển lớn mạnh, hơn nữa còn sáng tạo ra võ đạo chân chính. Cuối cùng, nhân hoàng xuất thế, hoàn toàn lật đổ yêu tộc, khiến nhân tộc thực sự trở thành chủ nhân của thế giới này. Vì mục tiêu này, yêu hoàng cùng nhân tổ thời kỳ thượng cổ có đánh đến không rõ sống chết cũng không làm được thế mà không ngờ hậu bối nhân tộc cứ thế mà âm thầm làm được tuy nhiên như đã nói qua những chuyện này nếu truyền vào trong giang hồ thì đoán chừng sẽ hủy diệt tam quan của không ít người bao nhiêu năm qua không ít người trên giang hồ vẫn luôn cho rằng mình mới là chủ nhân thực sự của thế giới này là nhân hoàng đưa bọn họ trải qua trăm ngàn cây đắng mới đánh bại được yêu tộc làm cho nhân tộc hưng thịnh làm võ đạo hưng thịnh kết quả chân tướng lại là bọn họ căn bản là một đám bị ruồng bỏ huyết mạch nhân tộc chân chính cao quý ở đất tiên vực thực ra đã từng bị nhân hoàng tàn sát một phen sau lại bị nhóm huyền khổ tàn sát thêm một phen nữa chênh lệch như này đoán chừng sẽ khiến rất nhiều người không chịu nổi dĩ nhiên tô tính ngược lại không có vấn đề gì dù sao thì với hắn mà nói cái gọi là huyết mạch xuất thân rất vô nghĩa không có ai trời sinh đê hèn cũng không có ai sinh ra đã là cao quý sinh tử có số giàu sang do trời làm gì có cái gì mà không do mình giành được. Nghe nói, xuất thân của nhân hoàng chính là từ khương gia một đại tộc của nhân tộc thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên, xuất thân xa xưa nhất cũng là huyết mạch đê hèn trong nhân tộc, mà khi đến thời nhân hoàng, khương gia lại thành hoàng tộc rồi. Bàn về xuất thân, toàn bộ thiên hạ cũng không tìm được ai cao quý hơn bọn họ nữa. Sau khi kể xong đoạn lịch sử này, địa tạng vương dừng một chút, hình như là đang để cho tô tính tiêu hóa những chuyện này, có điều năng lực tiếp nhận của tô tính với các thứ như bí mật thượng cổ rất mạnh sau khi hắn nghe xong liền ngay lập tức hỏi lại vậy sau đó thì sao những tin tức này mặc dù chấn động nhưng cũng không thay đổi được cục diện hiện tại trên giang hồ chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi những chuyện này mới nghe thì có lẽ sẽ cảm giác rất chấn động rất bị phá hủy tam quan tuy nhiên cuộc sống thế nào thì vẫn sẽ diễn ra thế nấy sẽ không có ai bị những tin tức này ảnh hưởng đâu địa tạng vương nói dĩ nhiên còn có tin tức khác quan trọng hơn. Ngươi có từng nghe nói qua đại kiếp nhân tộc chưa, tô tính gật gật đầu. Tin tức này hắn có được từ chỗ yêu tộc, địa tạng vương trầm giọng nói, tin tức liên quan đến đại kiếp của nhân tộc hẳn là thật. Bọn ta cũng tìm được những ghi chép tương tự trong tiên vực, chính là do những đại sư bói toán ở mảnh vỡ tiên vực thôi diễn ra lúc thực lực còn tốt, nghe đồn, lúc đại kiếp nhân tộc ập xuống, con đường thông thiên lại một lần nữa mở ra thiên địa hợp nhất tái diễn thế giới tô tính hiếp mắt hắn trầm giọng nói con đường thông thiên cái này có ý gì nhưng mà bên phía ta ngược lại có nghe nói đến một ít bí mật liên quan đến thông thiên cảnh vừa nói tô tính liền nói cho địa tạng vương nghe một vài suy đoán cùng hoài nghi của đại thiên ma tôn cùng vời bì già đa la những thứ này đều là những chuyện cực kỳ bí ẩn trừ tô tính lữ phá thiên cùng một vài người biết ra những người khác căn bản cũng không rõ đám người địa tạng vương bọn họ dĩ nhiên cũng không biết. Bây giờ nghe Tô Tính nói như thế, địa tạng vương cùng Diêm La Thiên Tử ngược lại có mấy phần hiểu biết với thông thiên cảnh. Địa tạng vương trầm tư chốc lát, nói, chuyện liên quan đến con đường thông thiên, lúc phát hiện ra những tin tức này, không chỉ có mình ta, trừ huyền khổ, chúng ta đều ở đó, tạm thời gạt thành kiến đi, cùng thôi diễn một vài khả năng trong này. Bây giờ nghe ngươi nói như thế, ta càng khẳng định cái gọi là con đường thông thiên hẳn có liên quan đến thông thiên cảnh, mà cái gọi là thiên địa hợp nhất, tái diễn thế giới, theo ta phân tích thì hẳn là tiên vực cùng hạ giới lại một lần nữa hợp nhất, hóa thành một thế giới mới, tô tính cao mày nói, lại một lần nữa hợp nhất, địa tạng vương gật gật đầu, nói, không sai, chính là một lần nữa hợp nhất. Hai thế giới này vốn chính là một. Năm xưa là do vì yêu hoàng cùng nhân tổ dùng sức mạnh kinh thiên mới tách ra thành hai bản thân hành động này chính là hành động vi phạm quy tắc bây giờ lại một lần nữa thống nhất thành một thế giới cũng không phải là không thể nào hơn nữa những năm gần đây ngươi cũng thấy được bên trong tiên vực xảy ra đủ loại biến hóa từ bắt đầu tan vỡ đến bây giờ trời sập cũng đều là dấu hiệu này hai thế giới này một mạnh một yếu mạnh sẽ hấp dẫn yếu thế giới yếu kia dĩ nhiên sẽ không ngừng bị hấp dẫn cuối cùng dung hợp tuy nhiên sức mạnh cường đại sau khi dung hợp được sinh ra kia, đừng nói là đại kiếp nhân tộc, coi như là đại kiếp của cả thế giới cũng có thể được, ngón tay tô tính gõ bàn một cái, lẩm bẩm nói, chỉ có lúc thiên địa biến đổi lớn mới có thể cho ra đời thông thiên cảnh. Hai thế giới hợp nhất, đây nhất định chính là thời cơ lớn, trời đất biến đổi, nói như vậy, chúng ta cách thông thiên cảnh cũng không xa nữa. Trước nghe được Đại Thiên Ma Tôn nói chuyện có liên quan đến thông thiên cảnh, Tô Tính vẫn luôn có cảm giác rất vội vã. Bây giờ nhìn lại, cách nghĩ của hắn quả nhiên cũng không sai, con đường thông thiên này hẳn cũng không còn xa. Có điều, cái Tô Tính càng tò mò hơn chính là ngày xưa yêu hoàng cùng nhân tổ rốt cuộc đã đến trình độ gì. Đối phương nhất định là đã vượt qua thông thiên cảnh, bây giờ, kẻ mạnh nhất được người đời công nhận hãy còn là nhân hoàng. Tuy nhiên, ban đầu nhân hoàng tuy mạnh nhưng Tô Tính dám khẳng định, đối phương vẫn chỉ là thông thiên cảnh lúc đối mặt với việc bị phong đô đại đế cùng hạo thiên thượng đế liên thủ ám sát nhân hoàng cũng bị thương coi như sau này cảnh giới của nhân hoàng có tăng mạnh nhưng cũng không tới mức như của nhân tổ cùng yêu hoàng động một cái đã tách cả thế giới đến cảnh giới như hai người đó thậm chí có thể được coi như là thần phật rồi địa tạng vương trầm giọng nói cũng không ai biết con đường thông thiên sẽ mở lúc nào có điều hiện tại trên giang hồ cũng không ít nhân vật thuộc thần kiều cảnh ai cũng có tư cách đi tranh đoạt một phần cơ duyên kia. Xong, theo như lời ngươi, cơ duyên này chỉ có chín phần, thậm chí còn có cường giả thông thiên cảnh từ thời thượng cổ may mắn còn sống sót lại một lần nữa hiện thế. Một khi xảy ra chuyện đó, cuộc tranh đoạt này có thể nói là vô cùng thảm thiết, tô tính khẽ cười một tiếng, nói, sinh tử do mạng, thành bại do thiên. Đối mặt với cơ duyên thông thiên cảnh coi như có là người hèn yếu đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không lui bước chứ đừng nói chi là người đã đến thần kiều cảnh ai cũng không phải là hạng đơn giản hiện tại có tư cách đi tranh đoạt cơ duyên thông thiên cảnh ở địa phủ chúng ta có ba người thế này hẳn coi như là bên thế lực lớn nhất thiên đế của thiên đình lý bá dương cùng triệu cửu lăng của đạo môn tiết chấn nhạc của đại chu thiên vực khương viên trinh vũ thiên vực vương cửu trọng mạnh kinh tiên của dịch kiếm môn tính như vậy chỉ có 10 người mà thôi, đào thải một người là đủ rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ lại còn có những cường giả thông thiên cảnh thời thượng cổ cũng chuẩn bị muốn nhúng một tay. Riêng ta biết sẽ có ba người chắc chắn xuất hiện, sau đó còn phải cộng thêm một trưởng giáo thái nhất đạo môn, nguyên thư tán nhân, huyền trần tử. Đến lúc đó, trồng rắn lẫn lộn, tất cả đều dùng thực lực bản thân, có tính toán thế nào thì cũng là vô dụng. Đúng rồi, địa tạng vương đại nhân, Ngươi có biết chuyện liên quan đến Hạo Thiên Thượng Đế và Phong Đô Đại Đế không? Hai người này có phải đã thực sự chết hoàn toàn rồi hay không? Địa Tạng Vương trầm ngâm suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, điểm này ta cũng không dám chắc. Có điều, trong địa phủ đúng là không còn bất kỳ thứ gì liên quan đến truyền thừa của Phong Đô Đại Đế nữa. Nếu ban đầu, Phong Đô Đại Đế nếu như thực sự bố trí xong hết thảy thì cũng không bỏ đi vội vàng như thế mới đúng. Phải nói lúc ban đầu ta tìm đến địa phủ, Toàn bộ địa phủ đều là một mảnh rối bời, những đệ tử khác cũng vội vã rời đi như vậy. Xong, nhìn theo cục diện ban đầu trên giang hồ, Địa phủ cho Phong Đô Đại Đế chấp chưởng cùng Thiên Đình do Hạo Thiên Thượng Đế chấp chưởng chính là hai bên thế lực lớn nhất trên giang hồ, cả hai bên cộng lại thực lực mạnh. Bất kể là đạo môn, Phật tông hay ma môn cũng kém một bậc. Hai người kia lúc đầu liên thủ đi ám sát Nhân Hoàng, đoán chừng cũng rất tin tưởng vào thực lực của họ hoặc là bọn họ tính kéo theo nhân hoàng dùng mạng đổi mạng, dĩ nhiên sẽ không nương tay, chuẩn bị hậu thủ gì gì đó, tô tính gật đầu một cái. Nếu quả thật như vậy thì còn dễ nói. Chẳng may ngay cả người thuộc cấp bậc như phong đô đại đế và hạo thiên thượng đế cũng xuất hiện, nhóm cường giả thông thiên cảnh từ thượng cổ đông đảo như vậy cũng đến nhúng tay vào thì đoán chừng đám người tô tính cũng không cần đùa giỡn gì mà nhào vào đánh một trận rồi nói, bằng không thì không ai có thể giành được cơ duyên thông thiên cảnh kia dù sao luận kinh nghiệm nhóm người kia còn nhiều hơn so với võ giả hiện tại nữa tô tính cùng địa tạng vương nói chuyện về bức tranh tình hình rối loạn ở thế gian một lúc lâu hơn nữa họ cũng nói hết một lần vài chuyện xảy ra sau khi địa tạng vương rời đi cũng tiện cho đối phương hiểu được tình hình hiện tại trên giang hồ sau khi nói xong hết địa tạng vương ném cho tô tính một món đồ đó lại là một mảnh vỡ gì đó nhìn không giống xương cũng không giống vẫy tuy nhiên phía trên lại mang theo một luồng khí tức cường đại sức mạnh ẩn bên trong hết sức kinh người. Địa tạng vương nói, cái này là một trong những thứ rớt ra từ trên người yêu hoàng lúc hắn cùng nhân tổ đại chiến. Cũng không biết là vẫy hay xương, mặc dù chẳng qua chỉ là một miếng nhỏ như vậy nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại cực kỳ kinh người. Ta và Diêm La Thiên Tử đã luyện hóa một phần, những cái này để lại cho ngươi, tô tính cũng không khách sáo, hắn ngay lập tức nhận lấy vật kia, chắp tay một cái, nói, đa tạ địa tạng vương đại nhân, hiện tại, ba người của địa phủ đều đã bước chân vào thần kiều, có thể nói là thế lực lớn nhất trong giang hồ này. Ba người bọn họ dĩ nhiên phải giữ vững quan hệ bây giờ thật tốt, bất kể là tình nghĩa đồng đạo với nhau từ trong địa phủ hay là lợi ích trong tương lai, ba người đều phải đoàn kết chắc chắn. Mà trước khi rời đi, địa tạng vương còn nói với tô tính, lần này, Lý Bá Dương cũng theo chân chúng ta trở lại. Ngươi diệt tạo hóa đạo môn, Lý Bá Dương nuốt không trôi cục tức này hắn cũng không phải hạ người ẩn nhẫn mối thù này hắn sẽ đến báo đến lúc đó ngươi phải kịp thời báo cho ta và diêm la thiên tử đến trước kia lúc địa tạng vương ở thiếu lâm tự đã từng quen biết với lý bá dương hắn là người biết rõ nhất tính cách của nhân vật đệ nhất thiên hạ này so với huyền khổ lý bá dương có thể nói là rất lý trí hắn sẽ không cực đoan như huyền khổ vì mối thù diệt môn mà bị tô tính kích thích đến mức ma hóa ngày xưa lý bá dương trở thành thiên hạ đệ nhất cũng không phải là không có đạo lý ngày thường hắn hành sự lý trí quả quyết hơn nữa tâm võ đạo của hắn vô cùng kiên định tâm cơ thâm trầm nhưng không thường hiển lộ cho người trên giang hồ khác một loại cảm giác cao cao tại thường mặc dù hắn sức mạnh cường đại nhưng lại cho ảo giác không quản chuyện giang hồ song trong thực tế lực trưởng khống của lý bá dương với tạo hóa đạo môn rất mạnh mẽ còn về những kẻ thua trong tay lý bá dương không rõ sống chết có khi cũng chẳng ít tuy nhiên cứ cho là lý bá dương có hành sự lý trí đến đâu đi chăng nữa tâm cơ của hắn có sâu đến đâu đi nữa đụng thảm án diệt môn như này hắn cũng không nhịn được mặc dù nói hiện tại cách giải quyết lý trí nhất của lý bá dương hẳn là tạm thời bỏ qua một lòng theo đuổi cơ duyên thông thiên cảnh chờ đến khi đoạt được cơ duyên tấn thăng lên thông thiên cảnh xong thì hãy xuất thù với tô tính cách làm ẩn nhẫn này mặc dù rất sáng suốt cũng rất hữu hiệu song cũng không phải là tính cách của lý bá dương lý bá dương đệ nhất thiên hạ ngày trước bất kể là vì sự kiêu ngạo sâu trong nội tâm hắn hay là bởi ý hận do tạo hóa đạo môn bị tô tính tiêu diệt mang đến địa tạng vương có thể bảo đảm lý bá dương trăm phần trăm sẽ ra tay nghe được lời của địa tạng vương lúc này tô tính gật đầu một cái trong mắt tô tính hắn lại lóe lên một tia lạnh lý bá dương dù cho hắn không đến tìm tô tính thì tô tính cũng sẽ đến tìm hắn nhiệm vụ chủ tuyến của tô tính hãy còn lại một trở ngại chính là lý bá dương chỉ cần chém chết lý bá dương thưởng nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể thuận lợi tới tay tô tính sau khi địa tạng vương đi không lâu tin tức ngũ đại thần kiều quay về từ trong tiên vực ngày xưa đã lan truyền khắp toàn bộ giang hồ trên giang hồ cường giả thần kiều cảnh gần như nhiều gấp đôi ảnh hưởng từ chuyện này với cục diện giang hồ mà nói là tuyệt đối có ảnh hưởng to lớn. Lúc này, bên trong Dịch Kiếm môn, vì Mạnh Kinh Tiên trở về, toàn bộ Dịch Kiếm môn đều ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn. Đối với Dịch Kiếm môn mà nói, sự tồn tại của Dịch Kiếm môn vô cùng đặc biệt. Không có Mạnh Kinh Tiên thì sẽ không có Dịch Kiếm môn hiện tại, cho tới nay, Mạnh Kinh Tiên chính là nòng cốt của cả Dịch Kiếm môn. Ban đầu mạnh kinh tiên rời dịch kiếm môn cái này khiến cho dịch kiếm môn thiếu chút nữa bị phong thiên vực tiêu diệt cũng may còn để lại một hậu thủ như tô tín bấy giờ mới bảo vệ được dịch kiếm môn cho nên bây giờ mạnh kinh tiên trở về hơn nữa còn mang theo thực lực thần kiều cảnh trở lại cái này với dịch kiếm môn mà nói không khác gì một niềm kinh hỷ mặc dù căn cơ của dịch kiếm môn rất kém thậm chí trong số những thế lực có thần kiều cảnh cường giả thực lực của dịch kiếm môn hẳn là một phe kém nhất tuy nhiên không có vấn đề gì một nhân vật thần kiều cảnh cũng đủ để đứng ở đỉnh cao giang hồ dù chỉ có một người cũng không hề thay đổi sau khi hưng phấn qua đi đám người sở bất phàm lần lượt nói hết những chuyện mà dịch kiếm môn đã trải qua trong những năm này cho mạnh kinh tiên nghe thật ra thì những năm này trừ việc dịch kiếm môn đụng phải phong thiên vực ra thời điểm còn lại đều rất khiêm nhường bây giờ là thế gian đại tranh dịch kiếm môn nhờ vào mấy võ giả dương thần cảnh chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ xen vào tranh đấu giữa những thế lực kia thuần túy là tự tìm chết cho nên những năm gần đây mặc dù dịch kiếm môn không phong sơn nhưng thực chất cũng không khác gì phong sơn tất cả đệ tử hầu như đều tu luyện ở bên trong dịch kiếm môn không bước chân ra khỏi nhà đến lúc sở bất phàm nói đến phong thiên vực muốn đánh chiếm sơn môn dịch kiếm môn bọn họ ánh mắt mạnh kinh tiên hít một cái bỗng nhiên nói phong thiên vực kia giờ ở đâu sở bất phàm nói chuyện phong thiên vực đã giải quyết may mà tô đại nhân ra tay trực tiếp tiêu diệt phong thiên vực bây giờ chân vũ của phong thiên vực cũng đã chết võ giả còn lại ở phong thiên vực dịch kiếm môn ta để lại một số để làm công việc vặt số còn lại đã bị tô đại nhân dẫn đi nói thật chuyện này đúng là phải cảm ơn tô đại nhân nếu không có hắn thì dịch kiếm môn ta coi như gặp tai ương rồi hơn nữa ban đầu hoàng thiên vực mạnh nhất trong 12 tiên vực cũng bởi vì muốn che chở cho phong thiên vực mà đã xảy ra mâu thuẫn với tô đại nhân. Hai bên cũng đã đánh một trận rồi, người nói hoàng thiên vực đã từng che chở cho phong thiên vực. Mạnh kinh tiên hỏi, sở bất phàm gật đầu một cái, mạnh kinh tiên liền cầm kiếm đứng lên nói, ta đến hoàng thiên vực một chuyến, rất nhanh sẽ về. Đám người sở bất phàm cùng lâm lạc viêm lại rất hiểu tính cách vị sư huynh này của bọn hắn. Mưu kế tính toán, không có. Mạnh Kinh Tiên chỉ biết dùng kiếm trong tay hắn mà nói chuyện, đơn giản, thô bạo đến cùng cực, cho nên bây giờ, vừa thấy Mạnh Kinh Tiên cầm kiếm đi đến Hoàng Thiên vực, hai người này liền lập tức biết Mạnh Kinh Tiên muốn làm gì. Sở Bất Phàm vội vàng nói, "Sư huynh, chuyện Hoàng Thiên vực kia Tô đại nhân đã giải quyết rồi." Phong Thiên vực cũng đã bị diệt, mà Hoàng Thiên vực cũng thầm chấp nhận chuyện này, sau đó cũng không đến dịch kiếm môn chúng ta phiền nhiễu nữa." Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Tô tính làm là tô tính làm. Nhưng bây giờ ta đã trở lại, ân oán của dịch kiếm môn ta thì dĩ nhiên sẽ do dịch kiếm môn ta tự mình đi báo. Vừa nói, thân hình mạnh kinh tiên động một cái, ngay lập tức rời khỏi trong phòng, không thấy bóng dáng đâu. Sở bất phàm cùng lâm lạc viêm hai mắt nhìn nhau một cái, trong đó đều là vẻ không biết làm sao. Vị sư huynh này quyết làm việc gì thì bọn họ cũng không khuyên can được. Có điều, mặc dù đối phương là Hoàng Thiên Vực, mặc dù là hậu duệ của nhân hoàng ngày trước, nhưng sở bất phàm cùng lâm lạc viêm không lo lắng chút nào. Không có tại sao, chỉ vì hắn chính là mạnh kinh tiên, là sư huynh của bọn họ, là mạnh kinh tiên của dịch kiếm môn. Loại tự tin này cũng giống như khi Lý Vô nhìn Tô Tính vậy. Từ lúc bước vào giang hồ đến giờ, Tô Tính trải qua không ít chém giết. Bất kể là lấy nhỏ vô đại hay lấy một địch trăm, bất kể là tình huống gian hiển cỡ nào, Tô Tính cũng không bị bại. Vì thế, đám người Lý Phôi và Tây Bắc Đạo đều có một lòng tin mù quáng với Tô Tín. Bây giờ, trong lòng hai người sở bất phàm cùng Lâm Lạc Viêm cũng cảm thấy như vậy với Mạnh Kinh Tiên. Năm xưa, lúc dịch kiếm môn bọn họ khổ sở nhất, tứ đại kiếm chủ đi mất ba, là một mình Mạnh Kinh Tiên, một mình một kiếm giữ được dịch kiếm môn. Sau đó giang hồ giấy lên phân tranh, cũng là Mạnh Kinh Tiên một mình một kiếm nâng lá cờ dịch kiếm môn lên, một bước vào chân vũ, quay kiếm đạo không ai địch nổi. Ban đầu, lúc mạnh kinh tiên ở dương thần hay chân vũ cũng có uy thế như vậy chứ đừng nói là khi hắn đã bước vào thần kiều bất kể kẻ địch là ai dù sao bọn họ cũng có lòng tự tin tuyệt đối với mạnh kinh tiên bên lo lắng hẳn không phải là mạnh kinh tiên mà là hoàng thiên vực mới đúng lúc này bên trong hoàng thiên vực khương viên trinh đang bế quan dưỡng thương đối với khương viên trinh mà nói khoảng thời gian này hắn sống không được tốt lần trước hoàng thiên vực thảm bại trong tay đám người tô tính hoàng thiên vực bọn họ có thể nói là đã dốc hết lá bài tẩy ra lúc này mới có thể trốn khỏi một đoạn nhưng từ sau lần đó hương viên trinh cũng bị thương nghiêm trọng từ sau lần đó hắn vẫn luôn bế quan cho đến tận bây giờ khi này mới có thể dưỡng thương được kha khá có điều dù cho thương thế đã tốt hoàng thiên vực bọn họ cũng hành sự vô cùng cẩn thận bao gồm cả ở bên ngoài danh tiếng của hoàng thiên vực cũng đã giảm nhiều một lần thất bại cũng đã khiến cho danh tiếng hậu duệ nhân hoàng của Hoàng Thiên vực bọn họ hoàn toàn vỡ vụn. Vốn là Hoàng Thiên vực bọn họ trên căn bản đã xác định địa vị người nắm giữ ở giang nam đạo, kết quả bây giờ thế nào? Sau khi danh tiếng giảm nhiều, Triều đình đại chu lại một lần nữa phái tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản đến giang nam đạo, có điều lần này đại chu cũng không phái phế vật đến mà lại là Tinh Anh. Lần này, tổng bộ đầu được phái đến giang nam đạo chính là thiết vô tình của thiết gia bạn cũ của Tô Tính ngày xưa. Bây giờ hắn cũng đã có thực lực dung thần cảnh, chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của thiết gia. Vì thế nên lần này hắn mới có thể được phái đến đảm nhiệm vị trí tổng bộ đầu giang Nam Đạo. Đoán chừng sau khi hắn từ chức tổng bộ đầu giang Nam Đạo thì có thể ngay lập tức tấn thăng, trở thành một trong tứ đại thần bộ. Mà hành quân đại tổng quản trước đây của Giang Nam Đạo chính là đại tổng quản Tề Phi Dương trước đó phụ trách Long Vũ Quân, một trong ba quân thủ vệ thịnh Kinh Thành. Theo lý mà nói, địa vị của Long Vũ Quân thì cao hơn một bậc so với quân 49 đạo Đại Chu. Tề Phi Dương từ Đại Tổng quản Long Vũ Quân biến thành hành quân Đại Tổng quản Giang Nam Đạo, cái này thực ra là bị gián chức. Nhưng trong thực tế, Tề Phi Dương không đến Giang Nam Đạo một mình mà dẫn theo toàn bộ Long Vũ Quân dời đến Giang Nam. Cho nên, trên danh nghĩa Tề Phi Dương vẫn là Đại Tổng quản Long Vũ Quân, hắn đến đây chỉ là vì nhằm vào Hoàng Thiên Vực thái độ trước sau bất nhất của đại chu như này cũng khiến cho hoàng thiên vực rất tức giận có điều thua chính là thua khương gia cũng công khai thừa nhận địa vị thống trị của đại chu bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi quấy nhiễu việc bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên của đại chu hay sao cho nên chuyện này khương gia cũng chỉ có thể nhìn xuống dưỡng thương trong hoàng thiên vực lâu như thế thương thế của khương viên trinh cũng đỡ hơn nhiều nhưng bởi những chuyện mà đại chu làm cùng với tình cảnh của Khương gia bọn họ bây giờ, tính khí của Khương Viên Trinh vẫn luôn không tốt cho lắm, vì lẽ đó, những đệ tử kia của Khương gia cũng đều cẩn thận tránh né hắn, tránh khỏi xui rủi đụng phải hắn. Xong, ngay vào lúc này, Hoàng Thiên vực vang đến một tiếng thật lớn. Một luồng kiếm khí kinh khủng chập chờn truyền tới. Cái này khiến trong mắt Khương Viên Trinh nhất thời lộ ra vẻ tức giận, vẫn còn chưa xong à. Thật cho là Hoàng Thiên Vực dễ bị bắt nạt hay sao? Nghĩ đến việc Hoàng Thiên vực bọn họ chính là hậu duệ của Nhân Hoàng, xưng bá ở tiên vực vạn năm, đã có lúc nào bị người khác liên tục đánh đến cửa như vậy chưa? Đây quả thực là một sự sỉ nhục, Khương Viên Trinh ngay lập tức bước ra một bước, đi ra bên ngoài Hoàng Long thành. Chỉ thấy bên ngoài Hoàng Long thành có một tên võ giả mặc y phục màu trắng cầm kiếm đứng lâm không, phía dưới, một đám đệ tử Khương gia lộ ra vẻ hoảng sợ trong mắt, người nam nhân mặc đồ trắng kia chém ra một kiếm kiếm mang động trời chém ra, xé rách bầu trời, vô cùng lộng lẫy, ở trong mắt mọi người, thiên địa cũng mất đi màu sắc, chỉ có duy nhất một kiếm này, một kiếm kinh diễm này khiến Khương Viên Trinh cũng có chút không kịp phản ứng lại, sửng sốt một hồi mới quát lên, dừng tay, có điều, đợi đến khi hắn thốt lên câu này, một kiếm kia đã chém xuống. Trận pháp ngoài Hoàng Long thành ầm ầm một tiếng, ngay lập tức vỡ vụn, từ lần trước. Sau khi trận pháp trong Hoàng Long thành bọn họ bị đám người tô tính công phá, Khương gia liền góp nhặt lại tài liệu, lại một lần nữa bố trí lại trận pháp của Hoàng Long Thành, kết quả bây giờ thì hay rồi. Còn chưa được bao lâu, trận pháp lại một lần nữa bị người khác chém nứt, sắc mặt Khương Viên Trinh đầy vẻ u ám, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Dám xuất thủ với Hoàng Thiên Vực chúng ta? Thật sự cho là Hoàng Thiên Vực chúng ta dễ bị bắt nạt à, người ra tay không phải ai khác, dĩ nhiên chính là Mạnh Kinh Tiên rồi, lúc này, đối mặt với Khương Viên Trinh tức giận trên mặt mạnh kinh tiên không có chút biểu cảm nào. Thậm chí, trong mắt hắn cũng không có bất kỳ tiêu cự nào, hệt như thể hắn đang suy nghĩ viễn vông vậy. Người quen biết với mạnh kinh tiên biết, ngoại trừ lúc hắn dùng kiếm, phần lớn thời gian hắn đều bày ra dáng vẻ như vậy. Nhưng bây giờ, trong mắt Khương Viên Trinh, biểu cảm của mạnh kinh tiên như vậy không khác gì đang xem thường Khương Viên Trinh hắn. Cái này cũng khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, dịch kiếm môn, mạnh kinh tiên, lời vừa nói ra, trên mặt Khương Viên Trinh nhất thời lộ ra vẻ nghi ngờ, cái tên Mạnh Kinh Tiên dĩ nhiên hắn biết. Mạnh Kinh Tiên được gọi là người đứng đầu kiếm đạo trong giang hồ, ban đầu, Mạnh Kinh Tiên tiến vào trong mảnh vỡ tiên vực hắn chỉ là chân vũ. Bây giờ, hắn tìm đâu ra cơ duyên tấn thăng thần kiều cảnh cũng không có gì khó hiểu, xong, cái Khương Viên Trinh khó hiểu chính là hai bên nước sông không phạm nước giếng. Tên Mạnh Kinh Tiên này vì cái gì mà đến tìm hắn gây phiền toái thế này? Khương Viên Trinh hừ lạnh một tiếng, nói, Hoàng Thiên Vực ta cùng dịch kiếm môn của ngươi không thù không oán. Bây giờ ngươi đến Hoàng Thiên Vực chúng ta gây chuyện là ý gì? Mạnh Kinh Tiên đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh nhạt nói, không thù không oán. Ngày xưa lúc Phong Thiên Vực mạnh hơn, đoạt dịch kiếm môn của ta, có phải Hoàng Thiên Vực ngươi bao che cho Phong Thiên Vực hay không? Nghe lời này xong, Khương Viên Trinh thật muốn nôn ra máu. Thì ra cũng vì chuyện này mà Mạnh Kinh Tiến mới đến gây phiền hà với hắn chuyện này với cương viên trinh mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi huống chi chuyện này cũng đã được giải quyết từ sớm thậm chí mạnh kinh tiên mà không nói thì hắn cũng đã quên nào ngờ hôm nay mạnh kinh tiên khí thế hùng hồn đến hoàng thiên vực của hắn đập cửa chỉ vì một chuyện vốn chẳng có gì cương viên trinh cắn răng nghiến lợi nói chuyện này sớm đã giải quyết xong chẳng lẽ ngươi không biết sao huống chi chuyện này cũng chỉ là ân oán giữa ta và tô tính hoàng thiên vực ta cũng không đến đoạt sơn môn dịch kiếm môn các ngươi mạnh kinh tiên lắc lắc đầu nói ta không cần biết những thứ này dù sao ta chỉ biết phong thiên vực muốn đoạt sơn môn của dịch kiếm môn ta chính là thủ hạ đồng minh của hoàng thiên vực mặc dù tô tính đã giải quyết chuyện này nhưng trong đó còn có ân oán của riêng dịch kiếm môn nữa món nợ này ta sẽ tự đi đòi cho nên hôm nay ta đến đây tiếp ba kiếm của ta bất kể ngươi có chết hay không ân oán đều chấm dứt sau chuyện này, Hoàng Thiên Vực các ngươi nếu muốn báo thù thì mạnh kinh tiên ta cũng tiếp, lời vừa nói ra, Khương Viên Trinh lại có cảm giác muốn nôn ra máu. Hắn căn bản chưa từng thấy qua loại người không biết phải trái thế này, đây là cái lối suy luận gì chứ? Tô Tính đã giải quyết chuyện hết rồi mà mạnh kinh tiên hắn vẫn còn muốn đến đòi nợ. Đây quả thực là người cố chấp mà, hơn nữa, nghe lời mạnh kinh tiên nói cuồng vọng đến nhường nào. Cái gì mà sau ba kiếm bất kể Khương Viên Trinh có chết hay chưa, chẳng lẽ đều là thần kiều, Khương Viên Trinh lại không đỡ nổi ba kiếm của Mạnh Kinh Tiên. Vì lẽ đó, Khương Viên Trinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Thật là cuồng vọng, Mạnh Kinh Tiên, chẳng lẽ nào ngươi cho là ngươi ở mãi trong mảnh vỡ tiên vực lâu như thế, tìm được mấy điểm cơ duyên thì liền trở thành vô địch thiên hạ à?" Mạnh Kinh Tiên cũng không trả lời hắn. Nói chính xác thì Mạnh Kinh Tiên chỉ biết dùng kiếm trong tay mình để trả lời câu hỏi của hắn mà thôi. Trong chớp mắt Khương Viên Trinh dứt lời, một đạo kiếm quan sáng chói cũng đã bay lên. Một kiếm sáng loà cùng cả hoa lệ, tựa như lúc này gầm trời cuối đất đều chỉ có một kiếm như vậy thôi, vô cùng chói mắt, cực kỳ, kinh diễm, trong mắt Khương Viên Trinh lóe lên một vẻ hoảng sợ. Kiếm đạo của tên mạnh kinh tiên này quả nhiên mạnh mẽ đến tột cùng, bất kể là tiên vực hay hạ giới, nhiều năm qua như vậy, Khương Viên Trinh vẫn chưa từng thấy kiếm đạo đáng sợ như vậy bao giờ, tô tính kiếm hóa tam giới, hắn cũng đã từng thấy qua. Có điều, đơn thuần bàn về phương diện tu vi kiếm đạo, người trước mặt đây còn kinh khủng hơn tô tính, khương viên trinh phỏng theo nhân hoàng, trên thân kiếm trong tay cửu long gầm thét. Theo một kiếm hắn chém ra, hoàng đạo long khí rít lên, viễn hóa thành chính con rồng vàng gầm thét, nhưng đối mặt với một kiếm này, chính con rồng vàng đều vỡ vụn tất cả. Ngay cả thanh thần binh phỏng theo kiếm của nhân hoàng trong tay Khương Viên Trinh cũng phát ra từng tiếng kêu gào thần binh có linh là một thanh kiếm khí linh của nó đều đang bày tỏ sự thần phục với một kiếm kia của mạnh kinh tiên thậm chí nếu như khương viên trinh còn chưa luyện hóa hoàn toàn thanh kiếm phỏng theo kiếm của nhân hoàng kia thì nói không chừng thanh kiếm này sẽ ngay lập tức nhận mạnh kinh tiên làm chủ mất một kiếm này chém xuống khương viên trinh không đỡ được thân hình của hắn ngay lập tức bị đánh bay lui về phía sau trong nháy mắt cửu long vỡ nát cánh tay của hắn cũng run rẩy nhưng lúc này, mạnh kinh tiên lại chém xuống một kiếm khác. Tinh hà giống như bị đảo ngược, dán thẳng xuống ba ngàn thước. Một kiếm kia như dán xuống từ trên trời, chia nhỏ bầu trời mênh mông, kiếm đầu tiên chỉ có thể khiến cho Khương Viên Trinh cảm giác kinh hãi. Nhưng kiếm thứ hai này lại khiến cho Khương Viên Trinh cảm nhận được sự hoảng sợ, mạnh kinh tiên này chẳng qua là chỉ mới bước vào thần kiều còn chưa được mấy năm. Rốt cuộc, hắn tìm được dị bảo gì giúp hắn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân tại tiên vực thế, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, mạnh kinh tiên mới chỉ chém hai kiếm. Nhưng hai kiếm này cũng khiến Khương Viên Trinh có cảm giác không thở nổi, thân hình Khương Viên Trinh nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay hắn kết ấn. Trong nháy mắt, sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh mặt long bào to lớn, mặc dù mờ mờ ảo ảo nhưng có thể thấy được uy nghiêm cùng ngang tàn đến mức tột cùng cái này không phải hoàn toàn là pháp tướng của khương viên trinh mà là từ lần trước lúc trông thấy dấu ấn nhân hoàng xuất thủ khương viên trinh đã hợp nhất ý chí và khí thế của nhân hoàng trong dấu ấn nhân hoàng cùng với pháp tướng của hắn bấy giờ mới nghiên cứu ra được một chiêu thức đây là lần đầu tiên hắn áp dụng vào trong thực chiến kết quả một chiêu này chẳng có tác dụng gì với một kiếm của mạnh kinh tiên một kiếm kinh diễm kia chém xuống lần này khương viên trinh lại hoàn toàn không ngăn được hắn bị hai kiếm của mạnh kinh tiên chém cho hộc máu. Hắn bây giờ không khác gì với lúc bị tô tính, tiết chấn nhạc, đại thiên ma tôn ba người vây giết, chỉ có điều, mạnh kinh tiên ra tay rất đơn giản, chỉ dùng có hai chiêu đã đánh cho Khương Viên Trinh bị thương hộc máu, mạnh kinh tiên mặt không cảm giác, trường kiếm trong tay hắn lại một lần nữa chém ra. Cửu tiêu lôi động, thiên hạ vô ngã, trong thoáng chốc này, tầm mắt của Khương Viên Trinh đều bị một kiếm này lấp đầy. Không còn người nào, không còn thiên địa, chỉ có một kiếm này. Tức giận quát lên một tiếng, thanh kiếm phỏng theo kiếm nhân hoàng trong tay Khương Viên Trinh bạo phát ra một phần sáng huyết sắc. Kiếm chém xích long, khai thiên tích địa, trong thoáng chốc này, Khương Viên Trinh bất ngờ thiêu đốt tinh huyết, sử dụng ngay thức cuối cùng trong trảm long thất thức chống lại mạnh kinh tiên, dưới uy năng của một kiếm này, kiếm mang vô tận nổ tung. Toàn bộ hoàng long thành đều bắt đầu rung động, đến khi sức mạnh tiêu tán, Mọi người trông thấy thanh kiếm phòng theo kiếm nhân hoàng bị đánh bay sang một bên. Khương Viên Trinh đứng đó, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Nhìn Khương Viên Trinh, mạnh kinh tiên dững dưng nói, một chiêu kiếm pháp kia của ngươi cũng không tệ. Đáng tiếc, kiếm đạo của ngươi cũng rất yếu. Ngươi không phải là thuần kiếm tu, tu vi kiếm đạo của ngươi cũng không đủ. Một chiêu kiếm pháp kia vào tay ngươi giống như ngọc không được mài dũa, Khương Viên Trinh nhìn mạnh kinh tiên chầm chầm, cố gượng không ngã xuống nhưng khi hắn mới vừa mở miệng một cái, một đạo kiếm khí ầm ầm bùng nổ từ trong cơ thể hắn, nhất thời, tinh huyết bắn ra, cả người hắn ngã xuống, khí tức suy yếu đến vô cùng, đám đệ tử Khương gia sửng sốt một hồi lâu cũng không dám nhúc nhích. Thấy mạnh kinh tiên không ra tay nữa, bây giờ bọn họ mới dám lại đỡ Khương Viên Trinh dậy, lúc này, có thể nói Khương Viên Trinh cực kỳ thê thảm. Lúc hắn thiêu đốt tinh huyết thúc giục một thức cuối cùng trong trảm long thất thức vốn là hành động liều mạng, thế mà cuối cùng vẫn thất bại bản thân bị thương nặng không nói thậm chí còn bị kiếm ý vào trong cơ thể hủy diệt hơn phân nửa kinh mạch nếu so với lúc trước bị đám người tô tính đánh thì thương tích lần này còn nghiêm trọng hơn mạnh kinh tiên thu hồi trường kiếm trong tay lạnh nhạt nói ba kiếm đã ra thù oán giữa ta và hoàng thiên vực coi như chấm dứt các ngươi nếu muốn báo thù thì lúc nào cũng hoan nghênh dứt lời mạnh kinh tiên cũng đạp không rời đi không thấy bóng dáng đâu chỉ để lại một đám người trợn mắt há mồm tại chỗ lúc này người trông thấy cảnh này cũng không chỉ có người của khương gia trong hoàng long thành cũng có không ít người trên giang hồ đang ở đó mà thiết vô tình tổng bộ đầu mới đến quản lý giang nam đạo cùng giang nam đạo hành quân đại tổng quản tề phi dương lúc mạnh kinh tiên mới vừa xuất hiện đã cấp tốc chạy đến nhưng cũng chỉ có thể thấy được cảnh mạnh kinh tiên chém một kiếm cuối hai người nhất thời trố mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải từ sau lần trước đánh một trận xong đại chu đã không còn sợ hãi hoàng thiên vực như trước nữa vì lẽ đó nên mới phái hai người thiết vô tình cùng tề phi dương đến giang nam đạo quan minh chính đại giám sát hành vi của hoàng thiên vực nếu như có khả năng thì tốt nhất phải lén lút làm suy yếu thực lực của hoàng thiên vực vốn bọn họ hãy còn đang lúng túng dù cho là lần trước hoàng thiên vực có bại thì vẫn cứ là khổng lồ bọn họ lấy cái gì mà làm suy yếu hoàng thiên vực kết quả còn chưa được bao lâu thì hoàng thiên vực đã xảy ra chuyện nhìn khương viên trinh bị thương thành thế kia ít nhất không tu dưỡng nửa năm đến một năm thì khó mà quay lại được tề phi dương cười khổ với thiết vô tình nói người đứng đầu kiếm đạo trong thiên hạ vị huyền tâm kiếm chủ này quả thật giỏi chật chật chỉ mới có ba kiếm mà đã đánh cho nhân vật đứng đầu hoàng thiên vực hậu duệ của nhân hoàng đến mức bị thương nặng thế này tu vi người kia e là đã thông thiên rồi nhỉ Thiết vô tình cũng gãi mũi một cái, nói, có vài người trời sinh đã không thể nói bằng lẽ thường được rồi. Loại thực lực như mạnh kinh tiên có thể nói là chưa từng có ai như vậy. Dĩ nhiên, ở thế gian đại tranh này, cường giả xuất hiện lớp lớp, vẫn có người có thể so sánh với mạnh kinh tiên. bồ. Là ai? Tô Tín. Thiết vô tình dững dưng thốt ra hai chữ này. Trong mắt hắn không kìm được mà lộ ra vẻ phức tạp. Ai nào ngờ, người đứng đầu một bang phai nhỏ trong thành, không chỗ dựa, không nội hàm nhưng lại có thể đi thẳng một đường đến trình độ như ngày hôm nay, chỉ mất có mấy thập niên đã đạt đến trình độ đứng đầu giang hồ. Có điều, thiết vô tình cũng không thấy có gì ghen tị, thậm chí đến ngay cả hâm mộ cũng không. Khi người có chênh lệch quá lớn so với ngươi xuất hiện, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là hâm mộ hay ghen tị căn bản đều không có chút tác dụng nào. Cứ như hiện tại, trên giang hồ có biết bao cường giả như vậy, ngươi xem có ai hâm mộ hay ghen tị nhân hoàng hay không lắc đầu một cái, thiết vô tình nói, đi. Trước hết báo tin cho lục phiến môn ở thịnh Kinh Thành. Không biết cái khác sao nhưng thời gian sau này, chúng ta ở Giang Nam Đạo sẽ ung dung hơn nhiều, mạnh kinh tiên một người một kiếm quay về dịch kiếm môn. Tin tức hắn dùng ba kiếm đánh vực chủ hoàng thiên vực trọng thương chỉ mất mấy ngày đã lan truyền khắp trên giang hồ, tin tức này khiến cho không ít người khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất bình thường, mạnh kinh tiên rất ít khi ra tay, nhưng chỉ cần hắn ra tay, vì thế ác sẽ kinh thiên động địa, khiến cho tất cả mọi người phải ghé mắt trông coi, cái này cũng đã thành thường. Lần này, hắn mới trở về từ tiên vực đã gây thanh thế lớn như vậy. Không thể không nói, đây vẫn là phong cách cũ của mạnh kinh tiên, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ khiến người khác thất kinh, chỉ có điều. Khương viên trinh dùng làm nổi bật cho mạnh kinh tiên lại tương đối xui xẻo. Liên tiếp bị trọng thương đến hai lần, đoán chừng khoảng thời gian này, hoàng thiên vực sẽ phải tiêu hao không ít đan dược. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là vấn đề mặt mũi, khương viên trinh dầu gì cũng là cường giả thần kiều cảnh, vực chủ hoàng thiên vực. Thế mà dăm bữa nửa tháng lại bị người ta đánh trọng thương một lần, mặc dù người sáng suốt biết đây cũng không phải là vì thực lực của khương viên trinh quá yếu, mà là do đối thủ của hắn quá mạnh. Thế nhưng, vài kẻ giang hồ tầm thường cũng mặc kệ những chuyện này, dù sao với bọn họ mà nói, Khương Viên Trinh quả thực là người bức bối nhất trong số những cường giả thần kiều cảnh. Khi tin tức đến tai Tô Tín, hắn chẳng qua chỉ tùy ý cười một tiếng. Với tu vi kiếm đạo của Mạnh Kinh Tiên, có thể làm đến bước này cũng rất bình thường. Cho đến bây giờ, Tô Tín cũng chưa từng hoài nghi về thực lực của Mạnh Kinh Tiên. Trước đại kiếp thiên địa, trên giang hồ cũng có rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm muốn đánh vào thông thiên. Những người này coi như không dựa vào nơi khác cũng có thể tiếp cận gần đến đỉnh cao thông thiên. Mạnh Kinh Tiên cũng chính là người như vậy, có điều, tin tức này với Tô Tính mà nói ngược lại cũng coi là tin tốt. Mạnh Kinh Tiên là đồng minh của hắn, thực lực của Mạnh Kinh Tiên càng mạnh thì cũng đại diện cho việc tương lai, lúc tranh đoạt tiến vào thông thiên cảnh, Tô Tính cũng có thể có thêm được một phần trợ lực, vì vậy, sau khi nhận được tin tức này, Tô Tính chẳng qua chỉ nói cho Hinh Nhi một tiếng là sư phụ của nàng đã quay trở lại, đã lâu không gặp, hình nhi chắc chắn cũng phải trở về dịp kiếm môn bái kiến sư phụ nàng một chút căng dặn lý phôi đưa hình nhi đến dịp kiếm môn xong tô tính lại một lần nữa bế quan luyện hóa bảo vật nghi của yêu hoàng để lại mà địa tạng vương cho hắn mà lúc này lý bá dương một thân một mình đi đến núi hoang ở nam mang đất nam mang nơi thái nhất đạo môn ẩn tu từ trước đến giờ đều là nơi đất hoang không người ở chỉ có một vài mang tộc qua lại thậm chí càng vào sâu càng to lớn vô cùng nơi đó có vô số độc trùng mãnh thú Nơi này ngay cả mang tộc cũng không muốn đi. Thế mà Thái Nhất Đạo môn lại ẩn tu ở đất này, thật ra thì nơi ở của Thái Nhất Đạo môn cũng không tính là bí mật gì quá lớn trên giang hồ. Người biết tin cũng không ít, nhưng cho tới giờ cũng không có ai dám đi tùy ý quấy rầy người của Thái Nhất Đạo môn, đừng tưởng rằng đạo sĩ không sát sinh. Thái Nhất Đạo môn ghét nhất chính là có người quấy rầy bọn họ tu luyện. Mà một khi ngươi quấy rầy bọn họ, kết quả sau đó sẽ rất kinh khủng. Lý Bá Dương đi thẳng một đường đến hướng sâu nhất trong núi Nam Mang, đáp xuống giữa một sơn cốc. Sơn cốc này so với những sơn cốc bình thường khác ở Nam Mang không có gì khác biệt. Tuy nhiên nhìn kỹ ngươi sẽ có thể phát hiện, đám độc trùng mảnh thú kia tuyệt sẽ không xuất hiện ở phạm vi trong vòng 10 dặm trong sơn cốc. Hệt như thể trong sơn cốc có thứ gì đó rất kinh khủng vậy, Lý Bá Dương đi vào bên trong cốc, trước mắt sáng sủa rộng rãi. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt Lý Bá Dương là một nơi giống như tiên cảnh, vô số đạo quan lầu các tinh xảo tọa lạc bên trong sơn cốc mà ở chỗ trung tâm nhất trong sơn cốc kia chính là một cái thác nước nhỏ có mấy chục con tiên hạt thủy điểu đang nô đùa trong đầm dưới thác nước cái gọi là bế quan ẩn tu với võ giả tán tu bình thường chính là tìm một nơi hiếm dấu vết của con người tìm đại một cái sơn động nào đó thì coi như là bế quan rồi nhưng thái nhất đạo môn thì khác nói thế nào thì bọn họ cũng là một trong tứ đại đạo môn mặc dù thái nhất đạo môn tương đối thích bế quan thì cũng phải chọn một nơi bế quan thoải mái một chút mới được. Mà lúc này, mặc dù cảnh sát bên trong sơn cốc không tệ, nhưng lại không thấy một tên võ giả nào. Lúc này, bỗng nhiên có một tên tiểu đạo sĩ đi ra từ bên trong thiền điện, thấy Lý Bá Dương. Tiểu đạo sĩ kia nhất thời kích động, hai mắt đỏ bừng, hô lớn, trưởng giáo, tiểu đạo sĩ này chỉ có thực lực cảnh giới hậu thiên, hắn chính là một trong những đệ tử ban đầu tạo hóa đạo môn đưa đến thái nhất đạo môn tiểu đạo sĩ kia chạy đến trước người lý bá dương cung kính thi lễ một cái trên mặt mang vẻ mong đợi hỏi chưởng giáo ngươi trở lại rồi trận chiến này tạo hóa đạo môn chúng ta có phải thắng rồi hay không có phải ngươi đến để dẫn chúng ta về hay không ban đầu lúc tạo hóa đạo môn quyết định đưa những đệ tử này đến thái nhất đạo môn bọn họ cũng không gạt những đệ tử này về tình hình của tạo hóa đạo môn cho nên ban đầu những đệ tử tạo hóa đạo môn này đều rất thương tâm khổ sở cho rằng cả đời này của họ cũng không có cơ hội trở về tạo hóa đạo môn. Không ngờ, lúc này mới chưa được bao lâu, hắn đã thấy trưởng giáo đến đây. Đây chẳng phải là nói trận chiến này tạo hóa đạo môn bọn họ thắng rồi sao? Những năm này, lúc đệ tử của tạo hóa đạo môn gia nhập thái nhất đạo môn, khi đó chính là lúc uy thế của tạo hóa đạo môn cường thịnh nhất. Lý Bá Dương chính là người đứng đầu thiên hạ, tạo hóa đạo môn bọn họ cũng là thế lực đứng đầu chính đạo, là vua không ngai vì thế trong lòng bọn họ chỉ cần có lý bá dương ra tay thì bất kể đối thủ là ai thắng lợi cũng nhất định trong tay tạo hóa đạo môn bọn họ nhìn ánh mắt mong đợi của tên đệ tử tạo hóa đạo môn kia lý bá dương không đành lòng nói chân tướng chuyện xảy ra ra hắn chỉ gật đầu một cái nhẹ giọng nói đúng vậy tạo hóa đạo môn chúng ta thắng trên giang hồ nào có ai địch lại được tạo hóa đạo môn chúng ta có điều các ngươi còn phải ở lại thái nhất đạo môn rất lâu tạo hóa đạo môn chúng ta và thái nhất đạo môn là đồng minh đạo môn. Các ngươi ở trong thái nhất đạo môn phải học tập nhiều, sát nhập sở trường của hai bên. Cái này sẽ có hổ tốt với các ngươi sau này, như vậy các ngươi mới có thể trở thành trụ cột vững vàng của tạo hóa đạo môn. Tên đệ tử trẻ tuổi kia gật đầu một cái, mặt đầy vẻ kiên định, nói, trưởng giáo yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tu hành thật tốt trong thái nhất đạo môn, để oai phong sau này của tạo hóa đạo môn chúng ta càng tăng lên. Lý Bá Dương cười cười, nói, được, ngươi quay về tu luyện trước đi. Ta đi tìm trưởng bối thái nhất đạo môn nói chuyện công việc với nhau đã, dạ, trưởng giáo. Đệ tử sẽ đi nói tin tức này cho những sư huynh đệ khác. Tin chắc rằng nếu biết họ cũng sẽ rất vui vẻ, tên đệ tử kia cung kính thi lễ một cái với Lý Bá Dương, mang theo vẻ mặt hưng phấn rời đi, nhìn bóng lưng tên đệ tử kia, Lý Bá Dương yên lặng không nói gì. Con người không phải cỏ cây, nào có ai có thể vô tình, dù sao hắn cũng là trưởng giáo tạo hóa đạo môn, suy cho cùng, là tạo hóa đạo môn cho Lý Bá Dương hắn cái danh đệ nhất thiên hạ, hay chính là do Lý Bá Dương đệ nhất thiên hạ khiến thanh danh của tạo hóa đạo môn được vang lên. Ai nói cho rõ được đây, hắn bây giờ coi như cũng hiểu vì sao năm đó huyền khổ khăng khăng phải giết tô tính mà không màng hết thảy. Huyền khổ không bị điên, cũng không phải là ngu dốt, càng không phải không có lý trí mà huyền khổ lựa chọn cách đi theo trái tim của mình chờ đến khi con đường thông thiên mở ta e là chờ không được lý bá dương nhắm mắt lại trên người hắn không mang theo chút sát cơ nào nhưng sát ý trong lòng lại vô cùng kiên định ngay lúc này một giọng nói vang lên từ sau lưng lý bá dương ôi lý trưởng giáo dụng tâm khổ sở thật chờ những đệ tử này trưởng thành bọn họ sẽ rõ thôi lý bá dương cũng không quay đầu lại nói không thể nói dụng tâm khổ sở ta chỉ muốn khoảng thời gian bọn họ đau lòng đến trễ chút mà thôi." Nói xong lời này, Lý Bá Dương mới xoay người, nhìn tên đạo sĩ có lối ăn mặc có chút lôi thôi, nói, "Trần chân nhân, nhìn bộ dạng của ngươi thì chắc cũng đã tấn thăng chân vũ được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Lúc ở Tạo Hóa Đạo môn, sư đệ ta có lòng ganh đua cao thấp với ngươi. Bây giờ hắn không chỉ không có cơ hội, hơn nữa hắn sớm cũng đã bại, xuất hiện ở sau lưng Lý Bá Dương chính là thanh dương chân nhân, Trần Nam Hoa." sau khi mạnh kinh tiên bước chân vào chân vũ thì hắn liền trở thành người đứng đầu địa bản mà bây giờ hắn cũng đã tấn thăng lên đến chân vũ hơn nữa xem dáng dấp thì có vẻ thời gian tấn thăng thành chân vũ cũng không ngắn trần nam hoa thở dài một cái nói lý trưởng giáo xin nén bi thương mà thuận biến thế sự vô thường ban đầu lúc tạo hóa đạo môn đi cầu giúp đỡ Thái nhất đạo môn ta mặc dù không muốn xen vào tranh chấp trên giang hồ nhưng thực sự cũng muốn bảo vệ cho tạo hóa đạo môn một chút, nhưng tình hình chúng ta có muốn ra tay cũng không thể làm được. Bây giờ trưởng giáo đang chờ ngài ở thiền điện. Ngài cùng ta đến thì biết, Lý Bá Dương đi cùng với Trần Nam Hoa vào trong đại điện. Nói thật, biểu cảm của hắn với việc tạo hóa đạo môn bị diệt cũng có chút kỳ quái, bởi vì biểu cảm của Thái nhất đạo môn có chút quá mức máu lạnh thái nhất đạo môn quả thực chú trọng lánh đời tu hành cái này không sai bọn họ xưa nay không thích đi quản việc giang hồ cái này cũng không sai nhưng thái nhất đạo môn cũng thừa nhận họ là một trong tứ đại đạo môn một khi xảy ra chuyện gì lớn thái nhất đạo môn cũng sẽ xuất thủ tương trợ cũng ví như lần trước lý bá dương bắt tay với thiếu lâm tự để xuất thủ cũng vậy mặc dù thái nhất đạo môn cũng không muốn tham dự nhưng dầu gì cũng phái trần nam hoa đi coi như là tỏ thái độ Kết quả, lần này, Thái Nhất Đạo Môn cũng chỉ chứa chấp đệ tử nhà hắn, thậm chí phái ra một người, thể hiện chút thái độ cũng không có. Cái này coi như có chút lạnh nhạt quá đáng, đến khi Trần Nam Hoa dẫn Lý Bá Dương đến trong một thiền điện. Thấy được cảnh tượng sau đó, Lý Bá Dương không kìm được mà cho mày, giữa thiền điện nóng như lửa có một lão giả mặc đạo bào màu trắng ngồi ngay thẳng, lão giả kia râu tóc bạc phết, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt, Khí tức tản mát từ trên người hắn ra bất ngờ cũng là thần kiều cảnh, người này chính là trưởng giáo của Thái Nhất Đạo môn, Nguyên Khư tán nhân, Huyền Trần Tử, người được gọi là cường giả thần bí nhất thiên hạ tại thiên bản. Người nghe nói qua thì nhiều, người từng gặp qua thì ít. Ban đầu lúc hắn bế quan là chân vũ, bây giờ hắn đã lên đến thần kiều, Lý Bá Dương không thấy kỳ quái chút nào, chỉ có điều, Lý Bá Dương trông thấy trạng thái lúc này của Huyền Trần Tử lại có chút kỳ quái toàn thân huyền trần tử tản mắt ra một luồng hàng ý kinh người, thậm chí đến ngay cả lông mày và trên tóc cũng động tầng tầng sương lạnh. Lý Bá Dương có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này sức mạnh toàn thân của hắn đã bị luồng hàng ý kia giam cầm. Trận pháp tỏa ra hỏa lực nóng bỏng kia có khi không phải là để giải trừ hàng ý cho huyền trần tử mà là không để cho hàng ý kia lan truyền đi mà thôi. Lúc này, huyền trần tử trông thấy Lý Bá Dương đến, lông mày động sương lạnh của hắn run lên, nhẹ giọng nói, thuần dương đạo huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ, Lý Bá Dương cao mày nói, Nguyên Khư Đạo Huynh, ngươi bị làm sao thế này? Hàng độc gì mà có thể áp chế ngươi đến mức này, Huyền Trần Tử lắc lắc đầu nói, đây không phải là hàng độc gì, mà là nội đan của yêu vương Hàng Ly từ thời thượng cổ. Bởi thuộc tính không hợp nên thành phản vệ, Lý Bá Dương cho mày, hắn cũng không nói lời nào bởi vì hắn biết trong này nhất định có ẩn tình, Huyền Trần Tử là cường giả thần kiều cảnh hắn cũng không phải là người mới tu luyện võ đạo. Hắn hẳn biết thứ gì có thể sử dụng, thứ gì không, luyện hóa nội đan của yêu vương có cùng thuộc tính thì không thành vấn đề. Nhưng võ đạo mà thái nhất đạo môn tu luyện không có chút liên quan nào đến công pháp băng tính, tùy tiện luyện hóa không bị phản vệ mới là kỳ quái. Bên kia, huyền trần tử tiếp tục nói, nội đan của hàng ly không chỉ ẩn chứa hàng ý mạnh mẽ mà nó còn có cả đặc hiệu đóng băng hết thảy. Ta là vì muốn phong cấm một người cho nên mới chủ động luyện hóa hàng ly nội đan, Lý Bá Dương cao mày nói, ngươi muốn phong cấm ai mà phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy, Huyền Trần Tử nhìn Lý Bá Dương một cái, dẫn dưng nói ra hai chữ, đạo tổ, ngươi nói gì? Trong mắt Lý Bá Dương tràn đầy vẻ kinh hải, hắn sao cũng không ngờ tới Huyền Trần Tổ lại nói ra hai chữ, đạo tổ, Lý Bá Dương nhìn Huyền Trần Tử chầm chầm, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải đạo tổ đã chết rồi hay sao?" Huyền Trần Tử Lạnh nhạt nói, "Đạo tổ quả thực đã chết nhưng cũng không ai quy định đạo tổ không thể tiếp tục sống, thủ đoạn của Thông Thiên cảnh không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Đạo tổ có thể hiện thế một lần nữa cũng không có gì hiếm lạ, thậm chí bây giờ trong ngoại giới, nói không chừng chính vị Thông Thiên thượng cổ đã có mấy vị ra ngoài rồi. Những thứ này đều rất có thể, ngày xưa đạo tổ có lưu lại một dấu ấn ở trong thái nhất quy nguyên đại đạo của thái nhất đạo môn chúng ta mỗi một vị võ giả thái nhất đạo môn sau khi tỉnh ngộ sẽ tiến vào bên trong tăng thêm một phần sức mạnh cho dấu ấn đó tích lũy vạn năm dấu ấn đó rút cuộc biến thành nguyên thần nếu như không phải ta phát hiện sớm thì bây giờ e là đã có một vị tổ sư gia đứng ở trước mắt ta và ngươi rồi lúc huyền trần tử nói đến ba chữ tổ sư gia giọng không có chút dao động hệt như đang nói về một người xa lạ vậy trên thực tế bất kể là đối với huyền trần tử hay lý bá dương mà nói thì mặc dù đạo quan bọn họ cung phụng tượng thần đạo tổ nhưng tượng thần là tượng thần người là người hai bên cũng không có liên hệ gì nếu như bây giờ trước mặt bọn họ lại xuất hiện một cường giả thông thiên cảnh bọn họ không nói hai lời lập tức nhận tổ quy tông nhưng tiếc là bây giờ dù phật đà hay đạo tổ lại một lần nữa hiện thế bọn họ cũng không thể quay về được thông thiên cảnh đã như vậy mọi người đều có cảnh giới giống nhau khởi điểm đều giống nhau thì dựa vào cái gì bắt nhận tổ sư gia giống như là lữ phá thiên hắn chính là truyền nhân của ma đạo chính tông thế mà sau khi đại thiên ma tôn phế bỏ một cánh tay của hắn lữ phá thiên coi như biết thân phận của đại thiên ma tôn hắn cũng nhất định phải đi tìm đại thiên ma tôn mà liều mạng hơn nữa đại thiên ma tôn lần này có thể nhất thống cửu ngục tà ma cũng không phải là dựa vào thân phận của hắn mà phải xem thực lực lý bá dương cao mày nói Ngươi phong cấm nguyên thần do đạo tổ lưu lại rồi. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, đối thủ trên con đường thông thiên bớt được một người là một người. Bỗng nhiên nhảy ra một người nói muốn chia nhỏ cơ duyên với ngươi, dù kẻ đó có là lão tổ tông của ngươi, bất kể là Lý Bá Dương hay Huyền Trần Tử cũng sẽ chọn cách khi sư diệt tổ. Huyền Trần Tử lắc lắc đầu, nói, không phải phong cấm. Hậu thủ do thông thiên cảnh lưu lại không phải là thứ mà ta hay ngươi có thể tưởng tượng có lúc làm nhiều thì lại sai nhiều huống chi nguyên thần của đạo tổ cũng có liên quan đến vài đệ tử của thái nhất đạo môn chúng ta ta không dám tùy ý hạ thủ chỉ có thể tạm thời trì hoãn việc thức tỉnh của hắn trước không nói đến chuyện này hình dạng của ta bây giờ ngươi cũng thấy rồi tạm thời không cách nào hành động được thuần dương đạo huynh lần này ngươi tới là chuẩn bị mang những đệ tử kia về hay sao lý bá dương lắc lắc đầu nói những đệ tử kia còn phải làm phiền thái nhất đạo môn tạm thời giúp ta chiếu cố, ta đến là tính đổi chắc một món đồ với thái nhất đạo môn. Ta chuẩn bị đánh một trận cùng tô tính kia, bất kể thắng bại, chỉ quyết sinh tử, huyền trần tử khẽ nhíu mày, nói, ngươi làm như vậy có chút dại dột. Cơ duyên thông thiên cảnh không còn xa, ngươi cần gì phải ra tay vào lúc này, đến khi cơ duyên thông thiên cảnh mở, thời gian chém giết không ít. Hơn nữa, nếu ngươi có thể đạt đến thông thiên thì tô tính ác bại. Ngươi giết hắn chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay hay sao, Lý Bá Dương lắc lắc đầu, nói, không chờ được lâu như vậy. Nguyên Khư Đạo Huynh, ngươi tu Thái Thượng Vong Tình Đao, nhưng dù ngươi tu luyện đến cảnh giới này ngươi cũng không thể được Thái Thượng Vong Tình chân chính chứ nói chi là tôi, có một số việc mặc dù là lý trí một chút thì tốt. Nhưng nếu thực sự lý trí đến cực điểm thì đó mới chính thật sự là Thái Thượng Vong Tình chuyện ngươi không làm được ta càng không làm được, bất kể là ta hay là tô tính, nhân quả của hai bên dính líu quá sâu. Đánh xong một trận, trực tiếp cắt đứt nhân quả là chuyện đơn giản nhất, nếu tính toán nhiều thì ắt sẽ dính đến một vài người sau lưng bọn ta. Ví như triệu cửu lăng sẽ đứng về phía ta, nhưng bên tô tính cũng sẽ có mạnh kinh tiên, mà thiên đế cũng sẽ vì thân phận địa phủ của tô tính mà đến giúp ta. Khương viên trinh của Hoàng Thiên Vực đoán chừng cũng sẽ đứng về phía ta vì thù oán nhưng đồng thời địa tạng vương và diêm la thiên tử cũng đã về cả bọn họ cũng là một trợ lực lớn cho tô tín nếu phí sức như vậy phải kéo hơn nửa số thần kiều trên giang hồ cuốn vào thì chi bằng ta và tô tín trực tiếp sinh tử nhất quyết đơn giản thẳng thắn huyền trần tử gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều cũng đều là nhất mạch đạo môn huống chi với tính cách của hắn chỉ điểm cho lý bá dương một câu thì đã đủ rồi lý bá dương có lựa chọn của hắn rồi thì huyền trần tử cũng không nói nhiều nữa vì thế nên huyền trần tử thẳng thắn hỏi ngươi muốn trao đổi cái gì lý bá dương nói mấy ngàn năm trước thái nhất đạo môn đã từng tìm được một di tích thượng cổ ở đất nam mang chính là chi nhánh thái bình đạo của đạo môn để lại ta muốn thái bình phù lục ở trong đó huyền trần tử câu mày nói ngươi điên rồi chẳng lẽ ngươi không biết lai lịch của thái bình đạo ngươi lại muốn cái thứ tà môn đó ngươi dùng nó không sợ đạo tâm bị mê muội à cái gọi là thái bình đạo quả thực là một trong những chi nhánh ngày trước của đạo môn nhưng trong thực tế từ trước đến giờ đạo môn cũng chưa từng thừa nhận thái bình đạo chính là nhất mạch đạo môn bởi đối phương ngày trước có thể nói là tiếng xấu rõ ràng so với bạch liên giáo lại còn tà môn hơn ngày xưa lúc nhất thế hoàng triều sụp đổ đạo môn cũng phân chia vô số thiên hạ đại loạn có thể nói khi đó toàn bộ thiên hạ cũng bị rơi vào trong bóng tối vô biên cùng hỗn loạn, cũng trong khoảng thời gian này, Thái Bình Đạo quật khởi, giáo lý đầu độc lòng người. Lúc cường thịnh nhất có đến mấy triệu tín đồ, có thể so được với cả một tiểu quốc, nhưng giáo lý của họ lại là các loại tà thuyết lệch lạc. Bọn họ bị mấy chục chi nhánh đạo môn cường đại liên danh liệt vào nhất mạch tà giáo, hoàn toàn gạch ra khỏi hàng ngũ đạo môn. Rồi sau đó, Thái Bình Đạo cũng bởi vì hành sự quá mức cực đoan, độc ác nên bị toàn bộ võ lâm chán ghét chỉ kéo dài được trăm năm liền suy sụp hoàn toàn cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa mà lúc đầu thái nhất đạo môn chọn đất nam mang bế quan lại vô tình phát hiện di tích thái bình đạo cũng từ đó phát hiện được không ít truyền thừa cùng dị bảo của thái bình đạo có điều với thái nhất đạo môn mà nói những cái này đều thuộc về nhất mạch tà đạo bọn họ dĩ nhiên sẽ không dùng chúng để tu luyện cho nên vẫn luôn niêm phong bây giờ Thái Bình Phù Lục mà Lý Bá Dương muốn chính là một trong những bí bảo của Thái Bình Đạo ngày xưa, là dùng tâm huyết của 99.999 tên tín đồ, thành kính tự nguyên dân ra mà luyện chế thành, chính là con số cao nhất. Thái Bình Đạo luyện chế ra Thái Bình Phù Chú này là muốn theo đuổi đạo ẩn ở trình độ cao nhất nhưng đường đi lên lại tà. Cái Thái Bình Phù Chú này bên trong nó hàm chứa tính niệm lực mạnh mẽ của những tín đồ ngày xưa. Sau khi trải qua mấy ngàn năm quẩn dưỡng, những tính niệm lực này đã muốn hóa thành nguyên thần yêu linh rồi bắt buộc mỗi một đời trưởng giáo thái nhất đạo môn phải ra tay niêm phong mới có thể bảo đảm cho thái bình phù chú không xảy ra vấn đề có thể tưởng tượng được thứ này mạnh mẽ đến nhường nào thái bình đạo chính là cấm kỵ của đạo môn có thể nói là sự sỉ nhục của toàn bộ đạo môn kết quả bây giờ lý bá dương lại muốn dùng bí bảo của thái bình đạo đi đối phó với tô tính chuyện này với đạo môn mà nói là chuyện rất không ổn hơn nữa bây giờ những ý niệm trong Thái Bình phù chú kia quá mức cứng đầu. Lúc sử dụng nó, người dùng tất sẽ phải chịu xung kích, đối với người khác còn dễ nói, nhưng Lý Bá Dương là người trong đạo môn, chuyện này e sẽ khiến cho đạo tâm của hắn bị mê muội, tâm cảnh của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đối mặt với câu hỏi của Huyền Trần Tử, Lý Bá Dương chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói, đánh một trận sinh tử, nào còn quan tâm đạo tâm có bị mê muội hay là không. Nguyên Khư đạo huynh không cần nói nữa, ý ta đã quyết ta sẽ đổi một đoạn long cốt lấy được trong tiên vực để lấy Thái Bình phù chú. Long cốt này không phải long cốt của yêu vương, mà là long cốt của cấp bậc đại thánh trong yêu tộc, luyện hóa nó cũng sẽ có vài chỗ tốt với tình hình bây giờ của ngươi. Nghe Lý Bá Dương nói như vậy, Huyền Trần Tử cũng không cản. Hắn chỉ thở dài một cái, nói Trần Nam Hoa đưa Lý Bá Dương đi lấy Thái Bình phù chú. Cái gọi là Thái Bình phù chú cũng không phải là một lá bùa, mà là vật giống như một quyển thư tịch chất liệu của nó là gì ngay cả người của thái nhất đạo môn cũng không nhìn ra được ngày xưa đám người thái bình đạo kia nổi danh tung hoành hơn nữa với uy thế ban đầu của bọn họ cũng quả thực có thể lấy được rất nhiều thứ tốt vì thế nên người của thái nhất đạo môn duy chỉ có thể khẳng định chất liệu của thứ này là vô cùng quý giá mà thái bình phù lục kia là một màu đỏ như máu phía trên khắc đủ các loại phù văn chỉ nhìn những phù văn kia lý bá Dương liền có thể nhìn ra thực lực của Thái Bình đạo ngày trước thực rất mạnh, chỉ có điều bọn họ đi rẽ nhầm lối, đi nhầm đường. Trên Thái Bình phù chú này có tính mạng của 9999 tên tín đồ trung thành, nhưng trên Thái Bình phù chú này không có chút âm tà quỷ khí nào, ngược lại còn có nguyên thần kim mang nở rộ, bởi vì năm xưa, những tín đồ đó là tự nguyện dân mạng mình lên, nên trên này dĩ nhiên sẽ không có khí âm tà gì, ngược lại bởi vì trải qua thời gian mấy ngàn năm quẩn dưỡng, tính niệm lực của những tín đồ này cũng đã sắp hóa thành nguyên thần thực sự rồi. Thậm chí, phải cần thái nhất đạo môn niêm phong hàng năm mới được, Lý Bá Dương cất thái bình phù chú đi, lấy long cốt đưa cho Trần Nam Hoa, rồi đi thẳng một mạch trời thái nhất đạo môn, rời khỏi thái nhất đạo môn, Lý Bá Dương đi thẳng về đến Thanh Châu Đạo, tìm đến thế lực phong môi quan tinh lâu, bước ngay vào bên trong, lúc này, người phụ trách quan tinh lâu ở Thanh Châu Đạo, lý tam kỳ hơi có chút cảm giác vô cùng đắc ý vốn hắn chỉ là một nhân vật nhỏ thiên phú võ đạo không cao dựa vào tài nguyên khó khăn lắm mới tích lũy được trong những năm này ở quan tinh lâu để đổi thành đan dược bấy giờ mới tấn lên đến tiên thiên vốn hắn cho rằng đời này của hắn chắc sẽ cứ như vậy nhưng không ngờ việc tưởng như vô tích sự là đến tạo hóa đạo môn khổ sở thủ ở bên trong lại rất xuống đầu hắn đến chờ ở một nơi vừa bị diệt cả gia môn trời vừa tối là quỷ khí nồng nặc hơn nữa lại còn không phải chỉ chờ một thời gian ngắn, nhất định phải canh kỹ mấy năm. Cái kiểu công việc này cũng coi là cực khổ, nhưng ai bảo hắn căng cơ nông cạn, chìm nghiễm ở trong quan tinh lâu kia chứ. Chuyện không ai bằng lòng làm này chắc chắn sẽ rớt vào đầu hắn, nhưng nào có ai ngờ, cuối cùng vận của hắn cũng tới lúc chuyển. Lý Bá Dương xuất hiện khiến cho hắn có được một tin tức lớn, sau khi mang về quan tinh lâu, tin tức này cũng khiến cho danh tiếng của quan tinh lâu vang xa trong giới phong môi hắn lập được công lao lớn như vậy nên đã thăng thẳng từ một tên phong môi hạng bét thành người phụ trách của quan tinh lâu có thể nói là một bước lên trời bây giờ lý tam kỳ rất hài lòng ngay lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác được trong nhà mình có gió nhẹ thổi qua vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy lý bá dương đứng trước mặt hắn lý tam kỳ nhất thời sợ đến mức nhảy cẩn dậy từ trên ghế lắp bắp nói lý Lý, giống như lần đầu trông thấy Lý Bá Dương, Lý Tam Kỳ bị sự xuất hiện đột ngột của Lý Bá Dương làm cho sợ đến mức không nói được một lời. Lý Bá Dương lúc này đã không còn kiên nhẫn để chờ một nhân vật còn con bình tĩnh lại nữa. Hắn nói thẳng, nếu ngươi là người của tổ chức phong môi vậy thì giúp ta chuyển cho tô tính một lời. Một tháng sau, lúc mặt trời mọc ở hướng đông, đông hải nhai, ta và hắn nhất quyết sinh tử, hy vọng hắn đến đúng hẹn, nói xong những lời này thân hình Lý Bá Dương ngay lập tức biến mất không thấy đâu, để lại một Lý Tam Kỳ mặt đầy vẻ không dám tin, ước chừng sửng sốt tại chỗ mất tầm nửa khắc, lúc này Lý Tam Kỳ mới đứng dậy, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, phát tài rồi. Lần này thực sự phát tài rồi, tin tức lần này Lý Bá Dương mang đến cho hắn đủ để chấn động toàn bộ giang hồ, một người là đệ nhất thiên hạ đời trước, đã từng vô địch thiên hạ, thuần dương đạo tôn, Lý Bá Dương một người khác chính là cường giả thần kiều cảnh trẻ nhất từ trước đến nay, vi chấn toàn bộ giang hồ, đứng đầu Tây Bắc Đạo, huyết kiếm thần tôn, tô tính, hai người này muốn nhất quyết sinh tử tại Đông Hải Nhai. Tin tức này đủ để chấn động giang hồ, Lý Tam Kỳ liền lập tức muốn đứng dậy, nói tin tức này cho lâu chủ quan tin lâu. Có điều sau đó hắn liền dừng bước, bây giờ, tin tức này chỉ có một mình hắn biết, tại sao phải nói cho quan tin lâu, giang hồ phong môi không xem trọng thực lực mà là tin tức bây giờ trong tay hắn cầm một tin tức lớn như vậy. Đừng nói là quan tinh lâu, dù có là thiên cơ cốc cũng sẽ trọng dụng hắn, thậm chí, hắn bắt đầu từ con số không cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, một loại giả tâm bắt đầu không ngừng nảy sinh trong lòng Lý Tam Kỳ, đối với nhân vật cỏn con như Lý Tam Kỳ. Những cường giả đứng ở vị trí đỉnh phong trên giang hồ chỉ cần dùng một câu nói là có thể thay đổi hoàn toàn số mạng của bọn họ. Bất kể Lý Tam Kỳ làm việc thế nào, chỉ trong vòng mấy ngày, tin tức này đã lan truyền đến toàn bộ giang hồ trong lúc nhất thời thiên hạ đều kinh hãi đây có thể nói là cuộc chiến sinh tử kinh người nhất từ trước đến nay trên giang hồ mặc dù lần trước huyền khổ bắt tay với bốn tên cường giả thần kiều cảnh vây công tô tính vì thế lớn kinh người có điều lý bá dương không giống những người khác dù cho có đều là thần kiều thì lý bá dương vẫn có ý nghĩa khác ở trong lòng người giang hồ trong mấy thập niên tiên vực chưa hạ giới lý bá dương vẫn luôn chiếm hạng nhất thiên bản thậm chí là vị trí đệ nhất thiên hạ mặc dù thiên bản cũng không có thứ hạng rõ ràng nhưng ai cũng biết lý bá dương chính là vị vua không ngai khi đó trên giang hồ lý bá dương đại diện cho đỉnh cao võ đạo tuy sau đó thích đạo huyền của liên hoa thiền viện xuất thế bẫy ra thực lực vượt qua phần lớn thần kiều cảnh của hắn kéo lý bá dương xuống khỏi vị trí đệ nhất thiên hạ nhưng bây giờ lý bá dương quay trở về từ trong tiên vực thực lực của hắn khẳng định cũng chắc chắn tăng vọt ai biết được bây giờ thực lực của hắn có thể đến mức nào hơn nữa ý nghĩa của tô tính trên giang hồ cũng rất đặc thù nếu như nói lý bá dương đại diện cho giang hồ đời trước thì tô tính chính là đại diện cho thế hệ tân sinh mới trên giang hồ đối với thế hệ trẻ tuổi đồng lứa trên giang hồ có thể mười mấy năm mới là một đời nhưng với toàn bộ giang hồ thời gian hẳn phải tính bằng trăm năm dẫu sao đa phần những nhân vật thăng đến chân vũ cảnh tuổi tác đều vượt qua trăm tuổi mà giống như tô tính mạnh kinh tiên bị già đa la thiết ngạo chưa đến trăm tuổi đã là chân vũ mà nói thì bọn họ chính là thế hệ trẻ trên giang hồ trong số những người này tô tính chính là người có tính đại biểu nhất quan trọng nhất chính là từ khi tô tính bước chân vào giang hồ cho đến nay hắn hầu như chưa từng thua trận cho dù có vài lúc tô tính sẽ chọn cách rút lui ở trước sức mạnh cường đại nhưng dù nhất thời hắn không địch lại song không bao lâu sẽ quay lại trả thù nhiều năm như vậy người tô tính muốn giết, nào có ai thoát, đây chính là uy thế. Uy thế bất bại chỉ thuộc về tô tính. Vô cùng sắc bén, thế không thể chống đỡ, thiên hạ ngày nay nếu như có xếp hạng cho cường giả thì tô tính chắc chắn có thể xếp vào một trong năm người đứng đầu. Hắn cũng là nhân vật có tư cách đánh một trận với Lý Bá Dương hiếm có trong giang hồ, cho nên lần này, Lý Bá Dương chủ động hẹn Tô Tính quyết sinh tử ở Đông Hải Nhai ý nghĩa chuyện này tuyệt đối có thể được viết vào trong sử sách giang hồ bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy tin tức dĩ nhiên cũng sớm truyền đến tai tô tính nói thật đối diện với tin tức này tô tính quả thực có chút kinh ngạc lý bá dương muốn giết hắn điểm này tô tính biết trước đó địa tạng vương cũng đã nhắc nhở tô tính lần này lý bá dương sẽ không nhẫn nhịn hơn phân nữa là sẽ động thủ chỉ có điều tô tính nghĩ lý bá dương hẳn giống như huyền khổ triệu tập đông đảo cường giả thần kiều cảnh đến vây giết hắn mới đúng nhưng ai nào ngờ lý bá dương lại rất thẳng thừng gửi cho hắn một cái tin như vậy trực tiếp một đánh một tìm một nơi đánh một trận quyết sinh tử hành vi như vậy ngược lại rất đơn giản bộc trực có điều tô tính suy nghĩ một chút ngược lại cũng có chút hiểu lòng lý bá dương vị đệ nhất thiên hạ này chắc chắn là kiêu ngạo tâm võ đạo của hắn cũng mạnh hơn cả huyền khổ huyền khổ có quá nhiều ràng buộc và suy nghĩ lý bá dương lại có lòng tin tuyệt đối với thực lực võ đạo của hắn ngay từ khi bắt đầu dù sao đều là báo thù cần gì phải làm nhiều thứ vô dụng như vậy đánh một trận quyết tử hắn giết tô tín báo được thù lớn tất cả những thứ này dĩ nhiên sẽ chấm dứt nghĩ lý bá dương khổ tu mấy trăm năm đứng ở vị trí đỉnh cao giang hồ cũng đến mấy thập niên lịch sử đối mặt với tô tín lý bá dương có lẽ sẽ có hận nhưng không có khả năng xuất hiện tâm trạng sợ hãi mặc dù ngay đến bản thân lý bá dương cũng biết trận chiến này hắn cũng không nắm chắc nhưng hắn vẫn chủ động hẹn tô tính đơn giản trực tiếp phương thức như vậy vẫn có một chút khí độ của cường giả đứng đầu thiên hạ ngày trước còn như thua điểm này cho tới giờ lý bá dương cũng chưa từng nghĩ đến mặc dù nói phải tính bại trước khi thắng lời này rất có đạo lý nhưng bây giờ lý bá dương hắn muốn nhất quyết sinh tử với tô tính bị đánh bại thì dĩ nhiên là chết rồi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, ngươi chết ta sống, đạo lý rất đơn giản, mà bên phía tô tính sau khi nhận được tin tức, trong mắt cũng lóe ra một tia tinh mang. Hắn ngay lập tức nói với đồng Vũ Dương, truyền tin đi, tô tính ta nhận trận chiến này, sinh tử nhất quyết này, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai sẽ chôn xương ở Đông Hải nhai, Lý Bá Dương thẳng thắng dứt khoát như vậy thì dĩ nhiên tô tính cũng sẽ không do dự. Tô Tính sớm cũng đã muốn thực sự lĩnh giáo thực lực đệ nhất thiên hạ của Lý Bá Dương một phen. Hơn nữa, mặc dù vị trí đệ nhất thiên hạ của Lý Bá Dương bị thích đạo huyền thay thế, nhưng Lý Bá Dương lại mới từ mảnh vỡ tiên vực trở về, mang về theo một thân cơ duyên. Ai biết được thực lực của hắn bây giờ mạnh đến nhường nào, lúc lời đáp lại của Tô Tính truyền khắp toàn bộ giang hồ. Trong nháy mắt cả giang hồ liền sôi trào, gần như tất cả người trên giang hồ đều đang vọt tới Thanh Châu Đạo, muốn xem trận tỷ đấu giữa người mạnh nhất giang hồ đời trước Lý Bá Dương cùng với tô tính người mạnh nhất thế hệ trẻ bây giờ. Đương nhiên, có người cho rằng danh tiếng người mạnh nhất thế hệ trẻ đặt lên người tô tính có chút vấn đề vì tuổi tác của mạnh kinh tiên cũng không lớn, chỉ có điều, trước kia mạnh kinh tiên hành sự có hơi kiêm tốn. Số lần hắn xuất thủ cũng cực ít. Danh tiếng còn lâu mới lớn được bằng tô tính, hơn nữa, ai cũng biết quan hệ giữa mạnh kinh tiên và tô tính bây giờ những người giang hồ kia gắn cái danh này lên người tô tính thì cũng chẳng có ai nói gì ngay cả chính chủ cũng không có gì phản đối những người khác lại càng không có lý do gì để phản bác mà lúc này trong tây bắc đạo sau khi tô tính truyền tin ra ngoài thì luôn trong trạng thái bế quan chỉ có điều hắn bế quan không phải là để luyện hóa bảo bình đạo ẩn của tạo hóa đạo môn hắn chẳng qua là đang điều chỉnh sức mạnh của mình trước khi lâm trận hắn muốn điều chỉnh trạng thái của hắn đến mức tột cùng mà lúc này địa tạng vương cùng diêm la thiên tử cũng đến. Còn có cả mạnh bà, hậu thổ, thôi phán quan cùng hơn 10 tên võ giả địa phủ, tần Nghĩa vương diệt vì đang bế quan đến giai đoạn mấu chốt nên không đến, tô tính chính là người trong địa phủ bọn họ. Hắn ước chiến cùng với Lý Bá Dương, địa phủ dĩ nhiên cũng cần phái người đến, thấy tô tính, địa tạng vương lắc lắc đầu nói, ta còn thật không đoán được, Lý Bá Dương vậy mà sẽ dùng cách này để giải quyết ân oán với ngươi, tô tính trầm giọng nói, ta cũng không ngờ có điều như vậy đơn giản hơn không phải sao võ giả chúng ta trải qua vô số gian nan hiểm trở mới có thể tạo được uy thế như bây giờ cái gọi là võ đạo chính là đấu chiến đạo cũng là sát phạt đạo giống như lần trước đánh với huyền khổ bên trái kéo một cái bên phải kéo một cái tính kế tới tính kế lui còn không bằng như bây giờ đánh một trận thoải mái địa tạng vương gật gật đầu nói nếu ngươi đã chuẩn bị xong thì ta cũng không nói gì thêm nữa có điều, lúc đối diện với Lý Bá Dương ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ban đầu, lúc Lý Bá Dương lên Thiếu Lâm tự, khi đó hắn cũng đã là người mới bước vào thần kiều rồi. Sau này ta giao thủ với Lý Bá Dương, căn cơ của hắn thâm hậu hơn so với ta, thực lực cũng mạnh hơn ta một nước. Dĩ nhiên lần đó, ta và Lý Bá Dương cũng không dốc toàn lực để thực sự chém giết, ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số. Chỉ có điều, trong mảnh vỡ tiên vực, có người lấy được nhiều cơ duyên có người lấy được ít cơ duyên. Trong mảnh vỡ tiên vực chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là dò xét lẫn nhau mà thôi chứ không có thực sự chém giết. Vì thế nên ta cũng có chút không biết thực lực chân chính của Lý Bá Dương, dù sao cẩn thận thì tốt hơn, tô tính gật đầu một cái. Đối mặt với người từng là nhân vật đệ nhất thiên hạ, cho tới giờ tô tính cũng chưa từng xem thường hắn. Lúc này, địa tạng vương lại lấy ra năm cái xương ngón tay giao cho tô Tín, nói, đây là xương ngón tay của phong đô đại đế ngày xưa tổng cộng có sáu cái trước ngươi lấy một cái đối phó với thiếu lâm tự nhưng không dùng đến bây giờ năm cái này cũng giao hết cho ngươi có điều cái này nếu có thể không dùng thì tốt nhất không nên dùng bởi cái này là xương ngón tay của phong đô đại đế ta đã từng thử luyện hóa nó nhưng phát hiện căn bản không thể sức mạnh trong này khó mà hoàn toàn điều khiển được lúc đối chiến với lý bá dương nếu ngươi trực tiếp bạo nổ sáu cái xương ngón tay này Vi năng của nó sẽ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có sức mạnh điều khiển được chúng nếu không tùy ý nổ bừa nó sẽ khiến địa vực quanh ngươi đều biến thành quỷ vực nói không chừng không làm lý bá dương bị thương mà ngược lại còn bị phản vệ tô tính gật đầu một cái hắn biết quy lực của thứ này ban đầu lúc hắn diệt thiếu lâm tự đã muốn sử dụng xương ngón tay của phong đô đại đế rồi có điều sau cùng lại bỏ qua nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha